Khương Hùng nhíu mày, có điều chúng ta phải làm thế nào mới dụ rắn ra hang được. Quan Vương cũng nhìn về phía Dương Thanh, chính lão ta cũng không phát hiện ra, rõ ràng lão ta mới là chúa tể của Vương Thành Quan, nhưng giờ phút này lại dồn hết hy vọng lên người Dương Thanh. Dương Thanh khẽ mỉm cười, trong khoảng thời gian này, người dịch dung mà các tộc của Vương Thành Quan tìm được đều là người của Quỷ Môn Miêu Thành. Tôi đoán trước mắt hẳn còn rất nhiều người vẫn chưa bị phát hiện. Nếu đã vậy, Vương Thành Quan hãy làm một hành động lớn, công bố với bên ngoài rằng thanh lý môn hộ nhưng trên thực tế là điều tra các tộc, tiếp tục truy tìm thêm nhiều người quỷ môn. Căn cứ theo phong cách hành động của quỷ môn, sợ là chúng ta không thể moi thêm tin tức gì từ họ. Nếu đã vậy, cuối cùng họ sẽ chết vì cổ độc phát tác. Hai người nói xem nếu hai người là môn chủ của quỷ môn, bỗng nhiên có một gia tộc nhỏ thực lực không bằng quỷ môn nhưng lại tìm ra được nhiều người của quỷ môn, hai ông sẽ làm thế nào? Nghe vậy, Quan Vương trả lời theo bản năng, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho gia tộc này, nhất định sẽ phái cao thủ mạnh hơn đi tìm hiểu, đồng thời báo thù cho vong hồn của vương tộc họ Quan. Khương Hùng cũng gật đầu, lão ta cũng sẽ làm như vậy. Dương Thanh khẽ mỉm cười, nếu đã vậy thì chắc chắn môn chủ của quỷ môn ở Miêu Thành cũng sẽ làm thế. Căn cứ theo phán đoán của tôi, tất cả hành động của quỷ môn đều là dấu người cầm quyền chân chính của Miêu Thành. Nếu quỷ môn phái cao thủ đến Vương Thành Quan, sẽ chỉ tiến hành trong âm thầm. Tuy nói nhà họ Khương mới là gia tộc chủ yếu phát hiện ra cao thủ quỷ môn nhưng dù gì vương tộc họ Quan mới là chúa tể chân chính của Vương Thành Quan, mà người ra lệnh thanh lý môn hộ các tộc là Quan Vương, đến lúc đó chắc chắn cao thủ quỷ môn sẽ đến vương phủ họ Quan trước. Cho nên chúng ta chỉ cần tập trung hết vũ lực của Vương Thành Quan về vương phủ họ Quan, sau đó ngồi chờ cao thủ quỷ môn xuất hiện. Đây cũng là lý do tại sao tôi nói chuyện này phải xem Quan Vương có chịu phối hợp hay không. Dù gì nếu như vậy, vương phủ họ Quan sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm. Nhất thời, Khương Hùng cũng nhìn về phía Quan Vương, mặt Quan Vương nghiêm túc, chưa đồng ý ngay, mặt thoáng vẻ do dự. Quan Vương nhận thấy Dương Thanh làm vậy, phần lớn nguyên nhân là vì giúp đỡ nhà họ Khương. Nhưng lão ta không biết rằng Dương Thanh còn muốn thông qua chuyện này để xác định cuối cùng là Miêu Thành hay là quỷ môn ở Miêu Thành muốn làm rối trật tự Chiêu Châu. Thân đã từng là chiến thần biên giới phía bắc của Chiêu Châu, đến lúc chết anh vẫn là lính của Chiêu Châu. Bất kỳ người nào muốn quấy rối trật tự của Chiêu Châu, anh đều sẽ không buông tha. Từng phút từng giây trôi qua, Quan Vương vẫn chưa trả lời. Dương Thanh và Khương Hùng cũng rõ mức độ nguy hiểm của chuyện này, một khi Quan Vương đồng ý thì toàn bộ vương phủ họ Quan phải đứng ở thế sống chết tồn vong. Rất lâu sau Quan Vương chợt ngẩng đầu, mặt nghiêm túc nhìn Dương Thanh hỏi, nếu như chúng ta đoán sai, thứ muốn khống chế Chiêu Châu là cả Miêu Thành thì đến lúc đó, thứ chúng ta dụ không phải là rắn mà là lửa. Lúc đó chúng ta phải đối mặt thế nào? Chỉ sợ trong nháy mắt, vương phủ họ Quan của tôi sẽ trở thành đống hoang tàn. Từ nay về sau Chiêu Châu không còn vương tộc họ Quan nữa. Sắc mặt Khương Hùng cũng cực kỳ nghiêm túc, thân là chủ của một trong số 4 gia tộc lớn của Vương Thành Quan, lão ta cũng hiểu nếu vương tộc họ Quan bị thế lực khác hủy diệt, họ sẽ đối mặt với điều gì. Có thể nói sự tồn vong của vương tộc họ Quan cũng liên quan đến sự sống chết tồn vong của những gia tộc đứng đầu ở Vương Thành Quan. Tôi có thể đảm bảo nếu đến mức đó, có lẽ Vương Thành Quan sẽ bị hủy trong một đêm nhưng chắc chắn vương tộc họ Quan sẽ không bị hủy diệt. Dương Thanh nghiêm túc hứa hẹn. Quan Vương hiểu ý Dương Thanh, nếu toàn bộ Miêu Thanh đều muốn khống chế Chiêu Châu, đó sẽ là kẻ thù của toàn bộ Chiêu Châu. Một khi Miêu Thành phái vài cao thủ thần cảnh, chỉ cần một trận chiến thôi đã đủ làm vương phủ họ Quan biến thành đống hoang tàn. Sở dĩ vương tộc họ Quan có thể thành vương tộc, không phải nhờ vào vương phủ mà là con người và tài sản của Vương Thành Quan. Chỉ cần vẫn còn người và tài sản thì vương tộc họ Quan sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Cuối cùng, tôi hỏi cậu Thanh thêm câu nữa, nếu chỉ có quỷ môn của Miêu Thành, một mình cậu có thể dễ dàng đối phó được không? Quan Vương lại hỏi. Có thể. Dương Thanh chỉ trả lời hai chữ, không nói gì thêm. Những lúc thế này, chỉ có tin tưởng lẫn nhau, có nói nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng toàn những lời sáo rỗng. Được, vậy làm theo những gì cậu Thanh nói. Chúng ta sẽ dụ rắn ra hang. Vương tộc họ Quan tôi sẽ ra lệnh thanh lý môn hộ tất cả các tộc. Quan Vương nói một cách trịnh trọng. Được, nhờ sự quyết đoán của Quan Vương, sau này vương tộc họ Quan là bạn của Dương Thanh tôi. Lòng Dương Thanh cũng cực kỳ biết ơn. Giữa anh và vương tộc họ Quan, mặc dù lúc trước có xích mích mâu thuẫn nhưng thủ phạm đã chết rồi, ân oán cũng kết thúc. Quan Vương đồng ý dụ người của quỷ môn Miêu Thành đến, thật ra đó cũng là cống hiến lớn cho sự an toàn của Chiêu Châu. Dù thắng hay thua, khoảnh khắc Quan Vương đồng ý, lão ta đã xứng với thân phận vương của một vương tộc. Ha ha, được,
tôi thay mặt vương tộc họ Quan chào mừng người bạn như cậu Thanh. Quan vương nghe Dương Thanh nói, mặt hiện rõ vẻ kích động. Ban nãy lúc lão ta hỏi Dương Thanh căn cứ vào năng lực bản thân, anh có thể đối phó với quỷ môn không, Dương Thanh trả lời có thể. Điều này đủ để xác định Dương Thanh chính là tướng quân bí ẩn nhất của biên giới phía Bắc, một mình có thể đấu với một nửa quốc gia. Người thế này chấp nhận làm bạn với vương tộc họ Quan, đây là may mắn của vương tộc họ Quan. Sau khi Khương Hùng nghe Dương Thanh nói, lão ta cũng cười nói, Quan vương, chúc mừng. Ha ha, cùng chung vui. Quan vương cười nói. Hiển nhiên Khương Hùng luôn không muốn qua lại với vương phủ họ Quan, bởi vì Dương Thanh, lão ta cũng sẵn sàng làm bạn với vương phủ họ Quan. Thoáng chốc, một mệnh lệnh làm cả vương thành Quan phải náo động được ban hành từ vương phủ họ Quan. Mệnh lệnh rất đơn giản, chỉ có một câu, gần đây dị tộc ngang ngược, trà trộn vào các gia tộc của vương thành Quan. Dị tộc rất dành việc dịch dung giả mạo, vì để đảm bảo sự bình yên của vương thành Quan, các gia tộc cần triển khai sàng lọc quy mô lớn, mang hết các dị tộc ra xử lý. Không những là vương thành Quan náo động mà chuyện này còn ảnh hưởng đến các vương tộc khác. Mặc dù chuyện này bắt nguồn từ vương thành Quan nhưng chuyện này cũng đang cảnh báo các vương tộc khác. Nhất thời, năm vương tộc lớn cũng bắt đầu điều tra thanh lọc. Mặc dù không có ai nói thế lực dị tộc xâm lấn là ai nhưng những chủ gia tộc nắm quyền thế đều biết rõ. Dị tộc là để chỉ quỷ môn ở Miêu Thành. Nhưng ai cũng hiểu rõ sự kinh khủng của Miêu Thành, tất cả mọi người đều hiểu rõ nhưng chọn giữ bí mật không nói ra. Rất nhiều gia tộc đứng đầu chỉ biết gia tộc mình có khả năng có người dị tộc nhưng lại không rõ cuối cùng thân phận của những người này là gì. 3 ngày liên tiếp, các gia tộc ở Vương Thành Quan thông qua cuộc điều tra thanh lọc quy mô lớn, phát hiện ra vài người quỷ môn. Đặc biệt là 4 gia tộc lớn ở Vương Thành Quan, mỗi gia tộc đều tra được người của quỷ môn. Thậm chí vương phủ họ Quan cũng phát hiện ra thêm 2 cao thủ quỷ môn khác, hơn nữa còn nắm chức vị cao trong vương tộc họ Quan. Điều này làm quan vương rất tức giận. Không ngờ dưới mí mắt của mình cũng có người của quỷ môn. Trong phòng tiếp khách của vương phủ họ Quan, quan vương ngồi ở vị trí trên đầu, các chủ gia tộc đứng đầu ở vương thành Quan cũng lần lượt ngồi vào 2 bên. Sau khi biết các gia tộc phát hiện cao thủ quỷ môn, mặt quan vương lạnh lùng, lão ta nói, đúng là không ngờ vương thành Quan của chúng ta lại có nhiều người của quỷ môn đến vậy. Có lẽ vẫn còn cao thủ quỷ môn chưa bị phát hiện, thuật dịch dung của họ quá mạnh. Nếu không phải quan vương ra lệnh, sợ là chúng tôi còn chẳng nghĩ đến người của quỷ môn lại trà trộn vào gia tộc của chúng tôi. Một chủ gia tộc trong 4 gia tộc lớn nghiêm túc nói. Quan vương, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Một chủ gia tộc trong 4 gia tộc lớn hỏi. Quan vương nheo mắt, tiếp theo các gia tộc sắp xếp cao thủ cấp vương cảnh trung kỳ trở lên đến vương phủ ở tạm vài ngày. Chắc cao thủ của quỷ môn cũng sắp đến rồi. Khoảnh khắc quan vương vừa dứt lời, một tiếng động vang lên, cửa phòng họp bị người ta đá ra. Giây tiếp theo, một người mặc áo đạo sĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Ai? Trong phòng họp đều là các chủ gia tộc của Vương Thành Quan, bỗng nhiên có người xông vào nên ai cũng tức giận. Ban nãy các người còn đang thảo luận xem làm thế nào để đối phó tôi mà bây giờ lại hỏi tôi là ai? Lão già mặc áo đạo sĩ cười tủm tỉm nói. Lời lão ta vừa nói làm đám người ở đây tái mặt, đến cả quan vương cũng đứng phắt dậy, mặt đầy vẻ đề phòng nhìn lão già mặc áo đạo sĩ, ông là người của quỷ môn. Lão già mặc áo đạo sĩ nói, trong phút chốc tất các tia người đều kinh hãi. Quả nhiên là người của quý môn Miếu Thành, ban nãy họ còn đang thảo luận xem nên đối phó với cao thủ của quý môn thế nào, kết quả đối phương xuất hiện ngay đảm binh tôm tưởng tép như các người mà cũng muốn đối phó tôi. Lão già mặc áo đạo sĩ cười nói. Lão ta đứng đó giống như một tượng đài không thể xô đổ. Mặc dù quan vương là người mạnh nhất trong số những người ở đây nhưng giờ phút này, quan vương cũng sợ hãi cực kỳ. Lão ta có thể cảm nhận được áp lực toát ra từ người của lão già mặc áo đạo sĩ. Bản thân lão ta là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, người có thể làm lão ta cảm thấy áp lực, tất nhiên là cao thủ thần cảnh. Mấy trăm năm nay, người Miêu Thành luôn ở ẩn lãnh đời, cao thủ của quỷ môn các người lại xuất thể liên tục, không sợ bị chủ thành của Miêu Thành biết à? Quan vương trầm giọng hỏi. Lão già mặc áo đạo sĩ nhìn quan vương bằng ánh mắt khinh miệt, ông đang thăm dò tôi à? Đúng là quan vương đang thăm dò. Đương nhiên lão ta sẽ không thừa nhận, chỉ vờ ra vẻ bình tĩnh nói, tại sao phải thăm dò ông? Vốn đi thực lực của cao thủ Miêu Thành rất mạnh, trong mắt cao thủ Miêu Thành, cao thủ của thế giới bên ngoài chỉ là đám kiển. Nếu các người ở ẩn thì tất nhiên sẽ có quy tắc riêng nhưng quỷ món các ông lại cho nhiều người dịch dung tra trộn vào gia tộc chúng tôi, các người làm vậy có thấy quá đáng không? Quan vương tỏ vẻ nhún nhường nhưng những gì lão ta nói cũng là sự thật,
trong mắt cao thủ đứng đầu quỷ môn, mọi thứ trên thế giới này chỉ là con kiến. Lão già mặc áo đạo sĩ cười mỉa, trông ông có vẻ như đã biết chút gì đó, nhưng không sao. Chỉ cần giết hết các người thì dù các người có biết gì thì cũng không sao. Lão ta vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm túc. Họ nhìn chằm chằm lão già mặc áo đạo sĩ, sợ lão ta bất chợt ra tay. Lúc này quan vương lại không hề nhút nhát chút nào, lão ta đứng trước nhất, chủ của bốn gia tộc lớn lần lượt tiến lên đứng phía sau lão ta. Các cao thủ khác cũng tiến về phía trước, đứng sau lưng nhóm người quyền quý của vương thành quan, sắc mặt nghiêm túc nhìn lão già mặc áo đạo sĩ. Lúc trước họ luôn thảo luận chắc chắn cao thủ của quỷ môn ở Miêu Thành sẽ là cao thủ thần cảnh. Bây giờ cao thủ thần cảnh đang đứng ngay trước mặt họ. Mặc dù họ có thêm người nhưng chưa chắc đã là đối thủ của một cao thủ thần cảnh. Nhưng lúc này họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bắt tay nhau đối phó địch. Các người giết người bừa bãi, không sợ chọc giận chiến vực Chiêu Châu. Quan vương trầm giọng hỏi, trong giọng còn có chút uy hiếp, cho dù Miêu Thành có rất nhiều cao thủ thần cảnh nhưng chiến vực Chiêu Châu chúng tôi cũng có cao thủ thần cảnh. Không những thế, chiến vực Chiêu Châu còn có bê pháo có lực công kích vô cùng lớn, dù các người có mạnh đi chăng nữa nhưng vẫn là người trần mắt thịt, có thể chống lại bê pháo à? Lão ta vừa dứt lời, hàng chục chấm đỏ ngay lập tức tập trung trên những vị trí trọng yếu của lão già mặc áo đạo sĩ. Xem ra người bên ngoài đúng là rất ngây thơ và đáng yêu. Các người hoàn toàn không biết sự kinh khủng của cao thủ thần cảnh. Đống sắt vụn đó mà có thể làm khó được tôi à? Lão già mặc áo đạo sĩ cười nhạo, hỏi. Nhưng lão ta vừa dứt lời, mọi người hoảng sợ phát hiện, lão già vốn dĩ đang đứng tự dưng biến mất ngay tại chỗ. Ra tay! Mặt quan vương biến sắc, không hề do dự, ra lệnh xong lão ta xông về hướng lão già mặc áo đạo sĩ. Nhất thời, các cao thủ của các gia tộc khác cũng lần lượt đuổi theo quan vương. Đương nhiên họ biết cao thủ thần cảnh rất mạnh, cũng hiểu cao thủ thần cảnh có thể tránh đạn nhưng không ngờ tốc độ cơ thể của cao thủ thần cảnh lại nhanh đến vậy. Bây giờ họ chỉ có thể tìm cách ngăn chặn lão già mặc áo đạo sĩ trước, sau đó tìm cơ hội để tay súng bắn tỉa bắn chết. Nhưng khi quan vương dẫn đám cao thủ chạy ra ngoài thì chẳng thấy bóng dáng của lão già mặc áo đạo sĩ đâu cả. Người đâu? Một người là cao thủ vương cảnh hậu kỳ biến sắc, hoang mang nhìn xung quanh. Ầm ầm ầm. Giây tiếp theo chỉ thấy một nhóm tay súng giống như bông cao su liên tục rồi xuống từ các vị trí cao trong vương chủ họ quan. Tất cả tay súng từ bộ nhiệm vụ lập tức bỏ nhiệm vụ, tìm nòi an nếp gì. Quan vương sốt ruột vội vàng ra lệnh. Nhưng mệnh lệnh của lão ta hoàn toàn vô dụng mặc dù những tay súng bắn tỉa đó đã từ bỏ nhiệm vụ, rời khỏi vị trí nhưng vẫn bị lão già mặc áo đạo sĩ tìm được. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, dưới chân các chủ gia tộc quyền quý trong đó người đứng đầu là quan vương. Toàn là thi thể. Mười mấy tay súng bắn tỉa tinh nhuệ của các tộc không một ai sống sót, ai cũng chết cực kỳ thảm thiết. Đến lúc chết trên mặt họ vẫn còn ảnh lên nét sợ hãi. Khốn khiếp, ông đáng chết, ông đáng chết. Quan vương nhìn mười mấy thi thể giận rít ào, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể lão ta. Chỉ thấy mặt lão ta đỏ rực, giờ phút này lão ta như thần chết, khí thế hừng hực, bây giờ các người có kế hoạch thứ hai nữa à? Bỗng nhiên lão già mặc áo đạo sĩ lại xuất hiện lần nữa. Nhìn quan vương đang trong trạng thái bùng nổ bằng ánh mắt giễu cợt. Lúc lão ta nhìn về phía quan vương, ánh mắt đầy khinh miệt giống như đang nhìn con kiến. Quan vương tức giận không thôi, các chủ gia tộc bên cạnh lão ta cũng cảm phần đến cực đỉnh. Đối diện với cao thủ thần cảnh, họ không hề có sức đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình bị đánh bại liên tục. Sao cậu Thanh vẫn chưa đến? Bằng có người lên tiếng hỏi. Quan vương hít một hơi thật sâu. Họ hoàn toàn không ngờ người của quỷ môn lại đến nhanh như vậy. Cho nên không hề thông báo cho Dương Thanh. Không những thế, Dương Thanh đã nhắc nhở lão ta từ sớm, một khi cao thủ thần cảnh của quỷ môn đến, đừng lấy đá chọi đá, cũng đừng chọc giận đối phương. Là các gia tộc bọn họ tự ý quyết định, bố trí mười mấy tay súng bắn tỉa xung quanh vương phủ họ quan. Kết quả nhiều tay súng bắn tỉa như vậy, chưa có cơ hội nổ súng đã bị cao thủ quỷ môn tìm ra, hơn nữa còn đánh bại trong nháy mắt. Cậu Thanh là ai? Lão già mặc áo bào nhìn người mới vừa nhắc đến Dương Thanh, mở miệng hỏi. Người nọ biến sắc, ban nãy trong tình huống cấp bách nên lão ta mới dồn hết toàn bộ hy vọng lên người Dương Thanh, mới hỏi khi nào Dương Thanh đến. Bây giờ bị cao thủ quỷ môn theo dõi, lão ta chỉ thấy người mình lạnh lẽo, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Chắc chắn ông rất muốn biết tại sao đột nhiên Vương Thành quan lại đào ra những người mà quỷ môn đã cài cắm nhỉ. Quan vương chợt nói. Bây giờ tôi có thể nói sự thật cho ông biết,
dưới sự giúp đỡ của cậu Dương Thanh, chúng tôi mới biết cao thủ quỷ môn trà trộn vào các gia tộc ở Vương Thành Quan. Chúng tôi thừa nhận ông rất mạnh nhưng nếu cậu Thanh ở đây, ông sẽ hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Cậu Thanh có thể giết ông trong nháy mắt. Cái gì mà cao thủ quỷ môn ở Miêu Thành, chỉ là tên phế vật ỷ mạnh hiếp yếu thôi, chỉ có thể đối phó với vài con kiến dưới thần cảnh, trước mặt cao thủ chân chính, ông còn chẳng có cơ hội ra tay. Lão già mặc áo đạo sĩ cười tủm tỉm, sau khi nghe quan vương nói xong, mặt âm u đến cực đỉnh, chân nhúc nhích nhẹ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt quan vương. Lão già mặc áo đạo sĩ tóm lấy cổ quan vương, sau đó quan vương bị lão nâng lên không trung. Dám khinh thường tôi, ông muốn chết đến thế à? Mặt lão già mặc áo đạo sĩ lạnh lùng, mắt lóe sát khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quan vương. Thấy quan vương bị lão già mặc áo đạo sĩ khống chế, người của vương tộc họ quan lập tức kêu lên. Các gia tộc khác cũng sợ hãi. Thân là người đứng đầu các gia tộc quyền thế nhất ở Vương Thành Quan, họ hiểu rõ ở Vương Thành Quan này, quan vương mới là chúa tể. Không những vì thân phận vương tộc của lão ta mà còn vì thực lực của quan vương. Vương cảnh đỉnh phỏng, bước thêm bước nữa sẽ đến thần cảnh. Cao thủ thế này nhưng đứng trước mặt lão già mặc áo đạo sĩ, quan vương lại không có sức đánh trả, thậm chí còn bị đối phương khống chế. Lòng quan vương cũng sợ hãi, thân là quan vương, lão ta đã bao giờ bị sỉ nhục đến vậy đâu. Bị tóm cổ ngay trước mặt mọi người nhưng đối diện với cao thủ thần cảnh, lão ta thật sự bất lực. Dù vậy quan vương vẫn nhìn lão già mặc áo đạo sĩ bằng ánh mắt căm tức, hơn nữa còn hơi khinh miệt, giống như muốn nói, ông là cao thủ thần cảnh nhưng chỉ có thể ức hiếp đảm kiến như vương cảnh. Có giỏi thì ông đi ức hiếp cao thủ thần cảnh đi. Xem ra ông không sợ chết, nếu đã vậy tôi sẽ cho ông lên đường ngay. Lão già mặc áo đạo sĩ dứt lời, bỗng nhiên sức mạnh kinh khủng bùng nổ từ cánh tay lão ta. Thả quan vương ra. Bỗng nhiên một cao thủ vương cảnh hậu kỳ xông đến. Tất cả vương cảnh hậu kỳ hãy cùng ra tay, nếu không quan vương mà chết sẽ đến lượt chúng ta. Lại có thêm một cao thủ vương cảnh hậu kỳ gầm lên rồi cũng xông lên. Bỗng chốc. Hơn 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ cùng nhằm về phía lão già mặc áo đạo sĩ. Dường như cùng một lúc, vài luồng công kích đập lên người lão già mặc áo đạo sĩ. Các người đang gãi ngứa cho tôi à? Lão già mặc áo đạo sĩ cười mỉa, không thèm quan tâm đến sự tấn công của mười mấy cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Cái gì, sao có thể, nhiều cao thủ vương cảnh hậu kỳ tấn công ông ta nhưng không thể làm ông ta bị thương dù chỉ một chút. Những cao thủ vương cảnh hậu kỳ đó đều há hốc mồm. Bởi vì biết lão già mặc áo đạo sĩ là cao thủ thần cảnh nên lúc ra tay, họ đã sử dụng sát chiêu mạnh nhất của mình. Nhưng vẫn không thể làm đối phương bị thương. Quan vương bị lão ta bóp cổ giơ lên không trung, mặt đầy tuyệt vọng, cảm nhận được tay lão đạo sĩ càng ngày càng chặt, hơi thở của quan vương đã bị bóp nghẹn hoàn toàn. Mười mấy cao thủ vương cảnh hậu kỳ sử dụng chiêu mạnh nhất nhưng vẫn không thể làm lão già mặc áo đạo sĩ bị thương. Bây giờ ngoài Dương Thanh ra, ai có thể chiến đấu được? Còn về những cao thủ dưới vương cảnh hậu kỳ thì khiếp sợ đến cực đỉnh. Với họ mà nói vương cảnh hậu kỳ đã có thể đứng trên đỉnh cao của Chiêu Châu rồi. Những cao thủ vương cảnh hậu kỳ liên thủ với nhau ở đây có thể nói là đội hình mạnh nhất của Vương Thành Quan rồi. Nhưng đội hình mạnh mẽ như vậy lại không thể tấn công cao thủ thần cảnh. Rốt cuộc cao thủ thần cảnh là quái vật cỡ nào? Chẳng lẽ giống như những gì họ nghe đồn, cao thủ thần cảnh không thể giết được, quỷ môn chó má, đúng là rác rưởi. Quan Hồng Nghị thấy bố mình đau khổ, giận dữ hét lên, dù các người có giết hết chúng tôi thì sao? Các người nghĩ người của chiến vực Chiêu Châu là đồ vô dụng à? Ông cứ việc giết sạch chúng tôi đi. Chúng tôi là một trong số những vương tộc của Chiêu Châu, chúng tôi đều có vai trò cực kỳ quan trọng với Chiêu Châu. Nếu chúng tôi chết hết, chắc chắn chiến vực Chiêu Châu sẽ đến điều tra. Đến lúc đó, tin tức quỷ môn xuất thế sẽ bị tiết lộ, chiến vực Chiêu Châu sẽ báo thù cho chúng tôi. Ông nghĩ ông là cao thủ thần cảnh thì vô địch rồi à? Chiến vực Chiêu Châu đã nghiên cứu rất nhiều cách để đối phó với cao thủ thần cảnh, có rất nhiều vũ khí lực sát thương rất kinh khủng, có thể dễ dàng san bằng Miêu Thành. Quan Hồng Nghị không còn lo lắng gì cả, không sợ lão già mặc áo đạo sĩ nữa, phẫn nộ rít gào. Vốn dĩ lão già mặc áo đạo sĩ định giết quan vương nhưng đôi mắt sâu thẳm lại hơi kinh ngạc. Lão ta không biết những lời Quan Hồng Nghị nói có phải thật không? Chỉ biết khi môn chủ quỷ môn phải lão ta đến Vương Thành Quan đã cố tình cảnh cáo lão ta, không thể để lộ tin quỷ môn xuất thế. Không những thế còn cố tình cảnh cáo lão ta, ở Chiêu Châu chọc ai thì chọc nhưng đừng đắc tội với chiếc vực Chiêu Châu. Lúc đó lão ta còn hỏi tại sao, môn chủ chỉ nói một câu,
ông nghĩ rằng đám gia tộc ở ẩn không xuất thể đó không muốn xuất thể thật à? Tuy chỉ có một câu nhưng lại làm lão già mặc áo đạo sĩ hiểu được một chuyện. Chiêu Châu trông có vẻ nhỏ bé nhưng thật ra không đơn giản như vậy, nếu không sẽ không thể làm những gia tộc ẩn thế đó ở ẩn trăm năm không xuất thể. Ngay cả Quan Hồng Nghị cũng không ngờ ông ta chỉ bịa đặt vài câu để hù lão già mặc áo đạo sĩ thôi nhưng lại làm lão ta dè chừng hơn. Chỉ thấy lão già mặc áo đạo sĩ vung tay lên, quan vương bay thẳng ra ngoài. Tôi muốn xem thử cậu Thanh mà các người nói tài cán đến mức nào. Lão già mặc áo đạo sĩ hừ nói. Quan vương bị ném xuống đất, hít lấy hít để không khí. Đám quyền quý của vương thành quan thấy lão già mặc áo đạo sĩ thả quan vương ra thật thì đều sững sờ. Quan Hồng Nghị ngỡ ngàng trong chớp mắt rồi lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến bên cạnh quan vương, bố ơi, bố có sao không? Nhờ có Quan Hồng Nghị dìu, quan vương đứng lên, gương mặt vốn đang tái mét đã hồng hào trở lại, lòng sợ hãi nhìn lão già mặc áo đạo sĩ, sau đó lắc đầu, bố không sao. Ban nãy lão ta đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và cao thủ thần cảnh, tất nhiên sẽ không chủ động khiêu khích lão già mặc áo đạo sĩ nữa. Quan vương! Các chủ gia tộc quyền quý chạy đến bao vây lấy quan vương, ai nấy đều lo lắng. Quan vương khẽ lắc đầu, hỏi tiếp, đã thông báo cho cậu Thanh chưa? Quan vương yên tâm, cậu Thanh đã biết chuyện xảy ra bên này, chắc là sắp đến rồi. Lâm Hạo nói, đúng, có cậu Dương ở đây, chúng ta mới có phần thắng. Quan vương rất rõ tình hình giờ phút này, quan sát lão già mặc áo đạo sĩ đang ngồi bên cạnh giường như muốn chờ Dương Thanh đến thật, lão ta trầm giọng nói. Cùng lúc đó, sau khi Dương Thanh biết những chuyện xảy ra ở vương phủ họ Quan, anh lập tức lái xe đến đó. Dọc đường đi, anh giẫm chân ga hết cỡ, xe phóng như tia chớp màu đen. Mắt thấy sắp đến vương phủ họ Quan, bỗng dưng giữa đường, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến làm mặt anh biết sắc, bỗng dưng giảm phanh lại. Két! Xe phanh gấp nên bị giạt ra giữa đường, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Không khí bị lẫn mùi cao su bị đốt rất gay mũi. Két! Dường như cùng lúc đó, tiếng súng vang lên chói tai. Viên đạn trong súng bắn tỉa bắn thẳng vào vị trí xe của Dương Thanh. Mắt Dương Thanh lóe sát ý mãnh liệt, vua súng của Hồng Trần, cuối cùng cũng đã mất kiên nhẫn rồi à. Anh giẫm chân ga, xe lại chạy trên đường. Lúc này, xe như một con rắn chuyển động khắp nơi trên làn đường. Đùng đùng đùng, tiếng súng vang lên liên tục nhưng phát nào cũng bắn hụt cả. Âm, trong lúc đang lái như bay. Dương Thanh mở cửa xe ra, nhoài người nhảy ra ngoài, cơ thể lăn ra giữa đường. Giây tiếp theo, anh giống như con bảo đen nhanh nhẹn, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Người đâu? Trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, một người đàn ông đang nằm sấp trên phần rìa tòa nhà, bỗng nhiên phát hiện không thấy Dương Thanh trong xe nữa, mặt biến sắc. Người đàn ông này chẳng phải ai xa lạ, chính là tay súng bắn tỉa đứng đầu Hồng Trần, lần trước đã từng ám sát Dương Thanh ở Yến Đô, được mệnh danh là vua súng. Thân là tay súng bắn tỉa đứng đầu Hồng Trần, năng lực của anh ta cực kỳ mạnh mẽ, trong lịch sử ám sát, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Phàm là mục tiêu bị anh ta theo dõi thì không một ai là ngoại lệ, đều bị anh ta bắn một phát thủng đầu. Đến khi anh ta gặp Dương Thanh, đây là lần thứ hai anh ta ám sát Dương Thanh nhưng vẫn không thể đụng đến một sợi lông của anh. Không những thế, thậm chí anh ta còn không biết tại sao Dương Thanh lại biến mất tại chỗ. Không hay rồi, có thể cậu ta đã phát hiện ra mình. Mình cần rời khỏi nơi này ngay. Vua súng thầm than không hay, cầm súng bắn tỉa đã được lắp ráp xong, thậm chí còn không kịp dọn súng lại, cầm súng bắn tỉa lên định đi ngay. Có điều anh ta mới vừa chuẩn bị rời đi thì một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa thông đến tầng cao nhất mở bật ra, bóng dáng quen thuộc bước ra. Dương Thanh. Mặt vua súng biến sắc, đầy kinh hãi. Lúc này nơi anh ta đang đứng là lầu 8, ban nãy sau khi anh ta bắn tỉa thất bại. Định chuẩn bị rút lui, thậm chí còn không định thu súng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vốn dĩ Dương Thanh còn đang đứng dưới giữa đường cái tự dưng xuất hiện trên đỉnh tầng 8, hơn nữa còn tìm được anh ta. Vua súng Hồng Trần. Dương Thanh nhìn vua súng, nheo mắt hỏi. Lúc này, vua súng càng ngạc nhiên hơn, nhiệm vụ của Hồng Trần luôn được bảo mật, chỉ có người nhận nhiệm vụ biết. Nói cách khác, ngoài chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ và người nhận nhiệm vụ là anh ta thì không ai biết nhiệm vụ này. Nhưng Dương Thanh lại biết anh ta là ai, thế chẳng phải Dương Thanh đã biết nhiệm vụ của vua súng là phải giết chết anh. Vua súng không cần nhìn, ném súng bắn tỉa đi, cùng lúc đó, một khẩu súng lục xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Đùng đùng đùng, tiếng súng vang lên liên tiếp nhưng Dương Thanh lại biến mất khỏi tầm mắt của vua súng. Đến giờ phút này,
Vô Súng mới ý thức được mục tiêu của nhiệm vụ lần này kinh khủng đến nhường nào. Bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, vua. Súng cảm giác lông tơ dựng hết cả lên. Một viên đạn cầm thẳng vào vùng giữa mày Vua Súng. Đến chết Vua Súng cũng không thể ngờ thứ giết chết mình lại là viên đạn mình mới bắn ra, có điều bị Dương Thanh lấy ra giết ngược lại anh ta. Chờ chuyện của quan vương xong xuôi, đã đến lúc tới. Hồng trần một chuyến. Dương Thanh nheo mắt lại, cất lời. Anh thả mình xuống, nhảy thẳng từ lầu 8. Sau khi giải quyết mối phiền phức là Vua Súng Hồng Trần, Dương Thanh tiếp tục đến vương phủ họ Quan. Anh biết cao thủ thần cảnh của quỷ môn sẽ xuất hiện nhưng anh không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện nhóm cao thủ của quan vương vẫn còn sống sót. Lúc này, trong vương phủ họ Quan, lão già mặc áo đạo sĩ đã đợi 10 phút, sắc mặt càng ngày càng u ám, lão ta từ từ đứng dậy nhìn quan vương bằng đôi mắt âm u, xem ra cậu Thanh mà các người nói hoàn toàn không dám tới. Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể ỷ mạnh hiếp yếu, dẫm chết đảm kiến các người trước đã. Lão già mặc áo đạo sĩ dứt lời, một luồng hơi thở kinh khủng bùng nổ, nhất thời dường như nhiệt độ của vương phủ họ Quan giảm vài độ. Đám quyền quý của vương thành Quan lộ vẻ tuyệt vọng, ban nãy họ đã thấy lão già mặc áo đạo sĩ này mạnh đến nhường nào. Đến quan vương còn bị lão ta khống chế một cách dễ dàng, dù họ có bắt tay nhau thì có thể làm gì được. Cậu Thanh, cuối cùng cậu đang ở đâu? Quan Hồng Nghị vội vàng gào to. Sắc mặt quan vương vô cùng nghiêm nghị, hai mắt nhìn chằm chằm lão già mặc áo đạo sĩ nói, cậu Thanh tuyệt đối sẽ không sợ ông, chỉ dựa vào ông chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của cậu ấy. Nếu ông không muốn chết, tôi khuyên ông nên rời đi, bằng không cậu Thanh mà tới ông có muốn đi cũng không còn cơ hội nữa đâu. Khí thế trên người lão già mặc áo đạo sĩ trực tiếp bao phủ lên người quan vương, lão ta híp mắt nói, nếu cậu Thanh mà ông nói lợi hại như vậy tại sao lại chưa tới đây? Chắc chắn cậu Thanh đang bận việc gì đó bằng không cậu Thanh sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng tôi. Khương Long Phi của nhà họ Khương nghiêm túc nói. Không sai, cậu Thanh không phải kiểu người tham sống sợ chết, dù ông là cao thủ thần cảnh nhưng chắc chắn cũng không phải là đối thủ của cậu Thanh đâu. Lâm Hạo nhà họ Lâm cũng lớn tiếng nói. Nhất thời trong phòng họp rộng lớn các bên quyền quý đều kích động, dù đối mặt với cao thủ thần cảnh, dường như bọn họ cũng không hề sợ hãi. Điều này khiến lão già mặc áo đạo sĩ hết sức ngạc nhiên. Lão ta biết, trong số những người có mặt ở đây người mạnh nhất cũng chỉ có quan vương là cao thủ vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Những người khác, thậm chí còn chưa đến thực lực vương cảnh đỉnh phong, chỉ là đám tôm tép trong mắt lão ta. Dù là ở Miêu Thành, đám cao thủ vương cảnh đỉnh phong kia gặp cao thủ thần cảnh cũng vô cùng kính sợ. Chỉ một vương thành quan nhỏ bé nhưng lão ta lại không hề thấy sự kính sợ đối với cao thủ thần cảnh từ trên mặt bất kỳ ai. Các người không sợ tôi sẽ giết các người sao? Lão già mặc áo đạo sĩ nghi ngờ nói. Nếu sợ thì ông sẽ tha cho chúng tôi sao? Nếu không tha thì tại sao chúng tôi phải sợ? Quan vương cười lạnh nói, hơn nữa, cậu Thanh cũng sắp tới rồi, tại sao chúng tôi phải sợ ông? Ngoài ra, ông thật sự nghĩ chúng tôi không biết Miêu Thành là nơi nào à? Tôi có thể nói cho ông biết, mấy chục năm trước chúng tôi đã biết Miêu Thành, lúc đó Miêu Thành cũng đã có mười mấy cao thủ thần cảnh rồi. Dù trong tình huống biết rõ những điều này mà chúng tôi vẫn ra tay moi ra thám tử được quỷ môn cài cắm trong các gia tộc lớn ở Vương Thành Quan, ông thật sự nghĩ chúng tôi không sợ chết sao? Lão già mặc áo đạo sĩ vốn định ra tay nhưng sau khi nghe được lời này của quan vương sắc mặt lập tức thay đổi. Lão ta nhận lệnh của môn chủ quỷ môn mới đến Vương Thành Quan, nhằm điều tra rõ ràng tại sao thám tử ở Vương Thành Quan liên tiếp bị tìm được, xóa sổ. Mãi sau khi quan vương nói ra những lời này lão ta mới vỡ lẽ, thì ra người của Vương Thành Quan biết rất rõ tình hình của Miêu Thành. Nếu đã biết Miêu Thành ít nhất có mười mấy cao thủ thần cảnh, tại sao bọn họ vẫn dám lôi toàn bộ người của quỷ môn Miêu Thành ra? Bọn bọ không sợ quỷ môn Miêu Thành trả thù sao? Chắc ông đang nghĩ tại sao chúng tôi đã biết Miêu Thành có mười mấy cao thủ thần cảnh mà vẫn dám mọi người của quỷ môn Miêu Thành ra đúng không? Quan vương tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của lão già mặc áo đạo sĩ, cười giễu hỏi. Bây giờ Dương Thanh vẫn chưa tới, quan vương tin chắc Dương Thanh đã gặp phiền phức gì đó, bằng không anh sẽ không đến trễ như vậy. Nếu vậy không bằng kéo dài thêm chút thời gian. Vì sao? Quả nhiên, lão già mặc áo đạo sĩ lạnh giọng hỏi quan. Vương, bởi vì chúng tôi có cách đối phó quỷ môn Miêu Thành. Quan vương cười nói. Cách đối phó quỷ môn, ông đang đùa à, ông có biết quỷ môn có bao nhiêu cao thủ thần cảnh không? Lão già mặc áo đạo sĩ chẳng những không giận mà còn cười, tự hỏi tự trả lời, mỗi một thế lực đứng đầu Miêu Thành đều có cao thủ thần cảnh trấn giữ, mà bản thân của quỷ môn chúng tôi vốn đã là thế lực đỉnh của đỉnh với ba cao thủ thần cảnh.
Lão già mặc áo đạo sĩ liên tục cười nhạo, chỉ là một vương thành quan, ngay cả một cao thủ thần cảnh cũng không có, vậy mà ông lại nói cho tôi biết các người có cách đối phó quỷ môn. Quan vương cười bí ẩn, ông thử nghĩ xem, nếu chúng tôi không có cách đối phó quỷ môn thì tại sao dám chủ động dụ cao thủ thần cảnh của quỷ môn đến đây? Lão già mặc áo đạo sĩ lập tức cứng họng, quả thật lão ta không thể trả lời được câu hỏi này của quan vương. Chẳng lẽ vương thành quan nhỏ bé này đúng là đã nghĩ ra cách đối phó quỷ môn? Nhưng trên dưới vương thành quan, người mạnh nhất là quan vương cũng chỉ là cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Một vương thành không có cao thủ thần cảnh, sao có thể đối phó với quỷ môn có ba cao thủ thần cảnh chứ? Lúc này, vẻ mặt lão già mặc áo đạo sĩ ngập tràn nghi ngờ. Quan vương cũng không nói thêm nữa, đứng tại chỗ, hai mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm lão già mặc áo đạo sĩ kia. Lão ta đã cố gắng kéo dài thời gian, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Dương Thanh đến nhanh một chút. Những gia tộc quyền quý khác cũng im lặng, trong lòng bỗng hơi sốt sắng. Ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra vào những lúc nguy hiểm như thế này bọn họ lại hoàn toàn đặt hy vọng vào một người ngoài. Trong đó thậm chí có rất nhiều người vẫn chưa biết Dương Thanh là ai. Thời gian trôi qua từng phút từng giây lão già mặc áo đạo sĩ vẫn không nghĩ ra được câu trả lời. Rốt cuộc các người làm cách nào đối phó quỷ môn? Hai mắt của lão già mặc áo đạo sĩ sắc bén nhìn chằm chằm quan vương, vẻ mặt ngập tràn uy hiếp. Sao chúng tôi có thể dễ dàng nói cho ông biết kế sách đối phó quỷ môn của chúng tôi được chứ? Quan vương cười ha hả hỏi. Nếu ông không nói, thì tôi sẽ giết hết các người. Tôi thật muốn nhìn xem, nếu tôi giết sạch những người đứng đầu của các gia tộc trong vương thành quan thì các người sẽ đối phó quỷ môn bằng cách nào? Lão già mặc áo đạo sĩ tức giận nói. Đột nhiên một luồng khí thế kinh khủng bộc phát từ trên người lão ta, trực tiếp bao phủ toàn vương phủ họ Quan. Cả vương phủ họ Quan từ trên xuống dưới ai cũng cực kỳ sợ hãi, dường như mọi người đều cảm nhận được luồng sát khí như hóa thành vật thể thật này. Nếu ông giết sạch chúng tôi, cậu Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông. Chiến vực Chiêu Châu cũng sẽ không bỏ qua cho quỷ môn, đến lúc đó quỷ môn cứ chờ đại pháo của chiến vực Chiêu Châu đi. Quan vương lớn tiếng giống lên. Lúc này, cao thủ của các gia tộc không hẹn mà cùng lấy quan vương làm trung tâm, tới gần lão ta. Mỗi người đều sẵn sàng chiến đấu. Đối mặt cao thủ thần cảnh, cảnh tượng hoành tráng như vậy e là đời này cũng không có cơ hội trải qua lần nữa. Một lũ tôm tép mà muốn đấu với tôi. Lão già mặc áo đạo sĩ cười khinh thường. Lão ta lập tức đạp mạnh chân xuống, sàn nhà bằng đá hoa cương cao cấp lập tức nứt ra. Cơ thể lão ta như mũi tên lao thẳng vào đội hình của vương thành quan trong nháy mắt. Giết! Lão già mặc áo đạo sĩ gầm lên một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Đám cao thủ vương thành quan chỉ cảm thấy vô số nắm đấm đang đấm thẳng vào mặt mình. Quan vương đứng trên cùng, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, đối mặt với một nắm đấm của cao thủ thần cảnh, dù ông ta có thực lực của cao thủ vương cảnh đỉnh phong cũng không thể nào đỡ được. Thậm chí cũng không biết đánh phản đòn như thế nào. Không chỉ quan vương, mà cao thủ của các gia tộc khác cũng đều sinh ra cảm giác bất lực. Không phải bọn họ sợ hãi đến không dám đánh trả, mà là không có cách nào bắt được bóng dáng của lão già mặc áo đạo sĩ kia. Bọn họ cảm thấy trong khoảnh khắc này chỗ nào cũng là công kích của lão già kia. Mình đường đường là chúa tể của vương thành quan chẳng lẽ lại chết như vậy sao? Quan vương tự diễu, bỗng một luồng khí thế bàng bạc bộc phát từ trong cơ thể ông ta. Ông ta không do dự nữa, bỗng vung tay nên mạnh vào hư không. Oanh! Nhưng mà đòn tấn công hết sức lực kia của quan vương không hề đụng đến được lão già mặc áo đạo sĩ kia, ngược lại lồng ngực giống như bị xe tải hạng nặng cần qua. Khiến lão ta phun máu, cả cơ thể bay lên không trung sau đó nặng nề bay ra ngoài. Lúc này quan vương chỉ cảm thấy sự sống trong cơ thể mình từ từ tản đi, cả người hoàn toàn không có sức lực. Quan vương! Mọi người kinh ngạc thốt lên. Đừng nóng vội, các người cũng sẽ chết theo thôi. Lão già mặc áo đạo sĩ phì cười, bóng dáng biến mất một lần nữa. Chớp mắt lão ta lại hiện ra trước mặt Lâm Hạo. Là cao thủ thần cảnh, lão ta có thể cảm nhận rõ ràng trong số những người có mặt ở đây. Ngoài quan vương có thực lực vương cảnh đỉnh phong ra, thì chỉ có Lâm Hạo với thực lực vương cảnh hậu kỳ là mạnh nhất. Muốn giết, cũng phải giết từ mạnh đến yếu. Ngay cả quan vương cao thủ vương cảnh đỉnh phong còn bị lão ta đánh bay trong chớp mắt, sống chết không rõ, chứ đừng nói chi một cao thủ vương cảnh hậu kỳ như Lâm Hạo. Lúc này Lâm Hạo cảm thấy cả người bị bao phủ trong luồng hơi thở chết chóc, thậm chí cũng không biết tránh theo hướng nào. Không bắt được bóng dáng của lão già mặc áo đạo sĩ kia, chỉ có thể chờ chết. Không cam lòng. Trong lòng cực kỳ không cam lòng. Lúc này trong lòng Lâm Hạo ngập tràn cảm giác không cam lòng. Ông ta vừa mới kế thừa vị trí chủ gia tộc chẳng lẽ sắp bị giết sao?
Bao nhiêu năm qua đây, là lần đầu tiên ông ta thấy mình thật nhỏ bé. Nếu có kiếp sau, ông ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện võ, phấn đấu trở thành cao thủ thần cảnh thật sự, thậm chí sẽ trở thành cao thủ mạnh hơn cao thủ thần cảnh. Chết! Một tiếng gầm bỗng vang lên, lão già mặc áo đạo sĩ đánh vào trán Lâm Hạo. Lâm Hạo! Lâm Thiên Tường thấy cảnh tượng này, đau xé lòng hét lên. Lâm Hạo là đứa con trai mà lão ta yêu thương nhất, cũng là hy vọng duy nhất của nhà họ Lâm. Tuy chưa đầy 50 nhưng Lâm Hạo đã trở thành cao thủ vương cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể trở thành cao thủ thần cảnh trong truyền thuyết. Vậy mà lúc này, đối mặt với cao thủ thần cảnh, Lâm Hạo chỉ đành chờ chết. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, một bóng người trẻ tuổi xuất hiện trong sự kinh ngạc của mọi người, anh đứng trước mặt Lâm Hạo không nhúc nhích. Trái lại lúc này cao thủ thần cảnh của quỷ môn mới chuẩn bị giết Lâm Hạo lại lùi về sau 7-8 bước. Cậu Thanh! Lâm Hạo nhìn bóng dáng trẻ tuổi đứng trước mặt mình, sửng sốt một hồi rồi mới hét lớn lên. Soạt! Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn lên người Dương Thanh, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhất là đảng quyền quý của các gia tộc trong Vương Thành Quan lần đầu tiên thấy mặt Dương Thanh, càng ngạc nhiên tột độ. Giờ phút này, bọn họ tận mắt nhìn thấy, lúc Lâm Hạo sắp bị giết, Dương Thanh như một vị thần xuống trần, đứng che trước người Lâm Hạo, một quyền đánh lui cao thủ thần cảnh. Trên đời này thật sự có cao thủ thần cảnh trẻ tuổi vậy sao? Lúc này ai cũng thấy khó tin, đột nhiên bọn họ cảm thấy mấy chục năm luyện võ đều là giả hết. Quan Vương đã thoi thóp, khi thấy Dương Thanh xuất hiện, rốt cuộc trên gương mặt tái nhợt cũng hiện lên vẻ tươi cười, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Dương Thanh áy náy nhìn Quan Vương, sau đó lấy chai thủy tinh ra, từ trong đó lấy ra một viên thuốc màu đen, dùng ngón tay bắn viên thuốc bay thẳng vào miệng Quan Vương. Viên thuốc này có thể giữ được mạng sống của ông. Dương Thanh lên tiếng nói. Đây là viên thuốc cứu mạng mà trước kia Phùng Tiểu Uyển đã đưa cho anh. Dù thương thế nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần kịp thời uống viên thuốc này thì vẫn có thể giữ được cơ hội sống. Chỉ cần còn hơi thở, Phùng Tiểu Uyển chắc chắn sẽ cứu được người. Cậu chính là cậu Thanh mà bọn họ luôn miệng nhắc tới. Lúc này vẻ mặt của lão già mặc áo đạo sĩ bị đánh lùi về sau rất nghiêm nghị hỏi Dương Thanh. Lão ta cảm thấy sự nguy hiểm mãnh liệt từ trên người. Dương Thanh phớt lờ lão già mặc áo đạo sĩ, liếc mắt nhìn đám người Vương Thành Quan, áy náy nói, xin lỗi, tôi đã tới muộn. Mưu kế dụ rắn khỏi hang lần này là do anh và Quan Vương cùng bàn bạc. Bây giờ, rắn đã ra khỏi hang mà anh mới tới, còn khiến. Quan Vương bị thương nặng, đây là sai lầm của anh. Sau khi Quan Vương nuốt xong viên thuốc, vẻ mặt vốn đã trắng bệch thật sự đã hơi hồng hào trở lại. Lão ta vội nói, cậu Thanh nói quá rồi. Là Vương Thành Quan chúng tôi đã liên lụy cậu mới đúng, hơn nữa kế sách này là do chúng ta cùng bàn bạc, chỉ là không ai trong chúng ta ngờ được cao thủ thần cảnh của quỷ môn lại tới nhanh như vậy. Lâm Hạo cũng vội vàng nói, đúng, cậu Thanh không có lỗi, cậu có thể xuất hiện lúc này không muộn chút nào. Cậu Thanh, nhờ cậu. Khương Hùng đi lên trước, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cậu Thanh, nhờ cậu. Lâm Thiên Tường và vài ông chủ quyền quý trong Vương Thành Quan cũng đồng loạt đi lên trước, thái độ cực kỳ chân thành. Hình ảnh Dương Thanh xuất hiện lúc nãy đã để bọn họ biết, bây giờ chỉ có Dương Thanh mới đối phó được lão già mặc áo đạo sĩ mà thôi. Lão già mặc áo đạo sĩ thấy Dương Thanh không thèm nhìn mình thì sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thằng nhóc mày muốn chết à? Lão ta nghiến răng nghiến lợi nói, dù ở Miêu Thành, cũng chưa từng có ai dám khinh thường tạo như thế. Ồn ào! Dương Thanh bỗng hờ hững thốt lên. Bóp! Tiếp đó một tiếng tát tai giòn giã vang lên khắp phòng. Chỉ thấy trên mặt lão già mặc áo đạo sĩ kia xuất hiện dấu bàn tay rõ mồn một, khóe miệng còn đang rỉ máu. Nhất thời mọi người đều ngạc nhiên đến sững sờ. Vừa nãy một đòn của Dương Thanh đã đẩy lão già này lùi về sau 7-8 bước, bây giờ anh lại đánh đối phương một bạt tai. Lão già mặc áo đạo sĩ là cao thủ thần cảnh đấy. Thế mà lão ta lại bị Dương Thanh tát tại trước mặt mọi người. Đồ khốn kiếp, mày dám đánh lén tao. Lão già mặc áo đạo sĩ thẹn quá thành giận. Lão ta sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng bị tát tai, hôm nay lại bị một thanh niên chưa tới 30 tuổi tát vào mặt, đúng là đang sỉ nhục lão ta mà. Bóp! Nhưng lão ta vừa dứt lời lại ăn thêm một cái tát nữa. Dương Thanh cười lạnh nói, đây chính là cao thủ thần cảnh của quỷ môn Miêu Thành sao? Sao lại bị tôi dễ dàng đánh lén như vậy chứ? Thật sự ngại quá, hay tôi đánh lén ông lần nữa nhé? Mày, bóp! Lão già mặc áo đạo sĩ chưa nói xong trên mặt lại hứng thêm một bạt tai nữa. Chỉ mấy giây ngắn ngủi lão ta đã ăn trọn 3 bạt tai của Dương Thanh. Hơn nữa mỗi bạt tai đều khiến miệng lão ta rỉ máu.
lúc này những ông chủ quyền quý của Vương Thành quan kia đều ngây ra như phỗng, bọn họ đã ngây người trước cảnh tượng Dương Thanh tát liên tiếp vào mặt lão già mặc áo đạo sĩ kia. Nếu nói cái tát đầu tiên của Dương Thanh là đánh lén, vậy hai cái tát sau nên giải thích thế nào? Cũng không thể nói là đánh lén mãi đúng không? Điều này chứng tỏ thực lực của Dương Thanh cao hơn lão già mặc áo đạo sĩ. Trong đám người quyền quý của Vương Thành quan, người ngạc nhiên nhất chính là Quan Vương. Vừa nãy chỉ có lão ta suýt chút nữa là bị lão già mặc áo đạo sĩ giết chết, lão ta hoàn toàn không có sức lực chống lại lão già kia. Có thể nói lão già mặc áo đạo sĩ này có thể giết chết Quan Vương bằng một chiêu cũng không ngoa. Nhưng một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại bị tát tai liên tiếp, lão ta bỗng có cảm giác như đang nằm mơ. Nhất là nhớ tới trước kia, lúc Dương Thanh đến Vương Phủ Quan, cao thủ của Vương Phủ họ Quan còn muốn giết anh. Đùa gì thế? Đừng nói là tất cả cao thủ của Vương Phủ họ Quan, dù là cao thủ của cả Vương Thành Quan gộp lại e rằng cũng không phải là đối thủ của Dương Thanh. Chỉ sau khi giao đấu với cao thủ thần cảnh thật sự, mới có thể cảm nhận được sự khủng bố của bọn họ. Lúc này, trong hai mắt Quan Vương nóng hừng hực. Một tài năng trẻ như Dương Thanh, chưa tới 30 tuổi mà đã mạnh như vậy rồi, nếu cho thêm vài năm nữa, liệu anh sẽ mạnh đến cỡ nào? Quan Vương đột nhiên không dám nghĩ tới, lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chính là bất kể thế nào, cũng phải bỡ đỡ Dương Thanh. Danh còn, mày muốn chết à? Lão già mặc áo đạo sĩ thẹn quá thành giận, tức giận gào lên, sau đó vung quyền xông lên. Bốp! Dương Thanh đứng tại chỗ, hời hợt đạp một cước. Mọi người chỉ thấy lão già mặc áo đạo sĩ bị đạp bay ra ngoài như quả bóng. Ầm! Thân thể của lão già mặc áo đạo sĩ đập thẳng lên cửa chống trộm của phòng họp. Cánh cửa chống trộm cực kỳ nặng nề bay thẳng ra ngoài cùng với thân thể của lão già mặc áo đạo sĩ kia. Một tiếng vang thật lớn, lão già mặc áo đạo sĩ ngã bên ngoài phòng họp. Lúc này cả phòng họp yên lặng như tờ, ai cũng nhìn chằm chằm bóng dáng của người thanh niên kia. Đến cả những ông cụ vương cảnh hậu kỳ kia, lúc nhìn sang Dương Thanh, trong mắt cũng ngập tràn sự kính nể. Còn đám con cháu nhà giàu kia đã khiếp sợ nói không nên lời từ nãy giờ. Thậm chí có người còn bắt đầu hoài nghi, liệu có phải lão già mặc áo đạo sĩ là do Quan Vương mời đến diễn kịch hay không? Bằng không mạnh như Quan Vương, tại sao lại không đỡ nổi một đòn của đối phương? Trái lại bị một người trẻ tuổi tát đến không phân biệt được phương hướng. Sao cậu ấy có thể mạnh như vậy chứ? Quan Vương, cao thủ quỷ môn kia là cao thủ thần cảnh thật sao? Nếu không, tại sao lão ta lại không có chút sức chống trả nào trước mặt cậu Thanh vậy? Vài ông chủ nhà giàu hàng đầu Vương Thành Quan ngây ngốc hỏi Quan Vương. Quan Vương cười gượng lắc đầu, tôi chắc chắn cao thủ quỷ môn kia đúng là cao thủ thần cảnh thật. Còn tại sao lão ta không có sức chống trả lại cậu Thanh là bởi vì thực lực của Dương Thanh vượt xa lão ta? Vương cảnh có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thần cảnh đương nhiên cũng có bốn giai đoạn nhỏ này. Lúc này với biểu hiện của Dương Thanh chứng tỏ ít nhất thực lực của anh là thần cảnh trung kỳ. Mỗi một cảnh giới nhỏ bên trong vương cảnh đều khó hơn lên trời, thậm chí có rất nhiều cao thủ vương cảnh hậu kỳ mấy chục năm vẫn ở cảnh giới này, không cách nào bước lên được cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Còn về thần cảnh, muốn tiến bộ hơn nữa e là càng khó hơn. Dương Thanh trẻ như vậy mà đã là cao thủ thần cảnh trung kỳ sao? Mọi người đều ngây ngốc. Hai tay Khương Hùng nắm chặt, bởi vì kích động mà cơ thể khẽ run. Lão ta cũng là cựu chiến sĩ đi từ biên giới phía Bắc ra, lúc này lại tận mắt nhìn thấy, một cao thủ trẻ cũng đi từ biên giới phía Bắc ra lại mạnh mẽ như vậy, lão ta thấy cực kỳ tự hào. Cao thủ thần cảnh trẻ này là anh em biên giới phía Bắc của chúng ta. Mỗi người ở đây khi nhìn Dương Thanh lần nữa, trong mắt chỉ còn kính sợ, là sự kính sợ dành cho cao thủ thần cảnh. Quan Vương chợt nhớ tới, trước đây lúc lão ta hỏi Dương Thanh, nếu chỉ có quỷ môn Miêu Thành, liệu Dương Thanh có thể tự chỉ dựa vào sức của bản thân đối phó với bọn họ không? Lúc đó Dương Thanh không hề do dự trả lời được. Khi đó, trong lòng lão ta vẫn hơi không tin, nhưng lại không tìm được cách ứng phó quỷ môn Miêu Thành, bất đắc dĩ mới bằng lòng phối hợp với Dương Thanh. Lão ta vốn nghĩ dù cao thủ thần cảnh của quỷ môn tới đây, lão ta cũng là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, có thể đánh một trận. Đến lúc đó, tất cả cao thủ đỉnh phong của cả Vương Thành Quan sẽ tập họp lại. Còn có những tay súng bắn tỉa hàng đầu của mỗi gia tộc, dù cao thủ thần cảnh có đến cũng chỉ có nước chết. Thậm chí lão ta cũng chưa từng nghĩ tới Dương Thanh đóng một vai trò lớn như thế nào, mãi đến khi sự sống chết của lão ta bị người khác khống chế, lúc này lão ta mới phát hiện cao thủ thần cảnh là vô địch. Khi thực lực đạt tới cảnh giới thần cảnh, thì hoàn toàn không phải chỉ dựa vào số đông là có thể đối phó được. Lão ta vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí còn nghĩ mình sắp chết. Mãi đến khi Dương Thanh mạnh mẽ xuất hiện,
khi lão già mặc áo đạo sĩ sắp giết Lâm Hạo trong chớp mắt thì anh đã chặn được đòn chí mạng của đối phương. Tiếp đó Dương Thanh lại vả mặt lão già mặc áo đạo sĩ ba cái liên tiếp, thì bọn họ mới nhận ra, Dương Thanh là cao thủ thần cảnh hàng thật đúng giá. Dù vậy, lão ta cũng không ngờ Dương Thanh lại có thể dễ dàng đánh bại lão già mặc áo đạo sĩ kia như thế. Mãi đến khi lão già mặc áo đạo sĩ thử ra tay với Dương Thanh, bị anh đá lại một chiêu, thì cuối cùng lão ta mới bừng tỉnh, sự cường đại của Dương Thanh đã vượt xa sự tưởng tượng của lão ta rồi. Đừng nói là quỷ môn Miêu Thành, dù là cao thủ thần cảnh của Miêu Thành liên kết lại cũng chưa chắc đã giết được Dương Thanh. Lão già mặc áo đạo sĩ bị Dương Thanh đạp bay ra khỏi phòng họp cảm thấy vừa kinh hãi vừa tức giận. Kinh hãi vì một người chưa tới 30 tuổi lại có thực lực thần cảnh. Dù là ở Miêu Thành cũng chưa từng nghe nói đến thiên tài võ thuật nào như vậy. Tức giận là vì lão ta là một trong số các cao thủ thần cảnh của Miêu Thành, cao thủ trấn giữ của quỷ môn Miêu Thành. Vậy mà ra ngoài lại bị một thằng nhóc tất trước mặt bao người, còn bị đạp bay. Đối với lão ta đây là sự sỉ nhục lớn nhất. Mọi người còn đang bị sức mạnh của Dương Thanh dọa sợ, lão già mặc áo đạo sĩ đã bò lồm cồm dậy, gầm gừ giận dữ. Danh con dám đánh tao. Tao muốn mày phải chết. Lão ta nổi giận giống lên, vẻ mặt tràn đầy sát khí mãnh liệt. Dương Thanh hờ hững nhìn đối phương, lạnh giọng nói ra mục đích của quỷ môn, tôi có thể tha chết cho ông. Những ông lớn có địa vị cao trong vương thành quan lần lượt thở phào một hơi khi thấy Dương Thanh xuất hiện. Nhìn bộ dạng chật vật của lão già mặc áo đạo sĩ, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng hả dạ. Dù sao vừa nãy, bọn họ đã suýt nữa bị lão ta giết sạch. Danh con ngông cuồng, ăn đòn đi. Lão già mặc áo đạo sĩ không trả lời Dương Thanh, giận dữ quát lớn một tiếng, toát ra khí thế hùng mạnh. Ngay sau đó, mọi người đều trợn mắt há mồm. Lão già mặc áo đạo sĩ vừa đòi giết Dương Thanh đột nhiên biến mất. Nhưng hưởng lão ta biến mất không phải xông về phía Dương Thanh, mà là hướng ngược lại. Lão ta đang chạy sao? Lâm Hạo trố mắt hỏi. Hình như vậy. Khương Long Phi ngơ ngác gật đầu. Lão ta thật sự là cao thủ thần cảnh của quỷ môn Miêu Thành sao? Quan Hồng Nghị cũng sững sờ hỏi. Đám người còn lại cũng không dám tin vào mắt mình. Đối với bọn họ, cao thủ thần cảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng là cảnh giới mà bọn họ tha thiết mơ ước. Nhưng từ sau khi Dương Thanh xuất hiện, mọi chuyện đều khiến bọn họ thay đổi tư tưởng. Thì ra cao thủ thần cảnh cũng sẽ bị ăn tát. Thì ra cao thủ thần cảnh cũng sẽ bị thương. Thì ra, cao thủ thần cảnh cũng sẽ chạy trốn. Trong lúc bọn họ còn chưa hết khiếp sợ, Dương Thanh bỗng cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, anh tiện tay nhặt một hòn đá lên, tùy ý ném về phía lão già mặc áo đạo sĩ đã biến mất. Vèo! Hòn đá xé gió bay vút đi. Lão già mặc áo đạo sĩ trốn ra xa mấy trăm mét đang thấy may mắn vì Dương Thanh không đuổi theo. Nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập phốc. Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Lão già mặc áo đạo hét thảm một tiếng, cả người bổ nhào ra trước mấy mét rồi ngã lăn ra đất. Bởi vì khoảng cách quá xa nên đám ông lớn của Vương Thành Quan không hề hay biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một bóng người mờ mờ đột nhiên ngã xuống. Mặc dù không nhìn rõ là ai nhưng mọi người đều biết chính là lão già mặc áo đạo sĩ bị Dương Thanh ném đá mới ngã xuống đất không dậy nổi. Tôi đã phế bỏ tu vi của lão ta, gọi hai người tới khiêng về đi. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Đến tận lúc này, mọi người mới bừng tỉnh. Khi biết Dương Thanh chỉ tiện tay ném một hòn đá đã có thể phế bỏ tu vi của cao thủ thần cảnh cách xa mấy trăm mét, tất cả đều chết lặng. Bấy giờ bọn họ mới biết, giữa các cao thủ thần cảnh cũng có chênh lệch lớn tới vậy. Tôi đi, tới. Lâm Hạo xung phong nhận việc, tự giác đi khiêng lão già mặc áo đạo sĩ về. Giờ phút này, sắc mặt lão ta trắng bệch, đan điền của lão ta be bét máu. Rõ ràng cục đá Dương Thanh vừa ném đã trúng vào đan điền của lão ta. Đối với người luyện võ, đan điền là nơi quan trọng nhất. Một khi đan điền vỡ vụn, tu vi sẽ lập tức tan biến. Lão già mặc áo đạo sĩ không còn kiêu căng như lúc đâu. Cả người đều như bị đả kích cực lớn, hai mắt dại ra, ngơ ngác nói, mày phế bỏ tu vi của tao rồi sao? Con đường võ thuật trước giờ vẫn luôn tàn khốc. Dương Thanh biết rõ điều này. Rất nhiều cao thủ vương cảnh hậu kỳ của quỷ môn Miêu Thành bị anh phát hiện mới bị cổ độc phản vệ mà chết. Bắt đầu từ lúc đó, anh và quỷ môn Miêu Thành đã kết thù. Lão già mặc áo đạo sĩ là một trong các cao thủ trấn giữ của quỷ môn. Chỉ khi lão ta mất mạng mới có thể uy hiếp quỷ môn Miêu Thành. Bây giờ ông còn một cơ hội sống cuối cùng. Mau nói tại sao quỷ môn muốn gài người vào các thế lực lớn của Chiêu Châu.
Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Ánh mắt của anh lạnh lẽo vô tình như đang nhìn một người chết. Lúc này, trong mắt của lão già mặc áo đạo sĩ mới hơi có thần, khi nhìn Dương Thanh chỉ có sát khí cuồn cuộn. Mày phế bỏ tu vi của tao còn muốn tạo bán đứng quỷ môn sao? Mày nghĩ có thể không? Lão ta chỉ muốn xé nát Dương Thanh, ăn thịt uống máu anh, sao có thể nói cho anh biết mục đích của quỷ môn? Dường như Dương Thanh đã đoán trước được câu trả lời này, không hề bất ngờ, chỉ hờ hững nói hay không cũng không sao. Chúng tôi đã đạt được mục đích rồi. Mày muốn làm gì? Lão ta đột nhiên hốt hoảng, cảm thấy cái chết đang tới gần. Dương Thanh lạnh nhạt nhìn lão ta lần cuối, lập tức lên tiếng, đối với một cao thủ thần cảnh, bị phế bỏ tu vi chẳng khác gì đã chết. Đã vậy, tôi sẽ tiến ông lên đường. Không. Rốt cuộc lão già mặc áo đạo sĩ cũng ý thức được, Dương Thanh thực sự muốn lấy mạng mình, vội vàng hét lớn. Mặc dù đan điền của lão ta đã bị phế bỏ nhưng ở Miêu Thành vẫn có một vài thủ đoạn tà đạo có thể chữa khỏi. Lão ta cũng rất rõ, cho dù bị phế đi võ công nhưng chỉ cần còn sống sẽ có cơ hội khôi phục lại thực lực ban đầu. Tôi nói, tôi sẽ nói hết, xin cậu đừng giết tôi mà. Lão già mặc áo đạo sĩ có ham muốn sống sót rất lớn, gào thét ầm ĩ. Dương Thanh vừa mới giơ chân lên bèn chậm rãi thu về. Anh thực sự không nghĩ có thể đạt được tin tức hữu ích gì trong miệng lão ta. Chỉ cần giết chết lão ta là có thể uy hiếp quỷ môn Miêu Thành. Dù sao toàn bộ Miêu Thành cũng chỉ có mười mấy cao thủ thần cảnh, còn quỷ môn lại là một trong các thế lực đứng đầu ở đó, chắc chắn không thể có nhiều cao thủ thần cảnh. Vậy nên chỉ cần lão già mặc áo đạo sĩ bỏ mạng sẽ gây ra tổn thất cực lớn cho quỷ môn. Trừ khi quỷ môn không tiếc cơ nghiệp xây dựng nhiều năm ở Miêu Thành, nếu không chỉ có thể tạm thời bỏ qua mối thù này. Hiện giờ lão ta lại tham sống sợ chết muốn khai ra, đương nhiên anh sẽ không ngăn cản. Nếu lời ông nói không có giá trị, tôi chỉ có thể khiến ông chịu đủ đau khổ mới cho ông về chầu trời. Nói mau. Dương Thanh lạnh lùng nói, khiến lão già mặc áo đạo sĩ có cảm giác nếu không nói thật sẽ phải gánh chịu hậu quả thê thảm. Lão ta cắn răng nói, thực ra không phải chỉ có quỷ môn âm thầm xuất thế như các người vẫn nghĩ. Nghe thấy thế, tất cả đều sợ ngây người. Ý của ông là các thế lực khác trong Miêu Thành cũng đã xuất thế, chỉ là chúng tôi vẫn chưa biết thôi sao? Quan Vương trầm giọng hỏi, hơi thở trở nên dồn dập. Trước đó bọn họ đã suy đoán cả Miêu Thành chỉ có quỷ môn xuất thế. Nhưng hiện giờ xem ra, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Sắc mặt Dương Thanh cũng nghiêm trọng hơn, nói tiếp đi. Lão già mặc áo đạo sĩ gật đầu nói, mỗi một vương thành đều có cao thủ của Miêu Thành xâm nhập vào. Chắc chắn các người sẽ tưởng kẻ do thám bị các vương thành khác phát hiện đều là người của quỷ môn đúng không? Thực ra không phải đâu. Vương thành quan là phạm vi đi săn của quỷ môn. Các vương thành khác thuộc về các thế lực khác của Miêu Thành. Giữa các thế lực lớn ở Miêu Thành có một quy định bất thành văn, cao thủ thần cảnh không được xuất hiện. Nếu không vì quỷ môn bị tổn thất quá lớn ở vương thành quan, môn chủ cũng sẽ không phải tôi tới. Số lượng cao thủ thần cảnh trong Miêu Thành có hạn, các thế lực đều biết rõ. Lần này tôi ra ngoài cũng chỉ có môn chủ của quỷ môn biết. Nếu tôi bỏ mạng tại đây, dù quỷ môn muốn giấu giếm e là cũng không giấu được bao lâu. Nếu để các thế lực khác biết cao thủ thần cảnh của quỷ môn đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ đều sẽ phải cao thủ thần cảnh ra ngoài. Đến lúc đó, mười mấy cao thủ thần cảnh của Miêu Thành đồng loạt xuất hiện sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng với Chiêu Châu. Không cần nói nhiều chắc các người cũng biết rõ rồi chứ. Vậy nên muốn bảo vệ trật tự của Chiêu Châu, các người không thể giết tôi. Lời nói của lão già mặc áo đạo sĩ đã dọa sợ những người đứng đầu các thế lực lớn ở Vương Thành Quan. Dù là Dương Thanh cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Ham muốn sống sót của lão già mặc áo đạo sĩ rất mạnh, trông không giống như nói dối. Vậy có nghĩa là ngoài quỷ môn, vẫn còn các thế lực khác của Miêu Thành xuất thế, mà mỗi thế lực đều có cao thủ thần cảnh trấn giữ. Ông tưởng nói vậy thì chúng tôi sẽ tha cho ông sao? Quan Vương giận dữ chất vấn. Lão già mặc áo đạo sĩ khinh thường nhìn Quan Vương nói, nếu các người tưởng tôi muốn sống mới nói vậy thì cứ giết tôi đi. Nhưng tôi chết chỉ là chuyện nhỏ, cao thủ thần cảnh ồ ạt xông vào Chiêu Châu mới là chuyện lớn. Tôi thừa nhận thực lực của chiến vực Chiêu Châu rất mạnh, nhưng thế thì đã sao? Ngoài súng pháo ra, bọn họ còn có gì? Có mấy cao thủ thần cảnh trấn giữ? Nếu tôi đoán không sai, cao thủ thần cảnh của Chiêu Châu còn đang phải chống giặc ngoại xâm đúng không? Nếu mười mấy cao thủ thần cảnh của Miêu Thành đều xuất hiện, dù Chiêu Châu huy động toàn bộ cao thủ thần cảnh tới đối phó thì phải chống lại giặc ngoại xâm thế nào? Rõ ràng lão ta rất am hiểu tình hình của Chiêu Châu, chỉ vài câu nói đã đâm trúng vào nỗi đau của Chiêu Châu.
Dương Thanh nheo mắt lại, lửa giận cuồn cuộn dần tràn ra từ trong người anh. Anh từng là tướng quân bảo vệ biên giới Chiêu Châu, kẻ nào dám xâm phạm Chiêu Châu chính là kẻ địch của anh. Bọn họ dám. Dương Thanh đột nhiên gầm lên. Tất cả đều nhìn về phía anh. Lửa giận trên người anh khiến các cao thủ có thực lực hơi thấp phải sợ run người. Dù là quan vương có thực lực vương cảnh đỉnh phong cũng bỗng có ý nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất. Đây chính là uy thế của cao thủ thần cảnh sao? Lão già mặc áo đạo sĩ phức tạp nhìn Dương Thanh, tôi chỉ nói sự thật, bọn họ có dám hay không thì tôi không biết. Tôi công nhận cậu rất mạnh, là thiên tài võ thuật trăm năm mới có. Cả Miêu Thành đều không có người nào trẻ tuổi như cậu lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng con đường luyện võ vốn luôn tàn khốc. Không ai nói tinh thần thượng võ với cậu đâu. Trừ khi cậu có thể bước lên đỉnh cao võ thuật, nếu không chắc chắn vẫn có người mạnh hơn cậu. Không phải Miêu Thành không có cao thủ cùng cấp bậc với cậu. Chỉ tính những người tôi biết đã có ba người, ai cũng đạt thần cảnh đỉnh phong. Đây mới chỉ là tin đồn, rất có thể còn vượt qua cả thần cảnh đỉnh phong. Lão già mặc áo đạo sĩ chân thành nói. Mặc dù bị Dương Thanh phế bỏ đan điền nhưng dù sao cũng từng là cao thủ thần cảnh, lão ta biết con đường tu luyện vô cùng gian nan. Coi như cho Dương Thanh một lời nhắc nhở và khuyên bảo. Cậu Thanh! Khương Hùng đi tới, thấp giọng gọi một tiếng. Bấy giờ Dương Thanh mới lấy lại tinh thần. Anh nhìn lão già mặc áo đạo sĩ một cái, bỗng lấy ra một bình sứ màu trắng ném cho lão ta. Lão ta bắt được, vẻ mặt mờ mịt hỏi, đây là cái gì? Uống vào có thể ổn định vết thương. Với khả năng của quỷ môn Miêu Thành, chắc là không khó khôi phục đan điền cho ông. Dương Thanh lạnh nhạt nói. Nghe thấy thế, tất cả đều sợ ngây người. Lão già mặc áo đạo sĩ cũng kinh hãi. Đương nhiên lão ta sẽ không nghi ngờ anh. Dù sao hiện giờ lão ta đã bị phế bỏ tu vi, Dương Thanh muốn giết lão ta dễ như trở bàn tay. Thế nhưng anh lại cho lão ta một viên thuốc có thể ổn định vết thương. Thuốc của cao thủ thần cảnh sao có thể đơn giản được. Cảm ơn cậu Thanh. Lão ta kìm nén kích động nói lời cảm ơn rồi không chút do dự đổ viên thuốc màu đen trong bình sứ dứt khoát nuốt vào. Lão ta cứ tưởng viên thuốc này cùng lắm chỉ có thể ổn định vết thương giúp lão ta. Nhưng lão ta giật mình khi thấy viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, hóa thành dòng nước ấm chảy vào đan điền. Sau vài giây ngắn ngủi, đan điền trở nên ấm áp. Lão ta kinh ngạc hô lên, viên thuốc này có thể khôi phục đan điền. Đúng là quỷ môn Miêu Thành có cách chữa trị đan điền, nhưng với tình hình hiện giờ của lão ta, dù có về tới quỷ môn cũng khó có thể chữa khỏi. Nhưng Dương Thanh chỉ cho lão ta một viên thuốc đã khiến đan điền của lão ta dần khôi phục, tuy tốc độ rất chậm nhưng ít nhiều vẫn khiến lão ta tràn trề hy vọng. Dương Thanh lạnh lùng nói, về nói với môn chủ của ông, nếu tôi còn phát hiện người của quỷ môn làm chuyện gì gây nguy hại tới Chiêu Châu, giết không tha. Lúc này, Dương Thanh bộc phát toàn bộ sát khí, cả người như một ác ma tới từ địa ngục. Lão già mặc áo đạo sĩ run lẩy bẩy, dường như trước mặt lão ta không phải cao thủ thần cảnh mà là một ác ma thật sự. Cậu Thanh yên tâm, tôi sẽ chuyển lời nguyên vẹn. Lão ta khẽ cúi đầu hành lễ, quay lưng rời đi. Cậu Thanh thật sự muốn thả lão ta đi sao? Sắc mặt quan vương tràn đầy lo lắng. Dương Thanh đáp, thế ông nói xem tôi nên làm thế nào. Quan vương lập tức nghẹn họng, khí lạnh trên người anh khiến lão ta không khỏi dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu nói, xin lỗi cậu Thanh, tôi lắm mồm rồi. Lão ta là người đứng đầu của vương tộc, vốn là một trong những người cầm quyền của Chiêu Châu. Đương nhiên biết rõ hậu quả khi cao thủ thần cảnh của Miêu Thành xuất hiện. Bây giờ Chiêu Châu còn 4 biên giới, 4 hoàng tộc và 5 vương tộc. Nếu mười mấy cao thủ thần cảnh đồng loạt lộ diện, e là 5 vương tộc sẽ lập tức biến mất. Bởi vì trong 5 vương tộc không có lấy một cao thủ thần cảnh nào. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào 4 biên giới và 4 hoàng tộc đối phó cao thủ của Miêu Thành. Nếu thật sự có ngày đó, số phận của vương tộc chỉ có 2 loại khả năng. Một là 4 biên giới và 4 hoàng tộc giành chiến thắng, chênh lệch giữa hoàng tộc và vương tộc lại càng lớn. Hai là 4 biên giới và 4 hoàng tộc thất bại. Vậy thì vương tộc chỉ có thể trở thành tù nhân, phụ thuộc vào các thế lực lớn của Miêu Thành. Đây cũng là phiền não của Dương Thanh. Miêu Thành vốn vẫn luôn sống ẩn giật không lộ diện, trước giờ chỉ coi trọng võ thuật. Một khi Miêu Thành hoàn toàn xuất thế, anh không dám nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Cao thủ đứng đầu Miêu Thành mạnh bao nhiêu, anh cũng không biết. Hiện giờ đã giải quyết xong chuyện của Vương Thành Quan. Sau hôm nay, có lẽ quỷ môn Miêu Thành sẽ không tùy tiện phái cao thủ thần cảnh tới nữa, nhưng không biết biết bọn họ có phái ra cao thủ vương cảnh nữa không. Sau này Vương Thành Quan phải nhờ vào mọi người rồi. Dương Thanh quét mắt nhìn xung quanh,
lạnh giọng nói, đồng thời, mọi người phải giữ bí mật về chuyện hôm nay. Nếu tin tức cao thủ thần cảnh của quỷ môn bị lộ ra ngoài, sợ là mọi người sẽ không được yên ổn. Cậu Thanh yên tâm, mọi chuyện xảy ra hôm nay tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài. Quan Vương vội vàng cam đoan, cũng nhìn đám ông lớn quyền quý của Vương Thành Quan, lạnh giọng uy hiếp, nếu ai dám để lộ dù chỉ nửa câu, đừng trách tôi không khách sáo. Đám người nhao nhao tỏ thái độ sẽ giữ bí mật. Dương Thanh cũng không lo chuyện hôm nay sẽ bị tiết lộ. Dù sao những người có mặt đều là người đứng đầu các gia tộc lớn ở Vương Thành Quan, biết rõ hậu quả nghiêm trọng thế nào. Nếu mười mấy cao thủ thần cảnh của Miêu Thành đồng loạt lộ diện, gia tộc của bọn họ chỉ có thể bị tiêu diệt. Chào mọi người, có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Dương Thanh quay người rời đi. Tạm biệt cậu Thanh. Tạm biệt cậu Thanh. Quan Vương dẫn đầu cao giọng hô lên. Khương Hùng cũng rời đi với Dương Thanh. Trên đường đi, lão ta hỏi, có cần báo cáo chuyện này với cấp trên không? Dương Thanh gật đầu nói, tôi sẽ tự báo cáo chuyện này. Đừng nói là mười mấy cao thủ thần cảnh có khả năng sẽ xuất hiện, dù chỉ là một người cũng gây ra uy hiếp cực lớn với Chiêu Châu. Chiến vực Chiêu Châu phải biết rõ chuyện này. Nghe vậy, Khương Hùng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. 20 phút sau, xe chậm rãi đỗ lại trước cửa nhà thần Y Phùng ở thôn Ngô Gia. Chỉ là thần Y Phùng đã không còn, hiện giờ trong căn nhà tràn ngập bi thương. Anh Thanh, Dương Thanh vừa đi vào đã trông thấy Mã Siêu đi lại trong sân. Đồng Chiêm Cương cẩn thận đi theo, sợ anh ta ngã. Anh Thanh, lúc này Phùng Tiểu Uyển cũng đi ra khỏi phòng, thấy Dương Thanh không bị thương mới yên tâm thở phào. Dương Thanh khẽ gật đầu nói, chuẩn bị về nhà. Đồng Chiêm Cương nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã sắp phải rời đi. Ông Phùng phái ông ta tới là vì có một vài chuyện Dương Thanh không tiện giải quyết, cần ông ta làm thay. Nhưng lần này tới Vương Thành Quan, ông ta lại giống như vú em, vẫn luôn đi theo chăm sóc Mã Siêu bị thương. Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện ông ta lo lắng đã không xảy ra. Gọi ông Phùng đi, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với ông ấy. Ngay khi Đồng Chiêm Cường đang thầm cảm thấy may mắn, Dương Thanh bỗng trầm giọng nói. Có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không? Suốt mấy năm nay, Mã Siêu vẫn luôn đi theo Dương Thanh nhưng chưa từng thấy sắc mặt của anh trở nên nghiêm trọng như vậy. Đồng Chiêm Cương cũng cảm thấy bất thường, mặt mày tái nhợt. Chẳng lẽ chỉ trong mấy tiếng ông ta không đi theo Dương Thanh, anh đã gây ra chuyện lớn gì rồi sao? Dương Thanh nói muốn liên lạc với ông Phùng khiến Mã Siêu và Đồng Chiêm Cương đều cực kỳ ngạc nhiên. Ông Phùng là lãnh đạo cấp cao của chiến vực. Dương Thanh chủ động muốn liên hệ chắc là có chuyện hết sức quan trọng. Phùng Tiểu Uyển biết đám người Dương Thanh cần bàn chuyện cơ mật, lập tức nói, mọi người nói chuyện đi, em đi nấu cơm. Đợi cô ta rời đi, Dương Thanh mới nói với Đồng Chiêm Cương, cứ gọi cho ông Phùng trước đi. Đồng Chiêm Cương không dám chậm trễ, vội vàng gọi một dãy số đã được mã hóa. Giọng nói quen thuộc nhanh chóng vang lên, chuyện gì? Giọng nói vô cùng lạnh lùng, vang dội, mang theo sự uy nghiêm. Ông Phùng, tôi đây. Đồng Chiêm Cương chưa kịp trả lời, Dương Thanh đã lên tiếng. Dương Thanh, sao đột nhiên cậu lại muốn gọi cho tôi? Ông Phùng vốn đang nghiêm nghị nghe thấy Dương Thanh lập tức cười hỏi. Ông có biết cao thủ thần cảnh của Miêu Thành xuất hiện rồi không? Dương Thanh đi thẳng vào vấn đề. Cậu nói cái gì? Giọng điệu của ông Phùng lập tức trầm xuống, cậu có chắc không? Dương Thanh nói, tôi gặp được một cao thủ thần cảnh của quỷ môn Miêu Thành ở Vương Thành Quan. Ông ta nói cho tôi biết. Ông ta còn nói, không chỉ có cao thủ thần cảnh của quỷ môn mà còn có cả các gia tộc đứng đầu Miêu Thành đều đã cho người xuất hiện. Mục tiêu của bọn họ là khống chế năm Vương Thành lớn trước. Vương Thành Quan chính là địa bàn của quỷ môn Miêu Thành. Còn về bốn hoàng thành lớn và các thành phố quan trọng khác có người của Miêu Thành hay không thì chưa thể biết được. Nghe Dương Thanh nói thế, Đồng Chiêm Cương và Mã Siêu đều sợ ngây người. Nhất là ngay từ đầu anh đã nói có cao thủ thần cảnh xuất hiện. Cao thủ thần cảnh chỉ có ở chiến vực và bốn hoàng tộc, số lượng cũng không nhiều. Bây giờ lại có cao thủ thần cảnh của Miêu Thành xuất thế, đúng là tin tức khủng khiếp. Ông Phùng ở đầu dây bên kia cũng sa sầm mặt, im lặng một lúc rồi nghiến răng nói. Bọn họ thực sự coi chiến vực là vật trang trí sao? Lúc chúng ta cần bọn họ giúp đỡ, không một ai chịu ra tay. Bây giờ chiến vực Chiêu Châu giành được đất nước, đám thế lực ẩn giật này lại muốn kiếm một chén canh. Dương Thanh còn nói thêm, nghe nói Miêu Thành có rất nhiều cao thủ thần cảnh, chắc là mười mấy gần 20 người. Mã Siêu và Đồng Chiêm Cương nghe thấy thế, mặt mũi trắng bệch. Bất kỳ một cao thủ thần cảnh nào, dù là kẻ yếu nhất cũng có thể đổ sát cả một vương thành.
nếu gần 20 cao thủ thần cảnh liên thủ, có lẽ đến cả vương tộc cũng không được đối phương coi ra gì. Dù là bốn hoàng tộc liên thủ cũng chỉ có kết cục diệt vong. Khi đó, sợ là toàn bộ cao thủ thần cảnh của chiến vực Chiêu Châu đều phải ra mặt mới đấu lại cao thủ của Miêu Thành. Nhưng may là các thế lực lớn trong Miêu Thành đều có một quy định bất thành văn, không cho phép cao thủ thần cảnh lộ diện. Có lẽ cao thủ đến từ quỷ môn kia chỉ là một ngoại lệ. Dương Thanh lại nói tiếp. Hả? Dường như ông Phùng hiểu ra gì đó, ngoại lệ. Ông ta tới vì cậu hả? Lúc giải quyết chuyện ở Vương Thành Quan, tôi tiện tay giúp họ tìm ra gián điệp của quỷ môn ở đó, khiến quỷ môn bị tổn thất không nhỏ. Dương Thanh lúng túng nói. Mặc dù anh đã rời khỏi biên giới phía Bắc nhưng dù sao cũng từng được ông Phùng dìu dắt, vẫn phải làm hết chức trách của mình. Lời Dương Thanh nói cũng khiến ông Phùng lập tức hiểu tại sao cao thủ thần cảnh của quỷ môn Miêu Thành phải ra mặt. Cậu có ý định gì? Ông Phùng không hề trách móc, chỉ hỏi thăm dự định của Dương Thanh. Anh cười khổ một tiếng, đây là chuyện của chiến vực. Tôi đã rời khỏi biên giới phía Bắc, còn có thể có ý định gì? 5 năm chinh chiến xa trường của anh so với nhiều chiến sĩ khác ngắn hơn rất nhiều. Nhưng công lao anh lập được cho chiến vực, cho Chiêu Châu trong 5 năm ngắn ngủi này quá to lớn, không có mấy ai vượt qua được. Danh tiếng Dương bất bại khiến quân địch nghe thấy đều phải run sợ, không chỉ là nói khoác. Một người có thể địch lại cả nửa quốc gia. Câu nói này không phải do người trong nước khoe khoang, mà là lời tán thưởng của tướng quân đứng đầu chiến vực nước địch. Cậu biết mà, chiến vực luôn chào đón cậu. Ông Phùng trầm giọng nói, chỉ cần cậu đồng ý trở về chiến vực, tôi sẽ đề nghị bộ tư lệnh chiến vực bổ nhiệm cậu làm thống lĩnh của cả 4 biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc. Điện thoại vẫn luôn mở loa ngoài. Đồng Chiêm Cương và Mã Siêu nghe thấy ông Phùng nói thế đều kinh sợ, hơi thở dồn dập. Hai mắt Mã Siêu đỏ hoe, nắm chặt hai tay, vẻ mặt tự hào. Dương Thanh là anh của anh ta, cũng từng là tướng quân của biên giới phía Bắc. Bây giờ lãnh đạo chiến vực lại chủ động mời anh làm thống lĩnh của cả 4 biên giới. Đối với biên giới phía Bắc hay Dương Thanh, đến cả mỗi chiến sĩ của biên giới phía Bắc, đây đều là niềm vinh dự lớn lao. Anh Thanh, Mã Siêu không nhịn được hô lên, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Anh ta biết năng lực của Dương Thanh, cũng biết anh có tình cảm sâu nặng với chiến vực. Đây là vinh quang cao nhất chỉ thuộc về Dương Thanh. Anh ta là anh em của Dương Thanh, không hy vọng anh sẽ từ chối. Nhưng anh ta cũng rõ ràng, lúc trước Dương Thanh rời đi là vì vợ con. Anh muốn dùng cả quãng đời còn lại bù đắp thiệt thòi trong 5 năm anh rời đi cho vợ con. Vậy nên Mã Siêu thấy rất mâu thuẫn, vừa muốn Dương Thanh đồng ý trở về chiến vực, lại vừa không muốn phá hỏng cuộc sống hiện giờ của anh. Đồng Chiêm Cương cũng vô cùng chấn động, vẻ mặt kính sợ nhìn Dương Thanh. Lúc ông Phùng phái ông ta đi theo Dương Thanh có giao một nhiệm vụ, đó là chuyển lời chiến vực muốn anh trở thành thống lĩnh của cả 4 biên giới. Nhưng lúc ông ta nói với Dương Thanh đã bị anh lập tức từ chối. Hiện giờ lại là ông Phùng, một trong các lãnh đạo cao nhất của chiến vực Chiêu Châu tự mình mời. Cậu Thanh, tôi mong cậu có thể quay trở lại chiến vực. Đồng Chiêm Cực bỗng quỳ một chân xuống, vẻ mặt cung kính, khẩn cần nói. Ông ta thật lòng muốn Dương Thanh trở về. Tuy ông ta là bậc cha chú nhưng lại từng nghe rất nhiều truyền thuyết về anh. Lần này được đi theo anh tới Vương Thành Quan chính là vinh quang của ông ta. Trong mắt Dương Thanh hiện lên sự dao động. Anh chợt nhắm mắt lại, im lặng không nói lời nào. Ông Phùng cũng biết sự lựa chọn này rất gian nan với Dương Thanh. Ông cụ cũng không sốt ruột, lặng lặng chờ câu trả lời của anh. Chỉ cần Dương Thanh đồng ý, ông cụ sẽ lập tức xin chiến vực mở hội nghị cấp cao để thông qua đề nghị bổ nhiệm Dương Thanh làm thống lĩnh của cả 4 biên giới. Với năng lực của Dương Thanh, hội nghị cấp cao này chỉ là hình thức. Sẽ không một lãnh đạo nào ngăn cản đề nghị này. Không biết bao lâu sau, Dương Thanh đột nhiên cười khổ nói, tôi có tài đức gì mà có thể nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Nếu mẹ tôi còn sống, chắc hẳn bà ấy sẽ rất tự hào. Nghe thấy vậy, dường như ông Phùng ở đầu dây bên kia đã biết câu trả lời của anh, lặng lẽ thở dài một tiếng. Từ lúc rời khỏi biên giới phía Bắc, tôi chỉ muốn làm một người chồng, một người bố có trách nhiệm. Quả nhiên Dương Thanh đã từ chối. Nhưng ngay sau đó, anh trịnh trọng nói, nhưng nếu có một ngày, đất nước có chiến tranh, chắc chắn tôi sẽ trở về, giúp đất nước giành thắng lợi. Mỗi một chữ anh nói ra đều vang dội, khiến cho Đồng Chiêm Cương run rẩy, nhiệt huyết dâng trào. Cảm xúc căng thẳng của Mã Siêu cũng biến mất. Anh ta nhìn về bóng người trẻ tuổi kia, ánh mắt ngập tràn kiên định. Đời này anh ta chưa từng hối hận vì đi theo Dương Thanh. Mà Dương Thanh cũng chưa từng khiến anh ta thất vọng.
Mặc dù Đồng Chiêm Cương rất kinh ngạc nhưng cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Dương Thanh. Câu trả lời của anh khiến ông ta càng thêm kính trọng. Cũng chỉ có anh hùng vĩ đại như vậy mới không làm mất mặt chiến vực. Có câu này của cậu là đủ rồi. Ông Phùng thở dài một hơi cảm thán. Ông cụ biết rõ tình hình của Dương Thanh. Chính vì tính cách coi trọng tình nghĩa nên lúc đầu ông cụ mới nhìn chúng anh. Suốt bao năm chinh chiến, Dương Thanh phải trải qua những lần hiểm nguy thừa sống thiếu chết như thế nào, ông cụ đều biết rõ. Cảm ơn ông đã hiểu cho tôi. Dương Thanh cảm kích nói. Đừng cảm ơn tôi quá sớm, nói không chừng chẳng mấy chốc tôi lại phải mặt dày nhờ cậu ra tay. Ông Phùng cười đáp. Dương Thanh cười khổ, sao tôi nhận nổi chữ mời này của ông? Ha 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 ha. Ông Phùng sảng khoái cười lớn, bỗng chân thành nói, Tiểu Huyền là đứa trẻ đáng thương, bố mẹ đều hy sinh trên chiến trường. Tiểu Huyền được mổ ra sau khi mẹ nó qua đời. Vợ của Ái Dân cũng hy sinh oanh liệt trên chiến tường, năm xưa Ái Dân cũng cống hiến rất nhiều cho Chiêu Châu. Có thể nói cả nhà Ái Dân đều hy sinh vì quốc gia này. Ái Dân chỉ có một đứa cháu gái, sau này nhờ cậu chăm sóc cho Tiểu Huyền. Nói xong, ông Phùng đã nghẹn ngào. Ông Phùng là anh trai của thần Y Phùng. Lúc thần Y Phùng qua đời, ông Phùng bận chuyện ở chiến vực không thể tới đưa tiễn lần cuối. Dương Thanh chợt thấy tôn kính. Trước đó anh đã biết về thân thế của Phùng Tiểu Huyền. Giờ phút này, ông Phùng lại nhắc tới khiến anh càng thêm kính trọng cả nhà thần Y Phùng. Ông Phùng yên tâm, sau này Tiểu Huyền chính là em gái tôi, không ai được tổn thương em ấy. Dương Thanh trịnh trọng nói. Được, tôi tin cậu. Nói xong, ông Phùng cúp máy. Đồng Chiêm Cương và Mã Siêu cũng dần bớt đi cảm giác vinh dự khi nghe ông Phùng nói muốn Dương Thanh làm thống lĩnh của bốn biên giới vì nghe thấy thân thế của Phùng Tiểu Huyền. Sau này, Tiểu Huyền cũng giống Mễ Tuyết, đều là em gái ruột của em. Mã Siêu cũng lên tiếng. Mấy tiếng sau, bốn người Dương Thanh, Mã Siêu, Đồng Chiêm Cương và Phùng Tiểu Huyền cùng lên máy bay về Yến Đô. Vừa đến Yến Đô, Đồng Chiêm Cương lập tức tạm biệt Dương Thanh rời đi. Đây là lần đầu tiên Phùng Tiểu Huyền rời khỏi thôn Ngô Gia. Đừng nói là Yến Đô, đến cả Vương Thành Quan cô ta cũng chưa từng dạo tới. Lúc này đến Yến Đô, cô ta có cảm giác như nhà quê lên tỉnh. Đây là Yến Đô sao? Phùng Tiểu Huyền vui sướng nhìn thế giới mới tràn đầy màu sắc. Dù sao cô ta cũng là thiếu nữ mới 20 tuổi đầu, đương nhiên sẽ hiểu kỳ với thế giới mới lạ này. Dương Thanh gật đầu cười, sau này chúng ta sẽ sống ở đây, dần dần em sẽ yêu thích thành phố này thôi. Phùng Tiểu Huyền cười đáp. Em đã yêu thành phố này rồi. Ha ha, vậy thì tốt. Dương Thanh cười lớn. Lúc trước anh còn lo lắng, Phùng Tiểu Huyền lớn lên trong thôn Ngô Gia sẽ không thích ứng được ở Yến Đô. Không ngờ Phùng Tiểu Huyền vừa tới đã yêu thích thành phố này. Nửa tiếng sau, một chiếc taxi đỗ lại trước cổng khu biệt thự thành Mộng Hoan. Đây chính là quà cưới Dương Thanh mua tặng Mã Siêu. Hiện giờ cả nhà Mã Siêu và Mễ Tuyết đều sống ở đây. Cậu Siêu về rồi à? Mã Siêu vừa dẫn mọi người về nhà, dì giúp việc Ngải Lâm thuê đã chạy tới đón, cung kính nói. Mã Siêu khẽ gật đầu, dì Lý, dạo này sức khỏe của Mễ Tuyết có chuyển biến tốt hơn không? Nghe thấy thế, vẻ mặt dì Lý trở nên đau thương, khẽ lắc đầu, người tốt sẽ được trời phù hộ. Nhất định Mễ Tuyết sẽ tỉnh lại. Dì Lý biết thân thế của Mễ Tuyết, cũng rõ bệnh tình hiện giờ của Mễ Tuyết. Mã Siêu nhanh chóng dẫn Dương Thanh và Phùng Tiểu Huyền tới phòng của Mễ Tuyết. Mã Siêu vốn không muốn dẫn Phùng Tiểu Huyền tới khám cho Mễ Tuyết gấp gáp đến vậy, nhưng cô ta chủ động mở lời. Lúc ở thôn Ngô Gia của Vương Thành Quan, Mã Siêu đã từng nhắc tới bệnh tình của Mễ Tuyết. Lúc ấy Tiểu Huyền đã nói phải nhìn thấy bệnh nhân mới biết được có thể trị khỏi hay không. Hiện giờ, Mễ Tuyết đang nằm trên giường bệnh, trông như đang ngủ thiếp đi. Tiểu Huyền, em xem có thể chữa khỏi cho Mễ Tuyết không? Mã Siêu chờ mong hỏi. Phùng Tiểu Huyền được thần y Phùng truyền dạy y thuật. Suốt khoảng thời gian Mã Siêu bị thương vẫn luôn được cô ta chữa trị, chăm sóc. Anh ta vô cùng tin tưởng y thuật của Phùng Tiểu Huyền. Em xem trước rồi nói sau. Phùng Tiểu Huyền đi tới bắt mạch cho Mễ Tuyết, sắc mặt biến đổi không ngừng. Điều này khiến Mã Siêu có dự cảm không tốt. Khoảng 5 phút sau, Phùng Tiểu Huyền mới ngừng kiểm tra. Anh Mã, em nắm chắc 70% có thể chữa khỏi cho Mễ Tuyết. Phùng Tiểu Huyền nghiêm túc nói. Thật sao? Nghe thấy thế, Mã Siêu lập tức kích động hỏi. Đến cả Ngải Lâm cũng không thể cứu chữa cho Mễ Tuyết, đến tận bây giờ vẫn đang tìm kiếm bác sĩ nổi tiếng thế giới. Trước đó đã từng mời tới rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng sau khi khám cho Mễ Tuyết, ai cũng bất lực lắc đầu.
Mã Siêu đã từng thất vọng quá nhiều lần, không ngờ Phùng Tiểu Uyển lại nói nắm chắc 70% có thể khiến Mễ Tuyết tỉnh lại. Mặc dù không phải 100% nhưng 70% đã khiến Mã Siêu nhìn thấy hy vọng rất lớn. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu nói, em sẽ cố hết sức. Ha ha, tốt, tốt lắm. Mã Siêu kích động cười phá lên, đi tới bên cạnh giường bệnh nắm tay Mễ Tuyết nói, em nghe thấy không? Tiểu Uyển nói em ấy nắm chắc 70% có thể chữa khỏi cho em đấy. Y thuật của Tiểu Uyển rất lợi hại. Ông nội em ấy đã cứu anh trở về từ cõi chết. Tiểu Uyển được truyền thừa từ thần y Phùng, nhất định sẽ trị khỏi cho em. Thấy Mã Siêu vui mừng đến bật khóc, Dương Thanh cũng thấy lòng mình chua xót. Hai anh em thất lạc hơn chục năm mới gặp lại nhau, suýt nữa đã trở thành lần gặp cuối. May mà Mễ Tuyết còn khả năng tỉnh lại, tỷ lệ còn rất lớn. Bây giờ em phải trị liệu cho Mễ Tuyết. Hai anh ra ngoài trước đi. Phùng Tiểu Uyển vừa mở túi châm cứu vừa nói. Dương Thanh và Mã Siêu biết trị liệu không tiện, lập tức đi ra khỏi phòng. Cậu yên tâm, Tiểu Uyển đã nói nắm chắc 70% thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Chúng ta phải tin tưởng em ấy. Mấy ngày nữa Mễ Tuyết có thể tỉnh lại rồi. Mã Siêu lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng Mễ Tuyết. Dương Thanh vỗ vai anh ta an ủi. Còn cậu nữa, vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi đi, nói không chừng sắp phải bận rộn rồi. Nói tới đây, vẻ mặt Dương Thanh trở nên nghiêm trọng. Trong chuyến đi tới Vương Thành Quan lần này, tuy đã cứu được Mã Siêu nhưng lại vì trợ giúp nhà họ Khương mà đắc tội quỷ môn của Miêu Thành. Lúc trước anh tha cho lão già mặc áo đạo sĩ kia cũng là vì muốn mượn chuyện này làm dịu lửa giận của quỷ môn. Mặc dù anh không sợ quỷ môn nhưng vẫn lo lắng người bên cạnh sẽ bị liên lụy. Không chỉ vậy, sát thủ Hồng Trần cũng vẫn luôn tìm cách ám sát anh. Dù hiện giờ người của vương tộc họ Tiết và họ Quan đều đã rút khỏi Yến Đô. Nhưng vẫn còn ba vương tộc khác vẫn đang nhòm ngó Yến Đô, muốn chiếm đoạt đế thôn. Tất cả đều là phiền phức. Có lẽ một ngày nào đó lại xuất hiện thêm phiền phức mới. Tuy Mã Siêu sốt ruột không biết bao giờ Mễ Tuyết mới tỉnh lại nhưng cũng rõ ràng tình hình hiện tại, gật đầu đáp, anh yên tâm, em sẽ dưỡng thương thật tốt, mau chóng hồi phục. Được. Dương Thanh vỗ vai anh ta. Lần này Phùng Tiểu Uyển trị liệu suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó, cửa phòng Mễ Tuyết được mở ra, Phùng Tiểu Uyển mệt mỏi đi ra ngoài. Trên trán cô ta ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt. Rõ ràng quá trình trị liệu vừa rồi đã khiến cô ta mất rất nhiều sức. Em không sao chứ? Dương Thanh vội vàng đi tới đỡ Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển như bị rút hết sức lực. Nếu không có Dương Thanh đỡ lấy, e là đã ngã xuống. Cô ta lắc đầu, mỉm cười nhìn Mã Siêu, anh yên tâm, tình hình của Mễ Tuyết tốt hơn dự đoán của em nhiều. Có lẽ chỉ khoảng nửa tháng nữa chị ấy sẽ tỉnh lại. Mã Siêu muốn hỏi nhưng thấy Phùng Tiểu Uyển quá mệt nhọc nên không mở lời. Bấy giờ nghe thấy thế, anh ta kích động phát điên, vui mừng bật khóc, cảm ơn em Tiểu Uyển. Cảm ơn em nhiều lắm. Thấy Mã Siêu vui vẻ, Phùng Tiểu Uyển cũng nở nụ cười. Nhưng khoảng thời gian này em phải vất vả rồi. Thấy dáng vẻ mỏi mệt của cô ta, Dương Thanh thấy rất đau lòng. Dù sao cô gái này cũng mới 20 tuổi, dù y thuật tài giỏi nhưng vẫn phải hao tổn rất nhiều sức lực. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên, là Tần Đại Dũng gọi tới. Anh vừa nghe máy liền nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Tiêu Tiêu, bố ơi, ông ngoại sắp chết rồi. Bố mau tới cứu ông ngoại đi. Dương Thanh lập tức hốt hoảng gặng hỏi, ông ngoại con sao rồi? Hai người đang ở đâu? Bố sẽ tới ngay. Danh con, sao mày dám gọi điện cầu cứu, có tin tao đánh chết mày không hả? Tiêu Tiêu chưa nói hết câu, Dương Thanh đã nghe thấy giọng nói tràn đầy tức giận. Ngay sau đó là bộp một cái như tiếng điện thoại bị ném xuống đất, cuộc gọi cũng mất kết nối. Tiêu Tiêu. Dương Thanh nổi giận gầm lên. Khi anh gọi lại chỉ nghe thấy tiếng máy thông báo không liên lạc được. Rõ ràng điện thoại của Tần Đại Dũng đã bị đập hỏng. Giờ phút này, Dương Thanh bừng bừng lửa giận, đến cả Mã Siêu cũng cảm thấy áp lực. Anh Thanh, Tiêu Tiêu sao thế? Mã Siêu lo lắng hỏi thăm. Dương Thanh không đáp, chỉ gọi một cuộc điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói, kiểm tra định vị của số vừa gọi cho tôi. Ngay sau đó anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại khác. Không cần biết ông dùng cách gì, phải điều tra bố vợ và con gái tôi vừa gặp phải chuyện gì nhanh nhất có thể cho tôi. Gọi xong, Dương Thanh mới cắn răng nói, vừa nãy Tiêu Tiêu gọi tới, gào khóc bảo tôi đi cứu bố vợ, nói ông ấy sắp chết rồi. Con bé vừa nói xong đã bị giật lại điện thoại, đối phương còn tuyên bố muốn đánh chết con gái tôi. Nghe thấy thế,
Sắc mặt Mã Siêu lập tức thay đổi, cơn giận tăng vọt. Anh ta biết rất rõ vợ con quan trọng với Dương Thanh như thế nào. Thậm chí anh còn từ bỏ vinh quang làm thống lĩnh của bốn biên giới để trở về bên cạnh vợ con, muốn đền bù cho họ, ở bên họ suốt đời. Bây giờ lại có người muốn đánh chết Tiêu Tiêu. Có thể tưởng tượng khi Dương Thanh tức giận có thể xảy ra chuyện kinh khủng cỡ nào. Phùng Tiểu Huyền cũng cảm nhận được sát khí khủng khiếp tỏa ra từ trên người anh, vô thức tránh xa ra. Chết tiệt, em phải giết sạch bọn họ. Mã Siêu tức điên lên. Nếu không phải vì bị thương quá nặng, bây giờ anh ta đã chạy đi giết người. Anh ta vừa mới trải qua nỗi đau mất đi em gái, biết rõ cảm giác này. Tiêu Tiêu là con gái của Dương Thanh, cũng như con gái của anh ta. Đúng lúc này, Dương Thanh nhận được tin nhắn mới, là thông tin định vị. Lúc đọc được tin nhắn, sắc mặt của anh lập tức xa sầm, nhà họ Tôn muốn chết sao? Nhà họ Tôn. Mã Siêu nghe thấy anh nhắc tới nhà họ Tôn lập tức kinh ngạc. Nhà họ Tôn là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, chỉ là hiện giờ đã phụ thuộc vương tộc họ Tào. Mọi chuyện Dương Thanh làm ở Yến Đô hẳn phải dọa hết đám gia tộc đứng đầu này rồi chứ. Tại sao nhà họ Tôn còn dám ra tay với người nhà của anh? Ngay khi Mã Siêu vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này, Dương Thanh đã biến mất. Anh Siêu, anh Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thấy Dương Thanh giận dữ rời đi, Phùng Tiểu Huyền rất lo lắng. Mã Siêu lắc đầu nói, yên tâm, trên đời này có không ít người có thể khiến anh ấy bị thương, nhưng ở Yến Đô thì không. Dù nói như vậy nhưng trên mặt anh ta vẫn khó nén vẻ bất an. Không ai có thể khiến Dương Thanh bị thương không có nghĩa là không thể làm hại người nhà của anh. Dương Thanh là một người rất coi trọng tình cảm. Dù là bạn bè gặp chuyện như vậy, anh cũng sẽ tức giận chạy tới, huống hồ hiện giờ bố vợ sắp chết, con gái cũng đang gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó trong một tầng hầm của một tòa biệt thự ở nhà họ Tôn. Một người đàn ông trung niên máu me be bét đang nằm co quắp trên đất, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Trong một góc của căn hầm còn có một bé gái hoảng sợ nép vào. Dưới ánh đèn u ám, một người trung niên đứng cạnh người đang nằm kia lại giơ chân đạp xuống. Ông ngoại! Bé gái sợ hãi hét lên, dù sợ vẫn kiên cường chạy tới bên cạnh Tần Đại Dũng. Cô bé dùng cơ thể nhỏ bé của mình che chắn trước người ông ngoại, khóc lóc cầu xin người trung niên kia, cháu xin ông đừng đánh ông ngoại của cháu nữa. Danh con, mày đúng là nghé con không biết sợ cọp. Người đàn ông trung niên nở nụ cười tàn nhẫn, bỗng vung tay lên tát vào mặt cô bé. Cô bé này chính là Tiêu Tiêu, còn người trung niên bị đánh máu me đầy mặt là Tần Đại Dũng. Đừng! Tần Đại Dũng nổi giận gầm lên, vốn đang thoi thóp không biết lấy đâu ra sức lực nhào tới ôm chặt Tiêu Tiêu vào lòng. Bốp! Bàn tay của người trung niên kia đánh trúng người Tần Đại Dũng. Ông ấy ôm Tiêu Tiêu lăn một vòng trên mặt đất. Đừng đánh ông ngoại cháu! Xin ông đừng đánh ông ngoại cháu nữa! Tiêu Tiêu bật khóc nức nở, trên gương mặt nhỏ nhắn còn một dấu bàn tay hằn rõ, sưng phồng lên. Vừa rồi cô bé gọi điện cho Dương Thanh bị phát hiện nên bị tát một cái. Tần Đại Dũng giãy giụa bảo vệ Tiêu Tiêu ở phía sau, xung quanh hai mắt đã sưng vù, chỉ có thể nhìn thấy hai khe hở nhỏ chứ không thấy được con ngươi. Không biết ông ấy có nhìn thấy gì hay không nhưng vẫn hướng về phía cao thủ trung niên kia, cắn răng nói, Tần Sương, ông làm vậy không sợ con rể tôi biết được sẽ diệt cả nhà họ Tần của ông sao? Nếu ông là người của Vương Thành Tào thì nên biết rõ, con rể tôi Dương Thanh có địa vị như thế nào ở Yến Đô. Tần Sương cười lạnh một tiếng, nếu con rể ông lợi hại như vậy đã kế thừa đế thôn từ lâu rồi. Ông đừng nói là vì cậu ta không muốn nắm giữ một thế lực võ thuật mạnh mẽ như vậy. Được rồi, ít nói nhảm thôi, rốt cuộc ông có chịu giao tập đoàn Nhạn Thanh cho nhà họ Tần không? Nếu ông đồng ý, sau này ông sẽ là đại diện của nhà họ Tần ở Yến Đô, phụ trách tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu không, chúng tôi chỉ có thể giết ông, dùng con nhóc kiệu uy hiếp Dương Thanh. Tôi nghĩ đến lúc đó, nhất định cậu ta sẽ vì con gái mà giao nộp tập đoàn Nhạn Thanh. Thì ra người trung niên tên Tần Sương này là người của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. Nhà họ Tần là một trong các gia tộc hàng đầu của Vương Thành Tào. Tần Đại Dũng cũng là người của gia tộc này, chỉ là từ nhỏ đã bị vứt bỏ, được nhà họ Tần ở Giang Hải mang về nuôi. Bây giờ nhà họ Tần tìm tới cửa cũng là vì biết tin Dương Thanh là con rể của Tần Đại Dũng, muốn thông qua ông ấy để chiếm đoạt tập đoàn Nhạn Thanh. Sau khi tin tức Yến Đô có người xưng vương truyền ra, người của 5 vương tộc lần lượt chạy tới Yến Đô. Hiện giờ đến cả các gia tộc lớn khác trong vương thành cũng muốn kiếm trác ở Yến Đô. Tần Đại Dũng nghiến răng nhìn chằm chằm Tần Sương, tập đoàn Nhạn Thanh không có quan hệ gì với tôi. Dù ông có giết tôi cũng đừng hòng đoạt được. Ông là một thành viên trong kế hoạch hạt giống của nhà họ Tần.
chẳng lẽ ông định từ bỏ thân phận người nhà họ Tần của mình sao? Tần Sương híp mắt hỏi. Tần Đại Dũng kiên quyết nói, kế hoạch hạt giống cái quái gì? Chẳng liên quan gì tới tôi. Từ ngày tôi bị nhà họ Tần vứt bỏ, tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Tần của Vương Thành Tào nữa. Ha ha, xem ra ông muốn phản bội nhà họ Tần. Tần Sương cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn vào Tiêu Tiêu đang run rẩy trong ngực Tần Đại Dũng, vậy thì tôi sẽ chơi chết con nhóc này trước. Dù sao các người cũng đang nằm trong tay tôi. Con rể ông biết được thì có thể làm gì được tôi. Dứt lời, ông ta bước từng bước về phía Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu. Nhìn thấy Tần Sương đang từng bước tới gần, sắc mặt Tần Đại Dũng cực kỳ khó coi, giận dữ nói, ông dám. Tôi dám hay không, ông sẽ biết nhanh thôi. Tần Sương cười híp mắt nói. Ông ngoại, Tiêu Tiêu co quắp trong ngực Tần Đại Dũng, toàn thân run lẩy bẩy. Mặc dù cô bé không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cảm nhận được Tần Sương muốn làm hại mình. Cùng lúc này, Dương Thanh vừa ra khỏi khu biệt thự Thành Mộng Hoan đã lao thẳng tới nhà họ Tôn. Anh đang lửa giận ngút trời, nhất là tiếng kêu cứu của con gái gọi điện thoại tới vẫn không ngừng văng vẳng bên tai. Không cần biết Tiêu Tiêu có bị thương hay không nhưng anh có thể khẳng định, cô bé đang phải chịu tổn thương tâm lý rất lớn. Tiêu Tiêu vẫn chưa được 5 tuổi mà đã phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy, Dương Thanh không thể nào chấp nhận. Kẻ nào động tới con gái tao đều phải chết. Dương Thanh gầm nhẹ một tiếng, bỗng đạp mạnh chân ga. Chiếc Phaeton màu đen mượn của Mã Siêu lao vun vút giữa đường lớn như một tia chớp màu đen. Còn ở trong một tòa biệt thự xa hoa của nhà họ Tôn. Một cô gái trẻ tuổi ngồi trên sofa cao cấp trong phòng khách, tay khẽ đung đưa ly rượu vang đế cao, khóe miệng cong lên nở nụ cười lạnh lẽo. Em làm vậy không sợ rước họa vào thân sao? Đối diện cô ta là một người đàn ông chừng 30 tuổi đang cười híp mắt hỏi. Cô gái trẻ tuổi mỉm cười, chẳng lẽ trong mắt anh, em là kẻ ngu ngốc như vậy sao? Ý em là gì? Cậu chủ họ Tào kia nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt lóe sáng. Anh cứ yên tâm. Em đã dám làm, đương nhiên sẽ phải chuẩn bị kỹ càng. Anh cứ chờ là được. Cô chủ họ Tôn lộ ra vẻ mặt đắc ý chắc thắng. Ngay sau đó, cô ta liếm môi, đứng dậy đi tới bên cạnh cậu chủ Tào, ngồi lên đùi đối phương, ôm cổ anh ta. Anh đã đồng ý nếu em có thể giải quyết được Dương Thanh sẽ cưới em làm vợ. Không phải anh muốn lợi dụng nên mới lừa gạt em đấy chứ. Cô chủ Tôn vừa nói vừa vẽ vòng tròn trên ngực cậu chủ Tào. Em cảm thấy anh sẽ lừa gạt em sao? Cậu chủ Tào đã không nhịn nổi nữa, ôm chầm lấy cô chủ Tôn, nở nụ cười tà ác. Em đã thuộc về anh rồi, anh không được lừa em đâu đấy. Ánh mắt cô chủ Tôn trở nên mê ly, gương mặt non mềm như có thể chảy ra nước, nói xong liền ôm đầu anh Tào hôn đắm đuối. Cả biệt thự lập tức vang lên khúc nhạc êm tai. Cùng lúc đó, trong một tòa biệt thự khác của nhà họ Tôn, một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Hôm nay là ngày gì? Ông ta đột nhiên hỏi. Một lão già tóc trắng mặc vest vội vàng bước lên đáp, ông chủ, hôm nay là cuối tuần, không phải ngày đặc biệt gì. Người đàn ông trung niên chính là chủ nhà họ Tôn, Tôn Húc. Không biết tại sao từ lúc ngủ dậy, Tôn Húc đã cảm thấy mí mắt không ngừng giật, trong lòng cảm thấy hoảng loạn, cứ có dự cảm chẳng lành như sắp xảy ra chuyện lớn gì đó. Dạo gần đây Yến Đô có xảy ra chuyện lớn gì không? Tôn Húc bỗng hỏi tiếp. Quản gia nghĩ một lúc mới đáp, tôi nghe nói mấy ngày trước, người của vương tộc họ Quan đột nhiên rút khỏi Yến Đô. Hiện giờ trong năm vương tộc họ Tiết và vương tộc họ Quan đều đã rút lui. Nhưng các gia tộc lớn khác lại thi nhau tới Yến Đô. Các gia tộc lớn trong Vương Thành Tào, Vương Thành Bạch và Vương Thành Mã liên tiếp xuất hiện. Vừa nãy tôi còn thấy Tào Chí đi tới chỗ Tôn Chí Kiều. Hả? Nghe thấy quản gia nói vậy, Tôn Húc lập tức cau mày, ông nói Tào Chí đi tới chỗ Tôn Chí Kiều. Hình như dạo này bọn họ thân thiết quá rồi đấy. Quản gia vội vàng gật đầu, trầm giọng nói, ông chủ, tôi cảm thấy dường như bọn họ đang yêu nhau. Tôi nghe người giúp việc nói từng nhiều lần trông thấy Tào Chí qua đêm ở chỗ Tôn Chí Kiều. Nghe thấy thế, sắc mặt Tôn Húc lập tức trở nên khó coi. Thảo nào mấy ngày nay Tào Chí không liên lạc với tôi, thì ra là bị con ả kia câu mất hồn. Ánh mắt Tôn Húc trở nên lạnh lẽo, con ngu này không biết Tào Chí gian xảo như thế nào. Dù có bị người ta bán đi, e là nó cũng không biết. Quản gia vội hỏi, có cần nhắc nhở Tôn Chí Kiều không? Tôn Húc suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, đừng làm gì vội, nhắc nhở nó vào lúc này rất có thể đắc tội Tào Chí. Hiện giờ vương tộc họ Tào là chỗ dựa duy nhất của nhà họ Tôn chúng ta. Một khi không còn được họ che chở, e là Dương Thanh sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Nghe thấy tên Dương Thanh, quản gia bỗng nói, phải rồi, tôi còn nhớ tới một chuyện. Nghe nói mấy ngày trước Dương Thanh đã rời khỏi Yến Đô, hôm nay vừa mới trở lại. Ồ, cậu ta rời khỏi Yến Đô vào lúc này sao? Có thể điều tra cậu ta đã đi đâu không? Tôn Húc vẫn rất hứng thú với tin tức về Dương Thanh. Người trẻ tuổi này đã từng khiến ông ta chịu thiệt rất nhiều. Hiện giờ đang vào giờ phút quan trọng, vậy mà Dương Thanh dám rời khỏi Yến Đô một khoảng thời gian. Quản gia lắc đầu đáp, nhưng sau mấy ngày cậu ta rời đi, người của vương tộc họ Quan đã rút khỏi Yến Đô. Ông chủ, Dương Thanh này rất không đơn giản. Nghe nói vương tộc họ Tiết cũng vì trở mặt với cậu ta, không còn cách nào khác mới phải rời khỏi Yến Đô. Tôi lo lần này cậu ta rời đi có liên quan tới chuyện vương tộc họ Quan rút lui khỏi Yến Đô. Nếu thật sự là vậy, chắc chắn phải điều tra thân phận của Dương Thanh thật kỹ. Trên mặt Tôn Húc cũng lộ vẻ lo lắng. Ông ta đã từng trở mặt mấy lần với Dương Thanh, mặc dù lần nào anh cũng tha cho nhưng ông ta vẫn phải trả giá rất lớn. Đối với Dương Thanh, Tôn Húc vừa hận vừa sợ. Dù sao nhà họ Tôn cũng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, vậy mà lại bị anh xem thường không ít lần, thậm chí là chèn ép. Đến cả chủ gia tộc như ông ta cũng phải quỳ xuống xin tha không biết bao nhiêu lần. Yên tâm, nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh ép vương tộc họ Tiết và vương tộc họ Quan rút lui thì đã kế thừa đế thôn từ lâu rồi, sao có thể chờ tới tận bây giờ. Tuy Tôn Húc kiêng kỵ Dương Thanh nhưng vẫn không muốn tin tưởng anh có năng lực ép lui hai vương tộc. Quản gia khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hôm nay thời tiết rất xấu. Tôi không thích bầu trời dày đặc mây đen, trong phòng quá tối. Tôn Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, bực bội trong lòng, bật hết đèn lên cho tôi. Vâng. Quản gia vội vàng đi bật đèn. Rốt cuộc hôm nay mình làm sao vậy? Đèn trong nhà đều được bật sáng. Nhưng ban ngày ban mặt, dù có bật toàn bộ đèn lên cũng không thể tăng thêm bao nhiêu ánh sáng cho căn nhà. Tôn Húc lại càng thêm khó chịu, đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi bất an không tên, cứ cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôn Húc không hề hay biết, ngay dưới tầng hầm của một tòa biệt thự khác trong nhà họ Tôn đang xảy ra một chuyện mà đến cả ông ta cũng không dám làm. Trong căn hầm đang giam giữ Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu, Tần Sương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy bước từng bước về phía hai người. Tần Đại Dũng, tôi hỏi ông một lần cuối cùng, rốt cuộc ông có chịu mang theo tập đoàn Nhạn Thanh trở về nhà họ Tần của Vương Thành Tào hay không? Tần Sương vừa đi vừa hỏi. Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tập đoàn Nhạn Thanh không có quan hệ gì với tôi. Tần Đại Dũng cắn răng nói, coi như tôi xin ông, có gì cứ tìm tôi, đừng làm hại cháu tôi. Trông thấy Tần Sương ngày càng gần, thái độ của Tần Đại cũng mềm mỏng hơn rất nhiều. Dù đối phương muốn giết ông ấy cũng không sợ, nhưng không thể để Tiêu Tiêu gặp nạn. Bây giờ chỉ có ông mới cứu được con nhóc này. Tần Sương cười lạnh một tiếng, hai chân vẫn không ngừng bước về phía trước. Cảm nhận được Tiêu Tiêu đang run rẩy trong lòng mình, trái tim Tần Đại Dũng như bị rạch ra. Tuy Tần Thanh Tâm không phải con ruột của ông ấy nhưng lại không khác gì con ruột. Đối với ông ấy, Tần Thanh Tâm là con gái của mình, còn Tiêu Tiêu là cháu gái ruột. Vì con gái và cháu gái, ông ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Được, tôi đồng ý với ông. Cuối cùng Tần Đại Dũng vẫn phải thỏa hiệp, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Ông ấy không biết Tần Sương có thể làm ra những chuyện không có tính người gì, cũng không dám đánh cược. Hiện giờ ông ấy chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Dương Thanh. Thế này mới đúng chứ? Nếu ông đồng ý sớm hơn, tôi đã không đánh ông rồi. Tính ra ông cũng là anh họ của tôi đấy. Thấy Tần Đại Dũng đáp ứng, Tần Sương cười phá lên. Tần Đại Dũng lạnh giọng nói, bớt nói nhảm đi, bây giờ đã thả chúng tôi ra được chưa? Trước khi có được tập đoàn Nhạn Thanh, sao tôi có thể thả ông đi được? Tần Sương nhìn Tần Đại Dũng như đang nhìn đồ ngu. Nói xong, ông ta lại cười híp mắt nhìn Tiêu Tiêu, vừa rồi mày lại gọi cho bố mày đúng không? Có vẻ Tiêu Tiêu rất sợ Tần Sương. Run rẩy rúc vào trong ngực Tần Đại Dũng không dám trả lời. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Tần Đại Dũng cả giận nói. Bây giờ ông lập tức liên hệ cho con rể, bảo cậu ta chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Thanh cho tôi. Trong vòng một tiếng, nếu tôi không nhìn thấy hợp đồng, tôi sẽ giết con gái cậu ta trước. Tần Sương cười nói. Được, tôi gọi. Tần Đại Dũng ngoan ngoãn làm theo, hiện giờ chỉ có thể trông mong vào Dương Thanh. Nhưng ông ấy vừa nhặt điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Dương Thanh lại phát hiện nó đã bị Tần Sương đập hỏng khi phát hiện Tiêu Tiêu lén gọi cho Dương Thanh rồi. Điện thoại hỏng rồi, tôi không gọi được. Tần Đại Dũng thành thật nói. Ông đang trêu đùa tôi đấy hả? Tần Sương lập tức hung dữ đạp Tần Đại Dũng ngã xuống,
giẫm lên ngực ông ấy rồi nói với Tiêu Tiêu bị dọa sợ ở bên cạnh. Danh con, chắc mày còn nhớ số điện thoại của bố mày chứ? Lập tức gọi ngay cho tao, nếu không tao đánh chết ông ngoại mày. Tần Sương ném điện thoại của mình cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bỗng hòa khóc hét ầm ĩ, đừng đánh ông ngoại, đừng đánh ông ngoại. Cô bé khóc giống lên, nhào tới chỗ Tần Sương cắn mạnh xuống cánh tay ông ta. Danh con chết tiệt dám cắn tao. Tần Sương lập tức nổi trận lôi đình, giơ tay định tát Tiêu Tiêu. Chết tiệt, tao liều mạng với mày. Không biết Tần Đại Dũng lấy đâu ra sức mạnh xông tới đẩy ngã Tần Sương. Nhờ vậy mới giúp Tiêu Tiêu không bị ăn tát. Tần Đại Dũng, ông đã muốn chết như vậy, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Tần Đại Dũng vốn đã bị thương nặng, không hề có sức chống trả, nhanh chóng bị Tần Sương đánh ngã trên mặt đất. Tần Sương đột nhiên giơ chân lên hung hăng đạp xuống đầu Tần Đại Dũng, dữ tợn nói, chờ tôi đoạt được tập đoàn Nhạn Thanh sẽ tiễn cả nhà ông xuống suối vàng với ông. Cùng lúc đó, một chiếc Phaeton màu đen vọt thẳng vào nhà họ Tôn. Ngay sau đó, khắp nơi vang lên tiếng chuông cảnh báo. Bị tấn công, có kẻ tấn công. Đám vệ sĩ nhà họ Tôn xông ra từ bốn phương tám hướng gào thét ầm ĩ. Tấn công, sao nhà họ Tôn lại bị tấn công được? Tôn Húc đang buồn bực trong biệt thự nghe thấy thế lập tức giận dữ quát lớn. Ông chủ, Dương Thanh, cậu ta tới rồi. Dương Thanh tới rồi. Đúng lúc đó, quản gia hớt hải chạy vào. Nghe quản gia nói vậy, Tôn Húc sợ run người, hoảng hốt nói, sao Dương Thanh lại tới nhà họ Tôn? Vẫn chưa biết rõ. Cậu ta lái xe lao thẳng về phía nhà chính. Quản gia vội vàng nói. Cậu ta tới nhà thờ tổ của nhà họ Tôn làm gì? Tôn Húc vừa sợ vừa ngơ ngác. Nhà thờ tổ của nhà họ Tôn là nhà chính cũ, hiện giờ chỉ thờ phụng bàn thờ tổ tiên, không có người ở. Ông ta nghĩ mãi không ra tại sao Dương Thanh lại tới nhà thờ tổ. Mau báo cho Tào Chí biết Dương Thanh tới rồi. Tôn Húc ra lệnh một tiếng rồi lao ra ngoài chạy tới nhà thờ tổ. Lúc này, Dương Thanh đã đỗ xe trước cổng nhà thờ tổ của nhà họ Tôn, nhìn bàn thờ tổ tiên đang được thờ cúng, lạnh giọng quát, từ nay trở đi, nhà họ Tôn sẽ bị xóa sổ. Anh chỉ tiện tay vung một cái, tiếng động ầm ầm vang lên. Bảng hiệu trước nhà thờ lập tức đổ rầm xuống, vỡ thành từng mảnh. Dương Thanh, Tôn Húc vừa mới đuổi tới trông thấy cảnh tượng này lập tức nổi giận đùng đùng, hét lên, cậu muốn làm gì? Tôn Húc, nếu con gái tôi gặp chuyện, tôi sẽ diệt cả nhà họ Tôn các người. Dương Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Húc. Dứt lời, anh đi thẳng vào trong. Anh vừa mới nhận được tin báo, Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu bị bắt cóc tới tầng hầm của nhà thờ tổ nhà họ Tôn. Cút ra! Một gã vệ sĩ nhà họ Tôn vừa tiến lên đã bị Dương Thanh đá bay. Cậu khinh người quá đáng. Tôn Húc gầm thét. Dương Thanh xông thẳng vào nhà thờ tổ của nhà họ Tôn, đập nát bảng hiệu, bây giờ còn muốn đi vào trong. Điều này khiến Tôn Húc không thể chịu đựng được. Giết chết cậu ta cho tôi. Tôn Húc vô cùng tức giận lớn tiếng ra lệnh. Mấy chục cao thủ nhà họ Tôn đồng loạt xông về phía Dương Thanh. Cút! Dương Thanh giận dữ quát, bỗng giơ chân đá một cái. Cửa lớn của nhà thờ tổ lập tức bị đá bay đổ xuống đám vệ sĩ. Thoát cái, mười mấy vệ sĩ nhà họ Tôn đã bị cửa lớn của nhà thờ tổ hất bay. Trông thấy cảnh tượng này, cả đám người nhà họ Tôn đều hoảng sợ. Đây là điều sức người có thể làm được sao? Tôn Húc cũng trợn mắt há mồm. Hiện giờ Dương Thanh đang ở trạng thái mạnh nhất, làm sao nhà họ Tôn có thể chống đỡ nổi? Dương Thanh chạy thẳng xuống tầng hầm, trông thấy Tần Sương đang đạp xuống đầu Tần Đại Dũng, tàn nhẫn nói, ông chết đi cho tôi. Ông dám! Dương Thanh nổi giận hét lên, lập tức chạy vọt tới. Tần Sương không thể ngờ được sẽ có người xuất hiện vào lúc này. Bịch! Tiếng động thật lớn vang lên. Tần Sương bị đá bay, đâm thẳng vào tường của tầng hầm. Tần Sương phun ra một ngụm máu. Vốn đã bị Dương Thanh đá trúng, lại bị va đập vào tường nên lập tức tắt thở. Gần như cùng một lúc, Dương Thanh đã ôm Tiêu Tiêu vào lòng, không cho cô bé nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tần Sương. Bố! Mặc dù Tiêu Tiêu vẫn chưa nhìn thấy Dương Thanh nhưng đã ngửi thấy mùi hương đặc thù của bố mình, gào khóc một tiếng rồi ngất xỉu. Tiêu Tiêu! Dương Thanh không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thấy cô bé ngất xỉu liền hoảng hốt la lên. Lúc này, Tần Đại Dũng mới lấy lại tinh thần, yếu ớt nói, chắc là Tiêu Tiêu sợ quá mới ngất đi, chỉ bị tên khốn kia tát một cái thôi, không bị gì nữa đâu. Nghe thấy thế, Dương Thanh mới thở phào một hơi. Bố để ý Tiêu Tiêu giúp con đi xử lý chút chuyện. Dương Thanh giao Tiêu Tiêu cho Tần Đại Dũng. Ông ấy khẽ gật đầu, ôm Tiêu Tiêu ngồi ở một góc, tránh bị người khác làm bị thương.
Giờ phút này, mấy chục gã vệ sĩ của nhà họ Tôn đang tràn vào tầng hầm. Nói đây là tầng hầm chẳng bằng nói là bãi đỗ xe dưới đất, vô cùng rộng lớn, có sức chứa hơn 1000 người. Cho nên sau khi mấy chục gã vệ sĩ nhà họ Tôn tràn vào cũng không khiến không gian nơi này trở nên nhỏ hẹp. Vừa rồi một mình Dương Thanh gây ra bao nhiêu chuyện ở bên ngoài đã dọa đám vệ sĩ nhà họ Tôn, dù đều là cao thủ đứng đầu cũng cảnh giác cao độ khi đứng trước mặt anh. Gia tộc trở mặt nhiều nhất với Dương Thanh ở Yến Đô chính là nhà họ Tôn. Người nhà họ Tôn đều biết thực lực của Dương Thanh kinh khủng cỡ nào. Lúc này, ba bốn người gã vệ sĩ nhà họ Tôn chỉ chặn Dương Thanh ở góc tường, không một ai dám tiến lên một bước. Tần Đại Dũng ôm Tiêu Tiêu đang hôn mê trốn ở tận sâu bên trong. Dương Thanh như một vị thần che chắn trước người bọn họ, đằng đằng sát khí nhìn về phía trước. Dương Thanh. Lúc này Tôn Húc cũng được mấy gã cao thủ hộ tống đi vào, ánh mắt nhìn Dương Thanh tràn đầy giận dữ. Cậu tự tiện xông vào nhà họ Tôn, còn ngang nhiên đi vào nhà thờ tổ của chúng tôi, đúng là không coi nhà họ Tôn ra gì. Tôn Húc tức giận nói. Nơi này thoạt nhìn như một bãi đỗ xe dưới lòng đất nhưng thực tế chính là vùng cấm của nhà họ Tôn, trừ những người nắm quyền ra không ai biết tới. Bởi vì đây là một hầm trú ẩn bí mật. Để chế tạo được nơi này, nhà họ Tôn đã mất một món tiền khổng lồ. Vách tường bốn phía đều được xây bằng bê tông cốt thép, đến cả cửa vào cũng được dùng vật liệu hợp kim đặc thù chế tạo. Không hề khoa trương khi nói dù một đầu đạn hạt nhân rơi xuống nhà họ Tôn, chỉ cần trốn trong căn hầm này sẽ thoát chết. Không chỉ vậy, ở đây còn có một lượng lương thực lớn và đồ dùng sinh hoạt. Nhưng bây giờ lại bị Dương Thanh xông vào, khiến Tôn Húc vô cùng tức giận. Dương Thanh cũng không biết đây là hầm trú ẩn bí mật của nhà họ Tôn. Trông thấy bộ dạng nổi giận của Tôn Húc, anh bỗng bật cười. Chỉ là nụ cười của anh tràn đầy sát khí mãnh liệt. Ông nói không sai, đúng là tôi không coi nhà họ Tôn ra gì. Đừng nói là đám người này, dù toàn bộ cao thủ của các người tới cũng chẳng là gì đối với tôi. Dương Thanh cười lạnh, ánh mắt chứa đựng sát khí khủng bố nhìn chằm chằm Tôn Húc, lá gan của các người lớn thật đấy, thực sự tưởng rằng bám được vào vương tộc họ Tào là có thể động tới bố vợ và con gái của tôi sao? Tôn Húc cảm nhận được sát khí từ trên người Dương Thanh, vô thức run lên, nhất là lời nói của anh khiến ông ta cực kỳ chấn động. Tuy ông ta đi theo vương tộc họ Tào nhưng đã biết năng lực của Dương Thanh mạnh đến đâu. Ông ta cũng không muốn đắc tội anh, sao có thể động tới bố vợ và con gái của anh được? Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu trốn vào góc khuất thiếu ánh sáng nên Tôn Húc không thấy được. Ông ta còn đang tưởng là con cháu nhà mình động tới người nhà của Dương Thanh. Bấy giờ, Tôn Húc mới phát hiện trong góc khuất có một người trung niên chằng chịt vết thương đang bế một cô bé. Bên cạnh đó còn có một cái xác. Tôn Húc lập tức hốt hoảng hỏi, bọn họ là bố vợ và con gái của cậu sao? Thấy ông ta phản ứng như vậy, Dương Thanh cũng mờ mịt. Chẳng lẽ Tôn Húc thật sự không biết chuyện này? Nếu là vậy, có lẽ anh còn có thể cho nhà họ Tôn một cơ hội. Ai nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Tại sao ở đây lại có người? Tôn Húc nhìn xung quanh, giận dữ chất vấn. Rốt cuộc ông ta cũng hiểu tại sao Dương Thanh lại dám xông thẳng vào hầm trú ẩn bí mật của nhà họ Tôn, thì ra là bố vợ và con gái Dương Thanh bị nhốt ở đây. Vừa rồi lúc Dương Thanh xông vào chỉ có một mình, tức là bố vợ và con gái của Dương Thanh bị người khác bắt tới đây. Cho nên Dương Thanh mới nổi giận lao đến. Nghĩ tới sự lợi hại của Dương Thanh, Tôn Húc lại càng hoảng sợ. Thế nhưng đám người cầm quyền nhà họ Tôn đều nhao nhao lắc đầu không hay biết gì. Chết tiệt! Tôn Húc tức giận mắng một tiếng, không ngờ có kẻ dám dẫn người tới đây. Hơn nữa, chỉ những người có địa vị cao trong gia tộc mới có thể dẫn người khác vào đây. Vô cùng xin lỗi cậu Thanh, nhưng lời tôi nói đều là sự thật. Tôi không hề biết tại sao bố vợ và con gái của cậu lại ở đây. Tôn Húc lập tức chịu thua, lên tiếng cam đoan, tôi có thể thề với cậu. Chờ sau khi điều tra rõ chuyện này sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Dù là ai bắt bố vợ và con gái cậu tới đây, tôi đều sẽ tự mình giao người ra, tùy cậu xử trí. Nghe thấy thế, đám người cầm quyền của nhà họ Tôn đều kinh hãi. Nhưng nghĩ tới thực lực khủng bố của Dương Thanh, cũng chỉ có cách này mới có thể xoa dịu lửa giận của anh, bọn họ đành phải im lặng. Dương Thanh không để ý tới Tôn Húc, quay sang hỏi Tần Đại Dũng, bố nói cho con biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt hai người vào đây? Tần Đại Dũng đang ngồi trong góc khuất do dự một lúc mới nói, bố và Tiêu Tiêu bị ông ta bắt tới đây. Tần Đại Dũng chỉ vào thi thể của Tần Sương. Mọi người đều nhìn sang. Tôn Húc ra lệnh cho quản gia bên cạnh, ông qua nhìn thử xem là ai. Quản gia vội vàng đi tới, đánh giá thi thể Tần Sương mấy lần rồi liên tục lắc đầu.
Ông chủ, người này không phải người nhà họ Tôn. Tôi chưa từng gặp người này. Quản gia nói. Ông ta là quản gia của nhà họ Tôn, biết rõ mọi chuyện trong gia tộc như lòng bàn tay. Ông ta còn có một năng lực đặc biệt, chỉ cần là người nhà họ Tôn mà ông ta từng gặp, ông ta đều có thể nhận ra. Mặc dù không nhớ được tên của từng người nhưng ít nhất có thể xác định đó có phải người trong gia tộc hay không. Tôn Húc cau mày hỏi, ông chắc chứ? Quản gia vội vàng gật đầu, ông chủ, tôi chắn chắn. Tôn Húc nhíu mày thật chặt, im lặng một lúc mới nói với Dương Thanh, cậu Thanh cũng nghe thấy rồi đấy, người này không phải người nhà họ Tôn. Dương Thanh lạnh giọng hỏi, rồi sao? Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi thời gian điều tra chân tướng. Nếu chuyện này thật sự có liên quan tới nhà họ Tôn, tôi sẽ tự mình đưa kẻ cầm đầu tới gặp cậu. Tôn Húc chân thành nói. Ông ta đang rất sợ hãi. Không gia tộc lớn nào ở Yến Đô không biết Dương Thanh rất bảo vệ người nhà. Huống hồ hôm nay người bị nhốt trong hầm trú ẩn của nhà họ Tôn còn là đứa con gái anh yêu thương nhất và bố vợ. Được, tôi cho ông một ngày. Giờ này ngày mai nếu ông vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chắc chắn, đừng trách tôi không nương tay. Dương Thanh lạnh lùng uy hiếp. Tiêu Tiêu đã ngất xỉu vì hoảng sợ quá độ, Tần Đại Dũng cũng bị thương rất nặng. Anh phải mau chóng đưa họ tới bệnh viện. Được. Tôn Húc không dám cò kè mặc cả, vội vàng đồng ý. Dương Thanh, cậu không rời khỏi đây được đâu. Ngay lúc Dương Thanh đang định đưa bố vợ và con gái rời đi, một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều nhìn về phía đó. Ai đấy? Tôn Húc lập tức biến sắc, nhìn về phía mấy bóng người vừa xuất hiện ở lối vào, tức giận hỏi. Rõ ràng giọng nói vừa rồi không phải của người nhà họ Tôn. Những người không liên quan của nhà họ Tôn mau rời đi, bằng không chỉ còn con đường chết. Bóng người dẫn đầu phóng sát khí ra, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Vào giây phút này, người nhà họ Tôn, bao gồm cả Tôn Húc đều cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ đang ập tới. Dường như nhiệt độ ở nơi tránh nạn của nhà họ Tôn bất chợt giảm hẳn. Dương Thanh hơi híp mắt, đương nhiên anh cũng cảm nhận được sát khí vô cùng mạnh mẽ từ đối phương. Anh biết rõ, khí thế này chỉ có thể đến từ cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Hay nói đúng hơn, phải là cao thủ bán bộ thần cảnh đã bước nửa bước vào thần cảnh. Bởi vì khí thế của người này hơn xa cao thủ vương cảnh đỉnh phong, chỉ kém thần cảnh một bước. Ngay cả chủ vương tộc cũng chưa chắc đã mạnh bằng người này. Phía sau cao thủ bí ẩn còn có hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ, họ thi nhau thể hiện ý chí chiến đấu nhắm vào Dương Thanh. Các người là ai? Dám uy hiếp nhà họ Tôn chúng tôi à? Một cao thủ đỉnh cao nhà họ Tôn bước lên trước, tức giận chất vấn. Cút! Cao thủ bí ẩn tức giận quát, bỗng dẫm mạnh xuống đất. Rầm! Một tiếng động rất lớn vang lên. Điều khiến người nhà họ Tôn vô cùng rung động chính là, nơi bị cao thủ bí ẩn dẫm lên lập tức vỡ nát. Dường như hầm trú ẩn của nhà họ Tôn cũng rung lên dữ dội vì cú đạp này. Bịch bịch bịch. Điều khiến người ta rung động hơn nữa chính là, cao thủ đỉnh cao vừa chất vấn cao thủ bí ẩn lại lùi về sau 5, 6 bước, sắc mặt trắng bệch. Chuyện này khiến các cao thủ của nhà họ Tôn vô cùng sợ hãi. Chỉ một tiếng quát mà đã có thể đẩy lùi cao thủ mạnh nhất nhà họ Tôn 5, 6 bước. Một cú đạp có thể khiến nền đất bằng bê tông vỡ nát, đây là sức mạnh của con người ư. Dưới chân cao thủ bí ẩn, bụi bay mù mịt, sau khi bụi bay hết thì chỉ còn lại khung thép mà thôi. 30 giây, sau 30 giây, nếu người nhà họ Tôn vẫn ở đây thì giết hết. Cao thủ bí ẩn chợt nói. Những gì mà người này vừa thể hiện đã khiến các cao thủ nhà họ Tôn sợ hết hồn, lúc này ông ta chỉ cho người nhà họ Tôn 30 giây, họ nào dám nán lại chứ? Ai cũng bỏ chạy, chủ gia tộc như Tôn Húc còn chạy nhanh hơn, chỉ trong thoáng chốc, người nhà họ Tôn đã đi hết. Chốc lát sau, ở hầm trú ẩn rộng rãi của nhà họ Tôn chỉ còn 3 cao thủ, Dương Thanh, Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu đang được Tần Đại Dũng ôm vào lòng. Sắc mặt Dương Thanh vô cùng khó coi, nếu chỉ có mình anh thì không sao, nhưng bố vợ và con gái anh vẫn ở nơi này. 3 cao thủ bên đối phương mạnh ngang ngửa với chủ vương tộc, nếu anh muốn giải quyết 3 người này trong khi bảo vệ con gái và Tần Đại Dũng thì hơi khó. Đóng cửa lại đi. Cao thủ bí ẩn dẫn đầu chợt nói. Dầm. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa hợp kim dày khoảng nửa mét lập tức đóng kín. Các người là ai? Dương Thanh nhìn về phía đối phương. Cậu đã giết 2 nhân tài đỉnh cao của chúng tôi mà còn hỏi chúng tôi là ai à? Cao thủ bí ẩn cười lạnh. Dương Thanh nhíu mày, có nhiều người chết dưới tay anh lắm, nhưng đối phương đã nói đó là 2 nhân tài đỉnh cao, phạm vi cũng được thu hẹp hẳn. Anh đã đắc tội với rất nhiều thế lực, nhưng hình như chỉ Miêu Thành mới đưa ra được đội ngũ thế này mà thôi.
nhưng không có nhân tài đỉnh cao nào của Miêu Thành chết dưới tay anh hết. Nhưng trừ Miêu Thành ra, còn thế lực khác à? Anh chợt nhớ đến một thế lực, Hồng Trần. Các ông là người của Hồng Trần ư? Dương Thanh sầm mặt. Đúng thế. Cao thủ dẫn đầu nhìn Dương Thanh với vẻ mặt đằng đằng sát khí, cậu đã giết tay bắn tỉa xít và vua súng của chúng tôi phải trả mối thù này. Cậu muốn trăng trối gì thì cứ nói đi, sau khi cậu nói xong, chúng tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Dương Thanh cười lạnh, đúng là đáng kinh ngạc thật đấy, Hồng Trần nhỏ nhoi thế mà cũng có một cao thủ bán bộ thần cảnh và hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Nhưng các ông chắc chắn rằng ba người các ông có thể giết tôi ư? Nghe Dương Thanh nói thế, ba sát thủ Hồng Trần đều có vẻ kinh hãi. Bởi vì Dương Thanh đã nói đúng thực lực của họ, nhất là sát thủ dẫn đầu, vô cùng ngạc nhiên. Ông ta đã là cao thủ bán bộ thần cảnh rồi, sao Dương Thanh vẫn biết thực lực của ông ta chứ? Thông thường, chỉ những cao thủ mạnh hơn ông ta mới nhìn thấu thực lực của ông ta. Chẳng lẽ thực lực của Dương Thanh đã hơn xa bán bộ thần cảnh rồi? Vậy chỉ có thể là thần cảnh thôi. Nhưng Dương Thanh còn trẻ thế kia, sao có thể là cao thủ thần cảnh được? Ba sát thủ Hồng Trần không chấp nhận nổi sự thật này. Tôi không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để biết được thực lực của chúng tôi, nhưng điều này không giúp cậu sống sót đâu. Cao thủ dẫn đầu lạnh lùng nói. Cho dù tôi phải chết thì cũng nên để tôi chết một cách rõ ràng chứ nhỉ? Dương Thanh nói tiếp, theo tôi biết, một khi Hồng Trần nhận nhiệm vụ thì sẽ ám sát cho đến khi đối phương chết mới thôi. Sau khi tay bắn tỉa xít bị tôi giết, vua súng mạnh hơn đã đến, sau đó nữa là các ông. Các ông đến giết tôi, chỉ có thể là do ai đó đã trả giá cao để mời các ông tới. Tôi muốn biết, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng tôi. Sau khi biết đối phương là sát thủ Hồng Trần, Dương Thanh yên tâm hơn rất nhiều. Nếu không biết lai lịch của đối phương thì mới là nguy hiểm nhất, cho dù anh giết họ thì sau này vẫn có khả năng gặp phải kẻ địch mạnh hơn. Nhưng bây giờ, anh đã biết thân phận của đối phương, tức là có người trả giá cao để mời sát thủ Hồng Trần. Hơn nữa có thể loại trừ mấy vương tộc kia, dù sao chỉ có vương tộc họ Quan và vương tộc họ Tiết biết thực lực thực sự của anh. Nếu người của vương tộc mời sát thủ Hồng Trần, họ sẽ không bao giờ bảo đối phương cho cao thủ dưới thần cảnh đến giết Dương Thanh. Nhưng người ám sát anh ban đầu chỉ là một tay bắn tỉa, điều đó cho thấy đối phương không biết rõ thực lực thật sự của anh. Tức là người muốn giết anh chỉ có thể là gia tộc đỉnh cao ở Yến Đô. Bây giờ, có lẽ Dương Thanh đã đắc tội hết với mấy nhà ở Yến Đô, nên anh không rõ rốt cuộc ai muốn giết mình. Sắp chết đến nơi mà vẫn lắm lời. Rõ ràng sát thủ Hồng Trần không định trả lời Dương Thanh, ba tên sát thủ chợt lao về phía anh. Nếu các ông không nói thì tôi đành giết các ông rồi đến trụ sở chính của Hồng Trần một chuyến vậy. Tôi không tin ở đó không có danh sách nhiệm vụ ám sát. Dương Thanh hời hợt nói, cũng không có vẻ lo lắng khi đánh với kẻ địch mạnh. Cậu chán sống rồi. Ngay sau đó, sát thủ dẫn đầu đã lao tới trước mặt Dương Thanh, một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào họng anh. Dương Thanh, cẩn thận. Tần Đại Dũng đang núp ở góc hẻo lánh sợ tới mức đầm đìa mồ hôi lạnh, lớn tiếng nhắc nhở. Dương Thanh vẫn thờ ơ, đứng im, hình như không cảm nhận được sự đe dọa từ cao thủ nửa bước thần cảnh. Bộp! Đúng lúc dao găm sắp đâm vào họng Dương Thanh, anh bỗng chộp lấy cổ tay đối phương. Cùng lúc đó, hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ đã lao đến chỗ Dương Thanh từ hai bên trái phải. Cút! Dương Thanh tức giận quát. Vào giây phút đó, hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ cảm thấy màng nhĩ mình đã nổ tung, tim thì đập thình thịch. Phụt! Phụt! Hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ hộc máu, lùi về sau mấy bước. Rầm! Cả ba tên sát thủ đều biến sắc. Chỉ trong chớp nhoáng, sát thủ bán bộ thần cảnh mạnh nhất trong số họ đã bị Dương Thanh chộp lấy cổ tay. Điều khiến họ khiếp sợ hơn nữa chính là, chỉ một tiếng quát của anh đã khiến hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ lùi về phía sau, hộc máu. Không những thế, từ miệng, tai, mũi của hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ đều có máu chảy ra. Cậu, chuyện này, sao có thể? Cao thủ bán bộ thần cảnh đang bị Dương Thanh giữ tay trợn tròn mắt, nói bằng giọng run rẩy. Ông ta là một trong những cao thủ đỉnh cao của Hồng Trần, rất ít khi ra tay, nếu tay bắn tỉa xít và vua súng không bị Dương Thanh giết, chắc chắn ông ta sẽ không đích thân đến giết anh. Ông ta không ngờ Dương Thanh lại mạnh như vậy. Tôi cậu cái gì, nếu các ông tiết lộ chuyện người muốn giết tôi là ai, tôi sẽ cho các ông được chết toàn thây. Dương Thanh cười híp mắt. Nhưng nụ cười của anh lại khiến sát thủ Hồng Trần rùng mình. Lúc này Dương Thanh đang vô cùng tức giận, sát thủ Hồng Trần đã để mắt tới anh từ lâu, nếu thực lực của anh không mạnh mẽ thì chắc đã bị giết từ lâu rồi. Thậm chí có mấy lần, khi anh đang gặp phải tình huống nguy cấp,
sát thủ Hồng Trần bất chợt xuất hiện. Lần này cũng thế. Cao thủ bán bộ thần cảnh của Hồng Trần bị Dương Thanh bóp cổ, không sao thở nổi, sắc mặt trắng bệch. Sự mạnh mẽ của Dương Thanh khiến ông ta cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng. Nói. Dương Thanh bỗng hất mạnh tay, cao thủ nửa bước thần cảnh kia lập tức bay ra xa, nặng nề đập vào vách tường. Cú va chạm mạnh khiến ông ta hộc máu, tuy ông ta là cao thủ bán bộ thần cảnh nhưng cũng không chịu nổi khi bị ném thế này. Hai cao thủ vương cảnh hậu kỳ còn lại đã sợ tức mức choáng váng, đứng im đó, liên tục run rẩy, còn không dám động đậy. Vào giây phút này, rốt cuộc ba sát thủ Hồng Trần cũng biết cao thủ mà họ đang đối mặt đáng sợ tới mức nào. Đó là cao thủ thần cảnh. Trong đầu các sát thủ Hồng Trần xuất hiện danh từ đáng sợ đó. Dù sao ngay cả cao thủ bán bộ thần cảnh cũng không thể chống lại Dương Thanh. Cho dù cậu giết tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết người thuê là ai. Cao thủ bán bộ thần cảnh kia lồm cồm bò dậy, nghiến răng nghiến lợi. Không phải ông ta không muốn nói, mà ông ta biết rõ sự đáng sợ của chủ Hồng Trần, nếu có ai dám phản bội Hồng Trần thì chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Không những thế, ngay cả người nhà của ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Đây cũng là nguyên nhân chưa từng có sát thủ nào phản bội Hồng Trần suốt bao năm qua. Dương Thanh nhìn về phía hai sát thủ vương cảnh khác, còn các ông thì sao? Cũng không muốn cho tôi biết đáp án à? Một sát thủ vương cảnh cắn răng, không phải chúng tôi không muốn nói, mà chúng tôi không thể nói cho cậu biết được. Khi nhận nhiệm vụ ở Hồng Trần, các sát thủ không hề biết người thuê là ai, chỉ biết nhiệm vụ của mình là gì thôi. Cho dù chúng tôi biết người thuê thật thì cũng không thể nói cho cậu biết. Vì nếu nói ra thì chúng tôi sẽ bị xử lý như kẻ phản bội, đến khi đó, chúng tôi sẽ chết thê thảm hơn. Sát thủ vương cảnh còn lại cũng sợ hãi gật đầu lia lịa, ông ấy nói đúng đấy, chúng tôi chỉ biết yêu cầu của nhiệm vụ chứ không biết người thuê là ai đâu. Dương Thanh cũng không nghi ngờ họ, dù sao Hồng Trần cũng là tổ chức sát thủ hàng đầu ở nước ngoài, còn có danh tiếng rất tốt trong giới sát thủ. Nếu sát thủ có thể tùy ý tiết lộ thông tin về người thuê, làm gì có ai dám thuê họ nữa. Ai đã giao nhiệm vụ cho các ông? Dương Thanh hỏi tiếp. Ba sát thủ nhìn nhau rồi lắc đầu, sát thủ thần cảnh nói, chúng tôi nhận nhiệm vụ qua mạng nội bộ của Hồng Trần, chứ không có ai giao nhiệm vụ cho chúng tôi hết. Ánh mắt Dương Thanh dần tối lại, anh cứ tưởng sẽ biết được người thuê sát thủ tới giết mình là ai, không ngờ cơ chế nhận nhiệm vụ của sát thủ lại phức tạp đến thế. Bây giờ cho chúng tôi đi được rồi chứ? Sát thủ bán bộ thần cảnh kia chợt nói. Cho các ông đi ư? Dương Thanh cười khẩy. Sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, anh híp mắt, từ khi các ông muốn giết tôi, số phận của các ông đã được định sẵn rồi. Anh vừa dứt lời, một luồng sát khí đáng sợ bỗng bùng nổ từ người anh, lao về phía ba tên sát thủ. Các ông muốn chết à? Dương Thanh tức giận quát, hơi nhích chân, lập tức biến mất. Sát thủ bán bộ thần cảnh lập tức biến sắc, mau ngăn cậu ta lại. Ông ta không thể ngăn cản Dương Thanh, chỉ có thể bảo hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ làm việc đó. Bằng không, một khi Dương Thanh vượt qua được phòng ngự của họ, họ chết là cái chắc. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của sát thủ bán bộ thần cảnh, hai tên sát thủ đang định đi bắt Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu lập tức chắn trước mặt Dương Thanh. Gần như cùng một lúc, hai cao thủ vương cảnh đều vung nắm đấm lên, giết. Dầm, dầm. Dương Thanh không quan tâm đến đòn tấn công của họ, thay đổi vị trí trong chớp mắt, hờ hững đấm một phát. Nắm đấm này đánh trúng ngực một sát thủ vương cảnh. Khiến ông ta bay thẳng vào tên sát thủ vương cảnh còn lại. Trong lúc nhất thời, hai sát thủ vương cảnh đều hộc máu mồm, bay ngược ra sau. Dầm, dầm, cơ thể họ đập vào vách tường kiên cố, lập tức tắt thở. Tất cả những chuyện này xảy ra trong nháy mắt, không hề ngăn cản được hành động của Dương Thanh. Anh đã bước đến trước mặt Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu. Chỉ còn mỗi tên sát thủ bán bộ thần cảnh. Sau khi ngăn cản Dương Thanh thất bại, ông ta muốn nhờ hai sát thủ vương cảnh ngăn cản Dương Thanh, dù biết việc đó là vô nghĩa nhưng ông ta vẫn ôm hy vọng. Chỉ cần hai sát thủ vương cảnh này ngăn cản được Dương Thanh trong chớp nhoáng, ông ta sẽ có cơ hội bắt Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu. Nhưng điều khiến ông ta tuyệt vọng chính là, hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ không làm gì được Dương Thanh hết. Dương Thanh đã chắn trước mặt Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu, lần này ông ta không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Bây giờ đến lượt ông. Dương Thanh nhìn sát thủ kia bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Chỉ vì đối phương vừa định bắt Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu. Không những thế, trên da ông ta còn đầm đìa máu, ngay cả quần áo cũng đẫm máu tươi. Sau mấy giây ngắn ngủi, rốt cuộc khí thế của ông ta cũng ổn định ở thần cảnh. Nhưng trông ông ta hơi thê thảm. Hãy dùng thực lực mạnh nhất của cậu để đánh với tôi một trận đi.
Sát thủ Hồng Trần tức giận nói. Ngay sau đó, ông ta lập tức lao thẳng đến chỗ Dương Thanh. Dương Thanh nhìn sát thủ đang lao đến chỗ mình, vẫn đứng im. Hình như cảm nhận được sự khinh thường của Dương Thanh, sát thủ bán bộ thần cảnh thẹn quá hóa giận, tốc độ cũng nhanh hơn, lao thẳng tới chỗ anh. Ông ta là sát thủ đỉnh cao của tổ chức sát thủ hàng đầu ở nước ngoài, đã làm sát thủ ở Hồng Trần hơn 10 năm, giết vô số cao thủ. Rất ít người có tư cách trở thành đối thủ của ông ta, nhưng ai cũng là cao thủ đứng đầu hết. Ông ta không ngờ người mà mình cần giết trong nhiệm vụ này lại là cao thủ thần cảnh. Chết đi! Sát thủ Hồng Trần tức giận quát, đấm vào đầu Dương Thanh. Rầm! Vào giây phút đó, Dương Thanh cũng giơ nắm đấm lên, sau một tiếng động lớn, dường như hầm trú ẩn của nhà họ Tôn cũng rung chuyển. Một luồng khí đáng sợ lan ra bốn phía từ chỗ nắm đấm của hai người chạm vào nhau. Rắc rắc rắc! Một giây sau, cánh tay mà sát thủ Hồng Trần đã dùng để đấm Dương Thanh phát ra tiếng gãy giòn giã như pháo nổ. Sao, sao có thể chứ? Sát thủ Hồng Trần ngơ ngác nhìn cánh tay gãy của mình với vẻ không dám tin. Rõ ràng thực lực của tôi cũng đạt đến thần cảnh rồi, sao vẫn không thắng được cậu chứ? Ông ta không chấp nhận nổi sự thật này, dường như không hề thấy đau khi tay gãy, tức giận gầm lên. Ngay sau đó, ông ta lại đấm Dương Thanh bằng tay khác. Rầm. Dương Thanh vẫn đứng im, chỉ tùy ý vung tay lên, chống lại nắm đấm của đối phương. Rắc rắc rắc. Cũng như trước đó, cánh tay của sát thủ Hồng Trần lập tức nát vụn. Những chuyện này xảy ra rất nhanh, Dương Thanh không hề di chuyển chút nào, chỉ giơ tay ra đỡ khi sát thủ Hồng Trần lao đến. Kết quả anh không bị thương chút nào, còn xương tay của sát thủ Hồng Trần lại nát vụn. Rốt cuộc cậu là ai? Sau khi mất hai tay, sát thủ Hồng Trần hoàn toàn tuyệt vọng, không định đánh nữa. Lúc ông ta lành lặn cũng không làm gì được Dương Thanh, huống hồ bây giờ xương tay ông ta đã nát vụn. Dương Thanh lạnh nhạt nói, ông chưa có tư cách biết tôi là ai. Anh nói rồi bất chợt đấm về phía sát thủ Hồng Trần. Rầm. Sau cú đấm, sát thủ Hồng Trần bị đánh văng đi, vào lúc cơ thể ông ta chạm đất, ông ta cũng hoàn toàn tắt thở. Vừa nãy Dương Thanh đã đánh thẳng vào vị trí tim của ông ta, khiến kinh mạch vỡ nát, ngay cả hoa đà tái thế cũng không cứu nổi sát thủ Hồng Trần. Lúc này, ba sát thủ Hồng Trần đến giết anh đã đi đời nhà ma hết. Trên thế giới, một sát thủ bán bộ thần cảnh và hai sát thủ vương cảnh hậu kỳ cũng được coi là đội hình đỉnh cao. Nhưng trước mặt Dương Thanh, họ vẫn chỉ còn con đường chết. Tần Đại Dũng đang bế Tiêu Tiêu trong góc đã sững sờ từ nãy, tuy ông ấy không biết võ thuật nhưng cũng hiểu ba sát thủ Hồng Trần kia rất mạnh. Trong mắt ông ấy, những chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ. Dương Thanh bước đến bên Tần Đại Dũng. Nhìn bố vợ mình với vẻ mặt phức tạp, bố không sao chứ? Tần Đại Dũng lắc đầu, cười khổ, bố cứ tưởng con lợi hại lắm rồi, chưa đầy 30 tuổi đã đứng trên đỉnh cao ở Yến Đô, thì ra tất cả mọi người đã đánh giá thấp con. Ông ấy nói rồi chậm rãi đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Dương Thanh, chúng ta đi thôi. Dương Thanh vội đón lấy Tiêu Tiêu từ tay Tần Đại Dũng, ba người họ chậm rãi đi đến lối vào. Cùng lúc đó, ở cửa vào hầm trú ẩn, tất cả cấp cao của nhà họ Tôn đều đang ở đó. Trong mắt Tôn Húc có vẻ mong chờ, trước đó, khi Dương Thanh xông vào nhà thờ tổ của nhà họ Tôn, ông ta đã muốn giết anh rồi. Nhưng ông ta biết thực lực của Dương Thanh, nhà họ Tôn không làm gì được anh hết. Nhưng ông ta không ngờ lại có ba cao thủ bí ẩn đến giết Dương Thanh. Chủ gia tộc, đã lâu như thế, chắc Dương Thanh chết rồi nhỉ? Một cấp cao của nhà họ Tôn nhìn Tôn Húc. Tôn Húc lắc đầu, chắc thế. Chắc chắn Dương Thanh đã chết. Vừa nãy ba cao thủ bí ẩn kia chỉ phóng chút sát khí ra mà chúng tôi đã không chống cự nổi, sao Dương Thanh đối phó được với họ cơ chứ? Đừng quên, bố vợ và con gái Dương Thanh vẫn ở trong đó, cậu ta còn phải bảo vệ họ nữa. Chỉ khi Dương Thanh chết, nhà họ Tôn chúng ta mới được yên lành. Các cấp cao của nhà họ Tôn lần lượt nói. Hồi trước, khi Dương Thanh chưa đến Yến Đô, nhà họ Tôn là một trong 8 gia tộc đứng đầu nơi đây. Nhưng sự xuất hiện của Dương Thanh đã khiến nhà họ Tôn liên tục bị chèn ép. Khó khăn lắm nhà họ Tôn mới bám víu được vương tộc họ Tào, nào ngờ Dương Thanh cũng chẳng coi vương tộc họ Tào vào đâu, thậm chí còn dám động đến người nhà họ Tôn trước mặt người của vương tộc họ Tào nữa. Bây giờ, các gia tộc khác trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô đã về phe Dương Thanh hết, liên tục chèn ép nhà họ Tôn. Có thể nói, bây giờ nhà họ Tôn chẳng là gì ở Yến Đô, sẽ bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Tất cả những chuyện này đều nhờ Dương Thanh ban cho. Trong biệt thự, sau khi vận động với Tào Chí xong, Tôn Chí Kiều nằm trong lòng hắn ta, mỉm cười thỏa mãn, anh Chí, bây giờ em đã là người của anh rồi, anh đừng vứt bỏ em đấy nhé.
Tào Chí cười hề hề, em cứ yên tâm, anh sẽ không làm thế đâu. Sau khi anh ngồi vào vị trí chủ nhánh 3, em sẽ được làm chủ gia tộc họ Tôn. Nghe thấy thế, Tôn Chí Kiều hôn chụt lên mặt Tào Chí, cảm ơn anh yêu. Quan hệ giữa chúng ta đã đến nước này rồi, em có thể nói cho anh biết em đã chuẩn bị gì cho Dương Thanh không? Tào Chí chợt hỏi. Hắn ta đã đấu với Dương Thanh nhiều lần, cũng không biết phải làm gì với anh. Bây giờ địa vị của Dương Thanh ở Yến Đô cực kỳ vững chắc, là người có năng lực thừa kế đế thôn nhất. Còn nhiệm vụ của hắn ta là nghĩ cách để người thừa kế đế thôn trở thành chó của nhà họ Tào, nhưng Dương Thanh vốn không coi vương tộc họ Tào vào đâu. Chuyện này khiến Tào Chí vô cùng bất đắc dĩ, có lẽ bây giờ Dương Thanh phải chết thì nhà họ Tào mới có thể đào tạo người khác để thừa kế đế thôn. Em đã tìm sát thủ Hồng Trần, nhưng không ngờ sau hai lần ám sát, họ đều chết dưới tay Dương Thanh. Tôn Chí Kiều không giấu giếm nữa, nói đúng sự thật. Em nói gì cơ, em mời sát thủ Hồng Trần á? Tào Chí bỗng bật dậy, có vẻ kinh hãi. Tôn Chí Kiều gật đầu, hỏi với vẻ ngờ vực, anh sao thế? Chỉ là mời sát thủ Hồng Trần thôi mà, có cần căng thẳng đến thế không? Bao năm qua, hắn ta chưa bao giờ nghe đến việc sát thủ Hồng Trần thất bại, nhưng giờ họ lại liên tục thất bại hai lần. Quan trọng là trong hai lần đó, sát thủ Hồng Trần đều chết dưới tay Dương Thanh. Hôm nay sát thủ Hồng Trần đã chủ động liên lạc với em, bảo em nghĩ cách lừa Dương Thanh vào chỗ nguy hiểm, sau đó em cố tình phối hợp với Tần Sương, bắt bố vợ Dương Thanh về đây, không ngờ còn bắt được cả con gái Dương Thanh nữa. Tôn Chí Kiều tươi cười, nhưng thế càng tốt, có con gái Dương Thanh ở đây, chắc chắn Dương Thanh sẽ phải bó tay, khi đối mặt với sát thủ Hồng Trần, hắn chỉ còn đường chết. Bốp! Nào ngờ Tôn Chí Kiều lại bị Tào Chí tát một phát. Con ả đê tiện này, cô nói gì? Cô bảo Tần Sương lừa bố vợ và con gái Dương Thanh đến hầm trú ẩn của nhà họ Tôn ư? Mắt Tào Chí đỏ ngầu, hắn ta tức giận quát, trong mắt tràn ngập sát khí. Anh Chí! Tôn Chí Kiều sợ hết hồn, run rẩy nói, anh Chí, em làm thế cũng là vì anh. Vì tôi ư, mẹ nó, cô định hại chết tôi à? Tào Chí tức giận nói, cô làm thế, Dương Thanh chết thì không sao, một khi hắn còn sống, chắc chắn sẽ biết là do chúng ta làm. Đến khi đó, đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng khó thoát đấy. Tôn Chí Kiều nói với vẻ kiên định, anh Chí, anh cứ yên tâm, chắc chắn Dương Thanh không sống nổi đâu. Im miệng, Tào Chí tức giận quát rồi vội vàng đứng dậy mặc đồ. Bây giờ hắn ta đang thấy vô cùng bối rối, Dương Thanh mang lại cho hắn ta cảm giác vô cùng bí ẩn, hắn có linh cảm, chắc chắn lần này Dương Thanh vẫn sống. Tần Sương là người của gia tộc hàng đầu trong Vương Thành Tào, cũng là người của hắn ta, cho dù sát thủ Hồng Trần không liên quan gì đến nhà họ Tào và nhà họ Tần, nhưng chắc chắn Dương Thanh sẽ tính món nợ này với hắn ta. Anh định đi đâu thế? Thấy Tào Chí định đi, Tôn Chí Kiều vội hỏi. Cút! Tào Chí đẩy Tôn Chí Kiều ra rồi đi thẳng. Bây giờ hắn ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi nhà họ Tôn, bằng không, nếu Dương Thanh còn sống, một khi anh ra khỏi hầm trú ẩn, có lẽ hắn ta sẽ rất khó rời đi. Tôn Chí Kiều sững sờ, cô ta không ngờ Tào Chí lại sợ đến thế. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn bằng hợp kim của nhà thờ tổ nhà họ Tôn bỗng chậm rãi mở ra. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Tôn đều rất căng thẳng. Họ muốn biết rốt cuộc người đi ra là ai. Sắc mặt Tôn Húc vô cùng khó coi, trước đó khi Dương Thanh ra khỏi hầm trú ẩn, ông ta đã sợ lắm rồi. Nhưng bây giờ, tuy Dương Thanh đã rời khỏi nhà họ Tôn nhưng ông ta vẫn rất sợ hãi. Trên đời này, thứ không biết mới đáng sợ. Điều tra cho tôi, rốt cuộc ai đã đưa con gái và bố vợ Dương Thanh vào hầm trú ẩn thế? Tôn Húc bỗng giận dữ quát, lạnh lùng nhìn đám người. Chủ gia tộc, không phải tôi. Chủ gia tộc, cũng không phải tôi nốt. Hầm trú ẩn dưới nhà thờ tổ là bí mật của nhà họ Tôn chúng ta, tôi không bao giờ để lộ ra ngoài. Mấy cấp cao nhà họ Tôn thi nhau lắc đầu. Không phải các người thì là ai chứ? Tôn Húc tức giận quát. Cấp cao nhà họ Tôn đều cúi đầu, không dám đối mặt với Tôn Húc. Đúng lúc này, Tôn Húc chợt phát hiện ra thiếu một người. Tôn Chí Kiều đâu? Tôn Húc nhíu mày, hỏi. Những người ở đây đều là dòng chính của nhà họ Tôn, chỉ thiếu mỗi Tôn Chí Kiều. Lúc này mọi người mới phát hiện Tôn Chí Kiều không có ở đây. Lúc này, quản gia vội bước đến, chủ gia tộc, khi ông bảo tôi đi tìm Tào Chí, cậu ta đang ở chung với Tôn Chí Kiều. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Tôn Húc càng thêm khó coi. Trước đó, khi Dương Thanh tự tiện xông vào nhà thờ tổ của nhà họ Tôn, trong tình thế nguy cấp, ông ta đã đến nhà thờ tổ và bảo quản gia đi báo cho Tào Chí. Dù sao bây giờ nhà họ Tôn cũng đã phục tùng vương tộc họ Tào,
hơn nữa Tào Chí là người phụ trách của vương tộc họ Tào ở Yến Đô, chắc chắn ông ta phải nhờ Tào Chí ra mặt trong tình huống này. Nhưng vừa nãy ông ta đã quên bén mất chuyện đó, giờ mới nhớ ra. Dương Thanh đã đi mà Tào Chí vẫn chưa đến, có thể tưởng tượng được Tôn Húc tức giận đến mức nào. Mới hồi nãy, tôi thấy Tào Chí rời đi từ phòng Tôn Chí Kiều. Lúc này, lại có người nói. Tôn Húc có thể trở thành chủ gia tộc họ Tôn, đương nhiên cũng không ngu, ông ta đã thoáng đoán được một số chuyện. Nhưng không có chứng cứ nên ông ta không dám nói bừa. Chủ gia tộc, không xong, có chuyện lớn rồi. Một người trung niên bỗng lao ra khỏi hầm trú ẩn với vẻ sợ hãi. Chuyện gì thế? Tôn Húc tóm lấy cổ áo người kia, vội hỏi. Dưới kia, trừ ba thi thể của sát thủ ra, còn có cả sát Tần Xương nữa. Người kia sợ hãi nói, Tần Xương là người của nhà họ Tần gia tộc đỉnh cao trong Vương Thành Tào, ông ta chết rồi, chắc chắn nhà họ Tần sẽ đổ cho chúng ta. Tần Xương chết rồi á? Tôn Húc trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Ông ta bỗng lảo đảo lùi về sau, suýt ngã nhào ra đất. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến ông ta không thể bình tĩnh ngay được. Đương nhiên ông ta biết Tần Xương là ai. Bây giờ, các gia tộc đỉnh cao ở các phương thành đều cử dòng chính đến đây, định kiếm trác lợi lộc từ trận chiến tranh giành đế thôn. Tần Xương chính là người của nhà họ Tần có thực lực rất gần với vương tộc họ Tào ở Vương Thành Tào. Tần Xương được cử tới Yến Đô, tức là ông ta có địa vị rất cao trong nhà họ Tần. Bây giờ Tần Xương lại chết ở hầm trú ẩn của nhà họ Tôn, một khi nhà họ Tần truy cứu, nhà họ Tôn sẽ phải gánh chịu hết. Chủ gia tộc, có phải Tôn Chí Kiều đã tiết lộ thông tin về hầm trú ẩn cho Tào Chí biết không? Quản gia bỗng thận trọng nói, dù sao vương tộc họ Tào cũng có ân oán với Dương Thanh từ trước, Tần Xương là người của nhà họ Tần dưới trướng vương tộc họ Tào, có phải Tào Chí đã cử Tần Xương đưa con gái và bố vợ Dương Thanh vào hầm trú ẩn không? Sau đó nữa, Tào Chí đã cử cao thủ đến hầm trú ẩn để giết Dương Thanh. Quản gia vừa dứt lời, mọi người đều hít sâu một hơi, trong mắt Tôn Húc bỗng co lại. Hồi nãy khi chưa phát hiện ra xác Tần Xương, ông ta đã suy đoán như thế, bây giờ việc phát hiện ra xác Tần Xương càng khiến ông ta chắc chắn rằng rất có thể chuyện hôm nay là do Tào Chí gây ra. Bây giờ, ngay cả quản gia cũng đoán thế, ông ta bỗng thấy hơi tuyệt vọng. Nếu đúng thế thật, chẳng phải nhà họ Tào muốn giết Dương Thanh, cuối cùng lại liên lụy đến nhà họ Tôn hay sao? Dù sao chuyện cũng xảy ra ở nhà họ Tôn, trừ xác Tần Xương ra, không có bất cứ chi tiết nào liên quan đến Tào Chí hết. Chưa bàn đến việc phải đối phó với Dương Thanh thế nào, họ cũng không thể giải thích rõ với nhà họ Tần. Chủ gia tộc, giờ chúng ta nên làm gì đây? Đúng thế, chúng ta không thể đối phó nổi với cả Dương Thanh lẫn nhà họ Tần. Nhà họ Tần là gia tộc đỉnh cao có thực lực gần với vương tộc họ Tào, nghe nói chủ gia tộc họ Tần là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, chỉ cần ông ta cử một cao thủ vương cảnh trung kỳ đến đây thì cũng đủ để san bằng cả nhà họ Tôn rồi. Trong lúc nhất thời, cấp cao của nhà họ Tôn đều luống cuống. Dù sao chuyện này cũng để lại ảnh hưởng quá lớn, nếu không xử lý thích đáng, nhà họ Tôn sẽ chìm trong tai họa. Gọi Tôn Chí Kiều đến đây cho tôi. Tôn Húc tức giận quát, 5 phút nữa, dòng chính nhà họ Tôn họp. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Nhà họ Tôn gặp phải chuyện lớn thế này, chắc chắn phải mở cuộc họp để bàn bạc cách đối phó. 5 phút sau, trong phòng họp của nhà họ Tôn, tất cả dòng chính đều đến, Tôn Chí Kiều cũng có mặt. Cô ta vẫn đang chìm trong giấc mơ đẹp sẽ được lấy chồng ở vương tộc họ Tào, vốn không biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí cũng chẳng buồn quan tâm hay nghe ngóng. Nhưng cô ta đã phát hiện rất nhiều dòng chính đang tức giận nhìn mình. Mọi người sao đấy, nét mặt kiểu gì vậy, tôi nợ mọi người mấy trăm triệu à? Tôn Chí Kiều cười lạnh. Bây giờ cô ta rất thân thiết với Tào Chí, cũng không coi người lớn trong nhà ra gì nữa. Tôn Chí Kiều, cô gây ra chuyện tốt mà còn hỏi tại sao chúng tôi nhìn cô như thế à? Một bề trên nhà họ Tôn tức giận nói. Tôi làm sai gì à? Tôn Chí Kiều bỗng có linh cảm xấu. Bởi vì người nói chuyện rất có tư cách, ngay cả chủ gia tộc cũng phải nể mặt ông ta. Chẳng lẽ họ đã biết chuyện ở hầm trú ẩn rồi à? Tôn Chí Kiều thầm suy đoán, nhưng nghĩ đến việc người ra mặt lần này chính là sát thủ Hồng Trần, hơn nữa bố vợ và con gái Dương Thanh đã bị Tần Xương đưa vào hầm trú ẩn. Theo cô ta thấy, cho dù Dương Thanh có ba đầu sáu tay thì cũng không thể vừa bảo vệ bố vợ và con gái, vừa giải quyết ba sát thủ Hồng Trần được. Đúng lúc này, Tôn Húc bước vào với vẻ mặt u ám, sau lưng ông ta là mấy vệ sĩ nhà họ Tôn, cứ hai người lại khiêng một thi thể. Cả bốn thi thể đều được đưa vào phòng họp, bị che kín bằng vải trắng, không biết đó là ai. Khi thấy bốn cái xác, Tôn Chí Kiều dần mỉm cười.
theo cô ta thấy, bốn thi thể này chỉ có thể là của đám Dương Thanh mà thôi. Nhưng cô ta nhận ra ngay, Dương Thanh, Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu mới là ba người. Nhưng sao ở đây lại có bốn thi thể chứ? Chẳng lẽ Dương Thanh lợi hại đến mức giết được một sát thủ ư? Đúng, chắc chắn là vậy. Phải thế thì bốn thi thể này mới khớp với suy đoán của cô ta chứ? Nhìn nụ cười của Tôn Chí Kiều, Tôn Húc càng giận dữ, Tôn Chí Kiều, đứng dậy cho tôi. Tôn Chí Kiều đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình, chợt nghe Tôn Húc phẫn nộ hét tên của mình thì giật mình, đứng phắt dậy. Bác cả, bác sao thế? Tôn Chí Kiều sợ hãi, run rẩy hỏi. Ở nhà họ Tôn, cô ta có thể xem thường mọi người nhưng không thể không để ý tới Tôn Húc. Tôn Húc là bác cả cũng là chỗ dựa lớn nhất của cô ta. Nếu không có Tôn Húc, đừng nói là nắm quyền ở nhà họ Tôn, sợ rằng cô ta còn không thể bảo đảm được ở lại nhà họ Tôn nữa. Dù sao nhiều năm trước, bố cô ta cũng từng chết vì Tôn Húc. Cũng do bố Tôn Chí Kiều đã chết vì Tôn Húc nên ông ta vẫn luôn tha thứ cho một số hành vi của cô ta. Tôn Húc chợt giơ tay chỉ bốn thi thể vẫn nằm trên mặt đất, tức giận hỏi, cháu xem những người này là ai? Ông ta vừa dứt lời, mấy người bảo vệ nhà họ Tôn đã bước tới, kéo tấm vải trắng phủ trên bốn thi thể ra. À, khi Tôn Chí Kiều nhìn thấy gương mặt của bốn thi thể thì lập tức hét lên và bất giác run lên. Tôn Chí Kiều chỉ liên hệ với web ngầm của Hồng Trần, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy ba gã sát thủ này. Nhưng cô ta nhận ra Tần Sương. Cô ta vốn tưởng trong bốn thi thể này có ba thi thể là Dương Thanh, Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu. Nhưng bây giờ, trong bốn thi thể này lại không hề có Dương Thanh và người thân của anh. Sao có thể như vậy được? Tôn Chí Kiều trợn trừng mắt nhìn, giọng nói cũng đang run rẩy. Cái gì mà sao có thể? Tôn Húc tức giận hỏi. Nếu là trước đây, bất kể Tôn Chí Kiều gây ra họa lớn thế nào, ông ta đều có thể giải quyết. Nhưng lần này cô ta gây ra họa quá lớn, cho dù ông ta muốn giải quyết cũng không giải quyết được. Lúc này Tôn Chí Kiều mới ý thức được mình lỡ lời, vội nói, bác cả, ý của cháu là người kia chẳng phải là Tần Sương của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào sao? Lúc trước anh Tào Chí còn dẫn cháu và Tần Sương đi ăn cơm, sao ông ta lại đột nhiên chết được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nhà họ Tôn đều lạnh lùng nhìn Tôn Chí Kiều. Diễn đi, cô diễn tiếp đi. Tôn Húc vô cùng phẫn nộ. Tôn Chí Kiều là cháu gái của ông ta, cũng có thể nói ông ta như bố của cô ta vậy. Ông ta chỉ liếc mắt là biết cô ta có đang diễn trò hay không. Vừa rồi, khi Tôn Chí Kiều nhìn thấy thi thể của Tần Sương đã kinh ngạc thốt ra thành tiếng, cũng đủ để chứng minh chuyện này có liên quan đến cô ta. Bác cả, cháu có diễn gì đâu. Cháu nói thật, anh Chí đã dẫn cháu và Tần Sương đi ăn. Tôn Chí Kiều giả vờ bình tĩnh, nghe ông ta hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo. Bốp! Tôn Húc chợt tát vào mặt Tôn Chí Kiều. Không biết ông ta tát mạnh tới mức nào mà cô ta bị đánh cho ngã xuống đất, khóe miệng còn có máu chảy ra. Cô ta kinh ngạc không thể tin nổi, che miệng mình, nước mắt lã chã nhìn Tôn Húc đang tức giận, run rẩy nói, bác! Bác cả, rốt cuộc cháu đã làm sai chuyện gì? Cô nói cho Tào Chí biết hầm trú ẩn của nhà họ Tôn chúng ta. Sau đó lại dẫn bố vợ và con gái của Dương Thanh vào. Mấy đứa làm vậy là để gài bẫy cho cậu ta qua, giết cậu ta ở đó. Tôn Húc vô cùng phẫn nộ gào lên. Tôn Chí Kiều nhất thời trợn tròn mắt nhìn. Cho dù Tôn Húc không đoán đúng hết nhưng đại khái vẫn đúng. Chẳng qua ngay cả Tào Chí cũng không biết những điều này, tất cả đều là do cô ta tự ý quyết định tìm sát thủ Hồng Trần qua đối phó với Dương Thanh từ trước. Lần này... Cô ta ngẫu nhiên biết được Tần Đại Dũng là đứa con rơi của nhà họ Tần trong Vương Thành Tào, Tần Sương lại có dã tâm muốn chiếm tập đoàn Nhạn Thanh làm của riêng. Vì vậy, cô ta dỗ Tần Sương vài câu, lại bảo Tần Sương dẫn Tần Đại Dũng và Tiêu Tiêu tới hầm trú ẩn của nhà họ Tôn. Lại thêm Hồng Trần chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của cô ta mới có mọi chuyện xảy ra hôm nay. Cô ta chợt hiểu rõ vì sao Tào Chí biết những điều này lại lập tức rời khỏi nhà họ Tôn. Bởi vì trong chuyện xảy ra hôm nay, hắn ta mới là người đáng bị tình nghi nhất. Cháu không có làm vậy. Tôn Chí Kiều vội vàng phủ nhận, mắt đỏ hoe nói, cháu không hề biết có chuyện gì xảy ra, những người này chết thì liên quan gì đến cháu chứ. Cho dù các bác thật sự muốn gây khó dễ cũng có thể đi tìm Dương Thanh, là anh ta giết Tần Sương, giết những sát thủ kia, dựa vào đâu lại muốn đổ lỗi cho cháu. Tôn Húc cười lạnh, giỏi lắm, chuyện đã đến mức như vậy mà cô còn định giấu à? Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể để cô gánh vác tất cả những điều này. Ông ta vừa dứt lời thì lấy điện thoại di động ra định gọi. Cho dù Tôn Chí Kiều không biết Tôn Húc muốn gọi cho ai nhưng chợt có dự cảm không tốt, lập tức cuống lên,
vội vàng xông tới ngăn cản ông ta. Bác cả, bác đừng làm vậy, cháu xin bác đừng đẩy cháu ra. Tôn Chí Kiều sợ hãi nói, nếu bác thật sự nói ra, Dương Thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cháu, nhà họ Tần ở Vương Thành Tào cũng sẽ không bỏ qua cho cháu đâu. Bây giờ cô mới biết sai sao, muộn rồi. Tôn Húc đẩy Tôn Chí Kiều ra và gọi điện thoại mà chẳng hề do dự. Bác cả, đừng mà. Tôn Chí Kiều lại muốn xông lên ngăn cản như đã phát điên. Lần này, cô ta còn chưa kịp xông tới đã bị hai bảo vệ nhà họ Tôn ngăn lại. Mà lúc này, cuộc gọi của Tôn Húc đã được kết nối, cậu Chí, Tần Sương chết rồi. Tào Chí đã rời khỏi nhà họ Tôn từ lâu. Sau khi nghe thấy Tôn Húc nói vậy, hắn ta giả vờ chấn động nói, ông nói gì? Tần Sương chết rồi à? Hôm qua chúng tôi vẫn còn ăn cơm chung, sao hôm nay đã chết vậy? Cậu Tào, có một số việc, cho dù tôi không nói thì chắc cậu cũng biết rõ. Tôn Húc trầm giọng nói, tôi gọi điện cho cậu không phải muốn truy cứu gì, chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu tôi có thể nghi ngờ cậu thì người khác tất nhiên cũng có thể nghi ngờ cậu. Dù sao Tần Sương cũng là người của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào, giữa vương tộc họ Tào và Dương Thanh còn có ân oán. Mà nhà họ Tôn đã thần phục cậu từ lâu. Cậu nói xem, nếu cậu là Dương Thanh, sau khi phân tích như vậy, cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Tôn Húc nói rất nghiêm túc. Mà ở bên kia điện thoại, sau khi Tào Chí nghe Tôn Húc nói vậy thì sắc mặt lập tức trở nên thâm trầm. Hắn ta im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi, ông đang chất vấn tôi à? Lúc này, không ngờ Tôn Húc chẳng sợ hãi, vô cùng bình tĩnh nói, cậu Chí, không phải tôi muốn chất vấn cậu mà tất cả những điều này đều chỉ thẳng về phía cậu. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho cậu chỉ muốn thương lượng kế sách ứng phó với cậu chứ không phải tranh luận gì cả. Dù sao, nhà họ Tôn đã bước lên thuyền của vương tộc họ Tào từ lâu, bây giờ muốn rời đi, sợ rằng chỉ có nhà họ Tôn bị phá hủy. Tôi có thể nói cho cậu biết, không chỉ Tần Sương chết mà ba gã cao thủ hàng đầu cũng đã chết rồi. Quan trọng là Dương Thanh còn phải bảo vệ bố vợ bị thương nặng và con gái đã hôn mê. Tôn Húc chỉ nói vài câu như thế lại tiết lộ với Tào Chí rất nhiều tin tức quan trọng. Tôi ở nhà họ Tôn chờ cậu đến. Tôn Húc thấy Tào Chí không nói lời nào thì biết hắn ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta bỏ lại một câu rồi cúp máy. Sắc mặt Tào Chí vô cùng nặng nề khi nghe được tiếng cúp máy trong điện thoại. Đương nhiên hắn ta hiểu ý của Tôn Húc. Dương Thanh có thể bảo vệ bố vợ và con gái, còn giết chết ba gã sát thủ hàng đầu, điều này đã chứng minh thực lực của anh rất mạnh. Mà người bị giết không chỉ là ba gã sát thủ, còn có cả Tần Sương. Người khác có thể không biết thân phận của Tần Sương nhưng Tào Chí lại biết rất rõ. Ông ta là người xuất sắc nhất trong thế hệ trung niên của nhà họ Tần gia tộc quyền quý hạng nhất trong Vương Thành Tào, cũng là nhân vật quan trọng có hy vọng trở thành người thừa kế của nhà họ Tần. Không chỉ vậy, Tần Sương chỉ mới 47 tuổi đã đạt đến thực lực vương cảnh trung kỳ, thiên phú võ đạo rất tốt. Dù sao Tào Vương cao thủ số 1 của Vương Thành Tào cũng chỉ là vương cảnh đỉnh phong. Mà cao thủ mạnh nhất của mấy gia tộc quyền thế nhất phía dưới vương tộc họ Tào cũng chỉ đạt tới vương cảnh hậu kỳ. Tần Sương là cao thủ vương cảnh trung kỳ đã chứng tỏ thiên phú võ đạo của ông ta. Nhưng Tôn Húc vừa nói cho hắn ta biết Tần Sương cũng bị giết chết. Thông qua việc này để phân tích, có thể xác định được thực lực của Dương Thanh ít nhất phải là vương cảnh hậu kỳ. Khốn kiếp! Tào Chí rất tức giận, chẳng biết đang mắng Dương Thanh hay Tôn Húc. Cậu Chí, có phải nhà họ Tôn này hơi lớn lối không? Ông ta cũng dám uy hiếp cậu. Một người trung niên mặc com lê bên cạnh Tào Chí lạnh lùng nói. Người trung niên tên là Bạch Hướng Huy, là cao thủ do vương tộc họ Tào sắp xếp bảo vệ Tào Chí. Cho dù là trong vương tộc họ Tào, ông ta cũng là một trong những cao thủ đứng đầu có thực lực vương cảnh trung kỳ. Mặc dù ông ta không nghe được hết cuộc nói chuyện của Tào Chí và Tôn Húc nhưng đại khái vẫn biết được vài nội dung. Tào Chí nhìn Bạch Hướng Huy, lạnh giọng hỏi, nếu ông và Tần Sương giao đấu, ông nắm chắc được phần thắng. Vẻ mặt Bạch Hướng Huy lập tức trở nên nặng nề, suy nghĩ một lát mới nói, Tần Sương là cao thủ mạnh nhất trong thế hệ trung niên của nhà họ Tần. Mặc dù ông ta có thực lực vương cảnh trung kỳ nhưng trên thực tế võ lực rất mạnh, tôi giao đấu với ông ta sẽ không chắc thắng hay thua. Nếu cậu muốn hỏi tôi nắm chắc mấy phần thắng, vậy chỉ có 5 phần thôi. Tào Chí cười giễu cợt, ông còn nhớ chuyện xảy ra ở nhà họ Tần vào nửa tháng trước không? Sắc mặt Bạch Hướng Huy lập tức thay đổi. Ý cậu muốn nói chuyện sát thủ mới bước vào vương cảnh hậu kỳ chết ở nhà họ Tần nửa tháng trước à? Tào Chí khẽ gật đầu nói, là Tào Chí giết tên sát thủ vương cảnh hậu kỳ kia. Bạch Hướng Huy lập tức chấn động, biến sắc. Mặc dù ông ta có thực lực ngang với Tần Sương nhưng nếu giao đấu với cao thủ vương cảnh hậu kỳ, kể
kể cả đối phương vừa bước vào vương cảnh hậu kỳ, ông ta cũng không có phần thắng nào. Bây giờ, Tần Sương đã giết một sát thủ vương cảnh hậu kỳ, chứng tỏ ông ta cũng không có phần thắng. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu Tần Sương không chết, sau này chắc chắn sẽ là chủ nhà họ Tần. Bạch Hướng Huy nói với vẻ tiếc nuối. Tào Chí đột nhiên đứng dậy, chúng ta đi tới nhà họ Tôn thôi. Tào Chí cảm thấy rất khủng hoảng. Tần Sương người có thể giết chết vương cảnh hậu kỳ còn bị Dương Thanh giết chết, điều này chứng tỏ Dương Thanh có thể dễ dàng giết chết sát thủ vương cảnh hậu kỳ. Nếu thực lực của Dương Thanh chỉ là vương cảnh hậu kỳ thì cũng thôi, nếu đã đạt tới vương cảnh đỉnh phong sẽ càng khiến hắn ta tuyệt vọng hơn. Dù sao Tào Vương cũng chỉ là thực lực vương cảnh đỉnh phong. Quan trọng là Dương Thanh còn trẻ như vậy. Hắn ta chợt thấy hối hận vì đã đắc tội Dương Thanh, nhưng bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Hắn ta chỉ có thể kiên trì tới cùng, đi tới nhà họ Tôn thương lượng kế sách rồi quyết định nên ứng phó với cơn giận của Dương Thanh thế nào. Nửa giờ sau, một chiếc xe Rolls Royce màu đen chậm rãi lái vào nhà họ Tôn. Tào Chí bước ra khỏi xe, Bạch Hướng Huy giống như tháp sắt theo sát phía sau hắn ta. Nếu là trước đây, khi Tào Chí tới nhà họ Tôn, bọn họ chắc chắn sẽ thu xếp cho một nhân vật quan trọng trong nhà tới tiếp đón. Nhưng hôm nay, người tới đón chỉ là một nhân vật nhỏ mà hắn ta chưa từng gặp. Điều này làm Tào Chí cảm nhận được một tín hiệu không tốt. Cậu Chí, cuối cùng cậu đã tới rồi. Người tiếp đón dẫn Tào Chí tới phòng họp của nhà họ Tôn. Tôn Húc vừa thấy hắn ta đã nói ngay. Nhưng ông ta vẫn ngồi ở vị trí chủ nhà, thậm chí không định đứng lên. Xung quanh bàn hội nghị đều là những nhân vật đứng đầu trong nhà họ Tôn. Lúc này, bọn họ đều lãnh đạm, ngồi trên ghế không đứng dậy. Tào Chí ngồi xuống chỗ đối diện với Tôn Húc, hai mắt hơi nheo lại, ông chủ Tôn, ông mời tôi qua gấp là để đón tiếp tôi như vậy sao? Tôn Húc thờ ơ nói, cậu Chí, hôm nay chúng tôi tìm cậu tới để thương lượng cách đối phó chứ không phải tới nghe cậu ra vẻ ra đây. Nếu cậu tới để vênh váo thì nhà họ Tôn chúng tôi không chào đón cậu. Khốn kiếp! Ông nói gì? Bạch Hướng Huy đứng phía sau Tào Chí lập tức bước tới một bước, vô cùng giận dữ quát. Chẳng qua Bạch Hướng Huy vừa thoáng động, 5-6 điểm đỏ ngắm bắn đột nhiên xuất hiện ở trên đầu ông ta ép ông ta phải lập tức dừng bước. Vẻ mặt Tào Chí thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Tôn Húc, ông có biết mình đang làm gì không? Tôi chỉ biết, nếu chúng ta không thương lượng xong chuyện tiếp theo, nhà họ Tôn sẽ chẳng còn. Người của cậu Chí muốn động đến tôi, lẽ nào tôi còn phải ngồi chờ chết à? Tôn Húc cười lạnh. Lúc này ông ta đã bất chấp mọi giá, làm gì còn kính trọng Tào Chí nữa. Tốt, rất tốt. Tào Chí giận dữ cười ngược, nói đi, ông muốn thương lượng với tôi chuyện gì? Tần Sương dẫn con gái và bố vợ của Dương Thanh vào hầm trú ẩn của nhà họ Tôn, còn có 3 gã sát thủ hàng đầu liên thủ giết chết cậu ta. Việc này đều do cậu đứng phía sau sai khiến à? Tôn Húc hỏi. Ông đang chất vấn tôi sao? Tào Chí vô cùng tức giận vì chưa bao giờ bị Tôn Húc khinh thường như vậy. Nếu cậu Chí cho là vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào, tùy cậu nghĩ thôi. Tôn Húc thản nhiên nói, tôi không biết gì về chuyện lần này, cũng rất phẫn nộ. Cậu Chí thu xếp cho Tần Sương dẫn bố vợ và con gái của Dương Thanh vào nhà họ Tôn tôi, còn tìm sát thủ đối phó với cậu ta, cậu nên nói rõ về chuyện này. Nhà họ Tôn tôi cũng không muốn gánh tội cho người khác. Dương Thanh có thể dễ dàng giết chết 3 gã sát thủ hàng đầu thế giới. Nếu cậu ta thật sự muốn trả thù thì nhà họ Tôn sẽ không gánh nổi cơn giận đó. Cậu Chí là người của vương tộc họ Tào, chuyện này lại do cậu sai khiến, vậy cũng nên gánh trách nhiệm. Cho tới lúc này, Tôn Húc vẫn còn nhớ cảnh tượng đã nhìn thấy ở hầm trú ẩn kia. 3 gã sát thủ, một tên trong đó chỉ cần dẫm chân đã khiến nền xi măng vỡ nát. Nhưng ông ta vô cùng khiếp sợ khi thấy sát thủ mạnh như vậy mà vẫn bị Dương Thanh giết chết được. Vừa rồi ông ta đi qua hầm trú ẩn lại càng chấn động hơn. Không ngờ thấy có rất nhiều nơi trên mặt đất bị phá hỏng. Ông ta biết rõ hầm trú ẩn của nhà họ Tôn là công trình lớn thế nào. Có thể nói ném tên lửa vào cũng chưa chắc có thể phá được nơi đó. Nhưng Dương Thanh và 3 gã sát thủ giao đấu lại phá hỏng rất nhiều chỗ. Cho dù ông ta không tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng được cuộc chiến đấu ở phía dưới đã diễn ra ác liệt tới mức nào. Chuyện này đều do Tôn Chí Kiều làm, liên quan gì đến tôi? Chuyện xảy ra ở nhà họ Tôn. Cho dù Dương Thanh có tới cũng là tìm các ông. Tào Chí nói với vẻ rất hung hăng. Hắn ta đường đường là người thừa kế nhánh 3 của vương tộc họ Tào, sau này là chủ nhánh 3, lúc này lại bị một chủ gia tộc quyền quý nhỏ bé ở Yến Độ uy hiếp, có thể tưởng tượng được hắn ta phẫn nộ tới mức nào. Tôn Húc sợ nhất là Tào Chí đổ chuyện này cho nhà họ Tôn. Lúc này nghe Tào Chí nói vậy, ông ta càng giận hơn.
Cậu dám làm mà không dám nhận à? Ánh mắt Tôn Húc lạnh lùng, sắc bén. Lẽ nào tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chuyện ám sát Dương Thanh chẳng liên quan gì đến tôi, tất cả đều là do Tôn Chí Kiều hận Dương Thanh nên tìm sát thủ Hồng Trần đối phó với cậu ta từ trước. Một khi Hồng Trần đã tiếp nhận nhiệm vụ, trừ khi mục tiêu của nhiệm vụ chết, bằng không sát thủ Hồng Trần sẽ không ngừng ám sát, mỗi lần đều bố trí sát thủ mạnh hơn để thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa số tiền thuê Hồng Trần làm nhiệm vụ đặc biệt cao, ít nhất phải 100 triệu trở lên. Nhiệm vụ cấp độ như Dương Thanh thì ít nhất phải 1 tỷ. Tào Chí nghiến răng nghiến lợi nói, nếu các người không tin thì cứ việc đi kiểm tra tài khoản của Tôn Chí Kiều, chắc chắn sẽ có lịch sử chuyển khoản mấy trăm triệu. Tôn Húc vốn không tin Tào Chí, nhưng sau khi nghe Tào Chí nói vậy thì có hơi hoảng loạn. Nhìn Tào Chí không giống đang nói dối. Nhưng nếu hắn ta không thừa nhận, nhà họ Tôn chỉ có thể tới gánh vác chuyện này. Còn đàn bà đê tiện Tôn Chí Kiều đâu? Các ông hỏi cô ta, chẳng phải sẽ rõ sao? Tào Chí tức giận nói. Hắn ta khó khăn lắm mới nắm được nhà họ Tôn một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô trong tay mình, không ngờ bây giờ bọn họ lại muốn phản bội. Đương nhiên hắn ta hiểu rõ Tôn Húc muốn làm gì. Đơn giản là chuyện Dương Thanh giết chết 3 gã sát thủ Hồng Trần đã dọa bọn họ sợ, bọn họ muốn đổ tất cả mọi chuyện cho vương tộc họ Tào. Nhưng Tào Chí tức giận vì hắn ta thật sự không sai người làm chuyện này. Thế nào, các ông không dám tìm Tôn Chí Kiều đến đây đối chất à? Thấy Tôn Húc mãi không chịu gọi Tôn Chí Kiều qua, Tào Chí cười lạnh nói. Tôn Húc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tào Chí rồi chợt nói, tôi chỉ muốn hỏi cậu Chí một vấn đề, nếu chuyện này thật sự do Tôn Chí Kiều làm, cậu định giúp nhà họ Tôn chúng tôi thế nào? Giúp nhà họ Tôn à? Tào Chí cười giễu cợt, các ông đã muốn đổ tội cho tôi còn muốn tôi giúp nhà họ Tôn sao? Không thể nào. Từ nay về sau, chuyện của nhà họ Tôn không liên quan tới vương tộc họ Tào tôi nữa. Tào Chí vừa dứt lời, đám người đứng đầu nhà họ Tôn đều biến sắc. Nhà họ Tôn mất đi sự che chở của vương tộc họ Tào, sẽ chỉ có thể bị hủy diệt. Chỉ có Tôn Húc vẫn đặc biệt bình tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Cậu Chí, cậu không thể làm vậy được. Nhà họ Tôn vì làm việc cho vương tộc họ Tào mới đắc tội Dương Thanh. Nếu lúc này cậu mặc kệ chúng tôi, cậu ta chắc chắn sẽ tiêu diệt nhà họ Tôn chúng tôi mất. Đúng vậy, vẫn mong cậu Tào bớt giận. Bây giờ đã xảy ra chuyện này, bất kể ai đúng ai sai, có truy cứu cũng chẳng nghĩa lý gì. Cậu Chí tìm Tào Vương và mấy cao thủ hàng đầu qua, chắc chắn có thể giết chết được Dương Thanh. Cậu Chí, nhà họ Tôn biết sai rồi, cậu chắc chắn không thể mặc kệ nhà họ Tôn được. Nhất thời, đám người đứng đầu nhà họ Tôn vội vàng cầu xin. Tào Chí đặc biệt hưởng thụ cảm giác được mọi người cầu xin như vậy. Hắn ta dựa lưng vào ghế, cười ha hả nói với Tôn Húc, ông chủ Tôn, ông thấy chưa? Người nhà họ Tôn các ông đều hiểu không có vương tộc họ Tào, nhà họ Tôn chẳng là gì cả. Tôn Húc hít sâu một hơi, cậu Chí, nhà họ Tôn biết sai rồi, mong cậu đừng vứt bỏ nhà họ Tôn. Ha ha, các ông cầu xin tôi à, bây giờ các ông biết sai rồi à. Tào Chí cười to, tôi nghe nói ông từng quỳ xuống xin Dương Thanh tha cho ông. Sao giờ tới lượt ông cầu xin tôi mà ông còn dám ngồi vậy? Bịch, Tôn Húc đứng dậy và quỳ xuống mà không hề do dự, cúi đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói, cầu xin cậu Chí cho nhà họ Tôn tôi một cơ hội. Ha 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 ha. Tào Chí cười như điên, vô cùng đắc ý. Nhưng hắn ta không nhìn thấy được sát khí trong mắt Tôn Húc. Thật ngại quá, nhà họ Tôn đã không còn giá trị gì nữa. Từ nay về sau, nhà họ Tôn chết hay sống đều không liên quan tới vương tộc họ Tào. Sau khi Tào Chí cười đủ rồi, nói với vẻ trêu tức mà không hề do dự. Cậu Chí, cậu nói gì? Vương tộc họ Tào thật sự muốn vứt bỏ nhà họ Tôn à? Chủ gia tộc đã quỳ xuống cầu xin cậu, sao cậu còn muốn vứt bỏ chúng tôi? Cậu Chí, cậu không thể vứt bỏ nhà họ Tôn được. Đám người đứng đầu nhà họ Tôn đều quỳ xuống, liên tục cầu xin. Nếu là chuyện khác, Tào Chí chắc chắn sẽ không vứt bỏ nhà họ Tôn, nhưng chuyện lần này làm hắn ta biết rõ hơn về thực lực của Dương Thanh. Dưới tình huống này, nếu hắn ta còn muốn gắn liền vương tộc họ Tào với nhà họ Tôn thì đúng là một con lợn ngu ngốc. Nếu tôi đã nói phải vứt bỏ nhà họ Tôn, đừng nói các ông quỳ xuống, cho dù có nằm xuống cũng vô ích thôi. Tào Chí cười to, nhìn về phía Tôn Húc nói với vẻ hài hước, trước đó chẳng phải ông vẫn rất kiêu căng à. Thậm chí các ông còn dám dùng súng chĩa vào đầu tôi, ông có coi tôi ra gì không? Bây giờ ông biết sợ à? Hối hận rồi sao? Nhưng đã muộn rồi, các ông cứ chờ sự trả thù của Dương Thanh đi. Tôn Húc chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống Tào Chí đang ngồi trên ghế và hỏi lại lần nữa,
cậu Chí, cậu thật sự muốn vứt bỏ nhà họ Tôn à? Nói nhảm, tôi không vứt bỏ các ông, chẳng lẽ còn muốn đứng ra gánh vác tất cả thay các ông sao? Tào Chí cười lạnh nói. Được, nếu đã vậy, mời cậu về đi. Từ nay về sau, chuyện nhà họ Tôn không liên quan tới vương tộc họ Tào nữa. Tào Chí vừa dứt lời, Tôn Húc lại nói. Cái gì? Lần này, đến lượt Tào Chí chấn động. Với hiểu biết của hắn ta về Tôn Húc, đáng lẽ ông ta phải quỳ xuống tiếp tục xin tha. Nhưng ngoài dự đoán của hắn ta là ông ta không làm vậy, trái lại còn muốn hắn ta rời đi. Chủ gia tộc, đám người đứng đầu nhà họ Tôn đều biến sắc, vội vàng ngăn cản. Tất cả câm miệng lại cho tôi. Tôn Húc tức giận hét lên, lúc này người nhà họ Tôn mới không nói nữa. Tôn Húc ông giỏi lắm. Ông đã nói vậy, sau này đừng mong được vương tộc họ Tào che chở nữa. Tào Chí lạnh lùng nói rồi đứng dậy, chúng ta đi thôi. Bạch Hướng Huy nhìn chằm chằm vào Tôn Húc, cuối cùng chỉ tay vào Tôn Húc nói, ông sẽ chết rất khó coi. Tào Chí nhanh chóng dẫn theo Bạch Hướng Huy rời đi. Sát khí hiện rõ trong mắt Tôn Húc. Mấy người đứng đầu nhà họ Tôn đều sợ hãi, không dám nói một lời nào. Các ông có biết sát thủ Hồng Trần mạnh thế nào không? Tôn Húc chợt hỏi. Những người đứng đầu nhà họ Tôn đều sửng sốt, liếc nhìn nhau, không rõ tại sao Tôn Húc lại đột nhiên hỏi như vậy. Ông chủ, sát thủ Hồng Trần rất lợi hại à? Một cấp cao của nhà họ Tôn hỏi. Tôn Húc nói với vẻ nghiêm trọng, Hồng Trần là tổ chức sát thủ hàng đầu trên thế giới. Tôi nghe đồn bọn họ có cao thủ thần cảnh. Mà sát thủ Hồng Trần tới giết Dương Thanh hôm nay đã là đợt thứ ba. Từ trước tới nay, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của sát thủ Hồng Trần là 100%, chưa bao giờ tiến hành 3 lần ám sát với cùng một mục tiêu. Nhưng mỗi lần tổ chức sát thủ Hồng Trần phái người ra ám sát, ít nhất cũng phải là cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Điều này cũng có nghĩa là sát thủ lần đầu tiên ám sát Dương Thanh ít nhất phải có thực lực vương cảnh sơ kỳ. Sát thủ lần thứ hai ám sát cậu ta ít nhất là thực lực vương cảnh trung kỳ. Hôm nay là lần thứ ba ám sát, thực lực của sát thủ ít nhất phải là vương cảnh hậu kỳ. Tôn Húc nói đến đây thì dừng lại. Nhưng những người đứng đầu nhà họ Tôn đều lộ vẻ khó tin. Chủ gia tộc, ý của ông là ba sát thủ bị Dương Thanh giết chết hôm nay có thực lực đạt đến vương cảnh hậu kỳ sao? Một nhân vật lớn tuổi trong nhà họ Tôn run rẩy nói cách khác, Dương Thanh có thể giết cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Cho nên thực lực của Dương Thanh ít nhất phải là vương cảnh đỉnh phong. Mà thực lực năm chủ vương tộc lớn ở Chiêu Châu là vương cảnh đỉnh phong, cũng có nghĩa là thực lực của Dương Thanh có thể tương đương với chủ vương tộc. Người lớn tuổi nhà họ Tôn càng hỏi lại càng run rẩy hơn. Tôn Húc nặng nề gật đầu, bây giờ, các ông đã biết tại sao tôi không chịu thỏa hiệp trong chuyện này rồi chứ? Bịch! Người lớn tuổi nhà họ Tôn kia ngồi phịch xuống đất. Chủ gia tộc, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngay cả vương tộc họ Tào cũng không phải là đối thủ của Dương Thanh, nhà họ Tôn chúng ta làm sao đối phó được với cơn giận của cậu ta chứ? Một người cầm quyền trong nhà họ Tôn vội hỏi. Ánh mắt Tôn Húc lạnh dần, chuyện này, tôi tất sẽ có sắp xếp khác, các ông chỉ cần nhớ kỹ một việc, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải kiên định là chuyện này không liên quan gì với nhà họ Tôn, tất cả đều do Tào Chí bố trí. Mấy người cầm quyền trong nhà họ Tôn nghe vậy đều chấn động. Tôn Húc định đổ mọi trách nhiệm cho Tào Chí à? Nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của Dương Thanh, bọn họ chỉ có thể lựa chọn làm vậy. Sau khi ra khỏi phòng họp, Tôn Húc đi thẳng tới phòng của Tôn Chí Kiều. Bác cả! Thấy Tôn Húc đến, Tôn Chí Kiều vội vàng bước tới đón, trên mặt còn hẳn rõ dấu tay. Đó là do ông ta đánh cô ta trước lúc họp. Tôn Húc khẽ gật đầu, nhìn dấu tay trên mặt Tôn Chí Kiều và chợt thở dài, Chí Kiều, bác cả đánh cháu có trách bác không? Tôn Chí Kiều vội vàng lắc đầu, bác cả, nếu không nhờ có bác thì cháu chẳng có ngày hôm nay, nói không chừng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tôn từ lâu rồi. Bác đánh cháu cũng vì muốn tốt cho cháu thôi, sao cháu có thể trách bác được? Tốt lắm, bác hỏi cháu một việc, cháu phải thành thật trả lời. Tôn Húc đột nhiên nghiêm mặt nói. Tôn Chí Kiều dường như hiểu rõ Tôn Húc muốn hỏi gì, mặt tái đi nhưng vẫn gật đầu, bác cả, bác cứ hỏi. Rốt cuộc chuyện xảy ra ở hầm trú ẩn của nhà họ Tôn hôm nay có liên quan tới cháu không? Tôn Húc hỏi. Tôn Chí Kiều khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe nói, bác cả, cháu không ngờ Dương Thanh lợi hại như vậy. Ngay cả sát thủ Hồng Trần cũng không giết được anh ta. Bác cả, cháu biết sai rồi, sau này cháu không dám làm vậy nữa. Cầu xin bác cả tha cho cháu. Tôn Húc vốn đã nghĩ đến đáp án này nhưng sau khi nghe Tôn Chí Kiều tự mình thừa nhận vẫn thấy khó chịu. Chí Kiều, chỉ cần cháu làm một việc cho nhà họ Tôn, bác sẽ tha thứ cho cháu. Tôn Húc nói. Tôn Chí Kiều liên tục gật đầu, bác cả,
bác bảo cháu làm gì cháu cũng sẵn lòng, cho dù có bảo cháu chết cũng được. Được, vậy cháu chết ngay đi. Tôn Húc vừa dứt lời, một cao thủ phía sau ông ta chợt rút ra một khẩu súng lục và bắn vào tim của Tôn Chí Kiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kế hoạch hạt giống. Dương Thanh kinh ngạc, không ngờ Tần Đại Dũng còn có thân phận như vậy. Anh đã biết Tần Đại Dũng không phải người nhà họ Tần ở Giang Hải, mà là trẻ mồ côi được nhận nuôi từ nhỏ. Cũng chính vì thế nên ông ấy luôn bị nhà họ Tần ở Giang Hải ghét bỏ, thậm chí đến cả Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng không được chào đón. Nào ngờ Tần Đại Dũng lại là người của gia tộc lớn ở Vương Thành Tào. Nhưng kế hoạch hạt giống này là cái gì? Kế hoạch hạt giống là kế hoạch bí mật của nhà họ Tần, chỉ người cầm quyền của nhà họ Tần mới được biết. Cứ 10 năm một lần, nhà họ Tần sẽ âm thầm phái một đám người nhánh phụ phân tán ở mọi nơi trên Chiêu Châu, thậm chí là ở các nước khác. Mục đích của nhà họ Tần chính là muốn tìm ra những người có thân phận quan trọng trong số những người này để phát triển nhà họ Tần. Bố vợ của anh chính là một người thuộc kế hoạch hạt giống từ 50 năm trước của nhà họ Tần. Lúc trước Tần Sương đã tìm ông ấy, muốn ông ấy mang theo tập đoàn Nhạn Thanh trở về nhà họ Tần. Chính vì bị bố vợ anh từ chối nên Tần Sương mới bắt bố vợ và con gái của cậu đi, để ép Tần Đại Dũng đồng ý trở về. Trong điện thoại liên tục truyền ra các tin tức mật khiến tâm trạng của Dương Thanh vô cùng nặng nề. Theo kết quả người của anh điều tra được, Tần Đại Dũng biết thân phận của mình nhưng lúc ở nhà họ Tôn lại không chịu nói ra. Chứng tỏ Tần Đại Dũng không muốn Dương Thanh nảy sinh xung đột với nhà họ Tần nên mới giấu giếm chuyện này. Với tác phong làm việc của Dương Thanh, những gì Tần Sương làm ra đã đủ để nhà họ Tần trả giá đắt. Nhưng vì quan hệ của Tần Đại Dũng với nhà họ Tần, anh không thể làm vậy. Tôi còn điều tra được tối qua, Tào Chí còn dẫn theo Tôn Chí Kiều đi ăn với Tần Sương. Sau bữa cơm, Tôn Chí Kiều lại hẹn gặp riêng với Tần Sương. Hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn là bí mật của gia tộc, không có nhiều người biết. Rất có thể là Tôn Chí Kiều bảo Tần Sương nhốt người trong hầm trú ẩn của nhà họ Tôn. Trong điện thoại lại vang lên giọng nói kia. Tôn Chí Kiều. Dương Thanh cau mày, cảm thấy cái tên này khá quen nhưng nghĩ mãi không ra. Cô ta là cháu gái của Tôn Húc. Khi giải trí ngôi sao còn thuộc về nhà họ Tôn, cô ta là tổng giám đốc, lúc trước từng hãm hại Hạ Hà một lần. Đối phương bỗng nói tiếp. Lúc này, Dương Thanh mới nhớ ra cô ta. Suýt thì anh đã quên mất cái tên Tôn Chí Kiều này, không ngờ cô ta có thể khiến Tào Chí dẫn mình đi ăn với Tần Sương. Đối phương lại hỏi, anh Thanh, hiện giờ chỉ điều tra được chừng này, có cần ra tay với nhà họ Tần của Vương Thành Tào không? Không cần. Dương Thanh lạnh lùng nói. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Dương Thanh vừa cúp máy, Mã Siêu sốt sắng hỏi. Anh ta là anh em thân thiết nhất của Dương Thanh, nhìn sự biến đổi trên mặt anh đã biết giờ đây tâm trạng của anh cực kỳ kém. Dương Thanh lắc đầu không giải thích, nói với Mã Siêu, bây giờ nhiệm vụ của cậu là dưỡng thương cho tốt. Tôi sẽ tự mình giải quyết những chuyện còn lại. Mã Siêu suýt chết ở Vương tộc họ Quan, nếu không nhờ thần y Phùng cứu giúp, e là đã bỏ mạng. Đến tận bây giờ vết thương vẫn chưa hồi phục. Hơn nữa, Mã Siêu và Ngải Lâm vừa mới kết hôn không lâu. Nếu Mã Siêu lại gặp nguy hiểm, Ngải Lâm sẽ không tha thứ cho Dương Thanh. Mã Siêu bỗng cảm thấy áy náy. Lúc trước tới Vương tộc họ Quan chỉ là nhất thời xúc động, hiện giờ cảm thấy rất hối hận, không chỉ không giúp được gì cho Dương Thanh. Còn trở thành gánh nặng vướng víu. Em xin lỗi, anh yên tâm, sau này em sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ nữa đâu. Mã Siêu đột nhiên nói lời xin lỗi. Dương Thanh vỗ vai anh ta, cậu phải dưỡng thương tốt mới có thể làm việc cho tôi. Anh vừa dứt lời, bên ngoài bỗng trở nên hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Dương Thanh nhíu mày. Tần Đại Dũng vẫn đang trong phòng cấp cứu, bên ngoài loạn lên khiến anh rất bực bội. Đúng lúc này, anh trông thấy 7-8 người để trần nửa người trên, mỗi người đều đeo một bó bụi gai. Bụi gai đã đâm vào da thịt sau lưng họ, máu chảy đầm đìa. Sau lưng bọn họ còn có rất nhiều vệ sĩ phong tỏa, chặn người ngoài vây xem. Bịch, bịch, chấm. Mấy người đeo bụi gai kia đi tới trước mặt Dương Thanh rồi đồng loạt quỳ xuống. Cảnh tượng này khiến đám người vây xem đều khiếp sợ. Tôn Húc, chủ nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô dẫn những người cầm quyền tới nhận tội chịu phạt. Người dẫn đầu chính là Tôn Húc, chủ nhà họ Tôn. Ông ta đang quỳ dưới chân Dương Thanh, vẻ mặt khẩn khoản. Người vây xem vốn không biết thân phận của những người này nghe thấy thế trợn tròn mắt. Trời ạ, bọn họ đều là người của nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Người dẫn đầu còn là chủ gia tộc, Tôn Húc. Bọn họ tới đây để nhận tội chịu phạt,
rốt cuộc người trẻ tuổi kia là ai mà có thể khiến chủ nhà họ Tôn tự mình tới nhận tội? Bầu trời Yến Đô sắp đổi rồi sao? Người trẻ tuổi có thể khiến ông chủ nhà họ Tôn quỳ xuống chịu tội có thân phận gì? Chấm. Tất cả đều sợ ngây người. Trong mắt người Yến Đô, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đã là thế lực đứng đầu, chủ của các gia tộc này lại càng cao quý. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi còn người có thể khiến chủ của một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô quỳ xuống xin tha. Quan trọng là, đối phương chỉ là một chàng trai mới hơn 20 tuổi. Cậu Thanh, tôi đã điều tra rõ ràng. Mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Tôn đều do Tào Chí của vương tộc họ Tào đứng sau sai khiến. Cậu ta mê hoặc Tôn Chí Kiều, hợp mưu với Tần Sương bắt nhốt bố vợ và con gái của cậu trong nhà họ Tôn. Tội đồ Tôn Chí Kiều đã bị tôi tự tay giết chết. Không chỉ vậy, tôi còn chủ động kháng nghị, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với vương tộc họ Tào rồi. Từ nay về sau, nhà họ Tôn chỉ đi theo cậu Thanh, tuyệt đối sẽ không phản bội. Dứt lời, Tôn Húc cầm một con dao bằng tay phải đâm vào cánh tay của mình. Đến cả Dương Thanh cũng sững sờ, không ngờ Tôn Húc sẽ chịu tội bằng cách này. Nhát đâm vừa rồi đã đâm nát gân tay trái, dù có chữa khỏi cũng không thể khôi phục lại như bình thường. Tôi tự phế bỏ một cánh tay tỏ lòng trung thành, mong cậu Thanh tha thứ cho nhà họ Tôn. Tôn Húc lớn tiếng nói, hơi khom người cúi đầu xuống, chờ Dương Thanh quyết định. Xin cậu Thanh tha thứ cho nhà họ Tôn. Đám dòng chính nhà họ Tôn sau lưng Tôn Húc cũng đồng thanh hô lên. Khiến cho mọi người đều kinh hãi. Nhưng sắc mặt của Dương Thanh lại tối sầm lại. Mặc kệ chuyện này không có quan hệ với nhà họ Tôn nhưng vẫn xảy ra ở nhà họ Tôn. Chủ yếu là anh không có thiện cảm gì với bọn họ. Tính ra Tôn Húc đã quỳ xuống xin anh tha thứ 3 lần. Lần nào mà chẳng hèn mọn như thế. Nhưng có lần nào Tôn Húc thật sự biết hối cải chưa? Nếu không vì sợ Dương Thanh tiêu diệt nhà họ Tôn, sao Tôn Húc phải làm vậy? Ông vẫn còn mặt mũi tới cầu xin anh tôi tha cho ông sao? Mã Siêu bước lên, châm chọc nói, nếu tôi nhớ không nhầm, đây đã là lần thứ 3 ông quỳ xuống xin anh ấy tha thứ rồi thì phải. Sao hả, lần này lại muốn diễn kịch tiếp à? Có phải định tìm chỗ dựa khác mạnh hơn rồi tiếp tục đối phó anh ấy không? Nghe Mã Siêu nói thế, Tôn Húc lập tức hốt hoảng nói, cậu Thanh, tôi nói thật đấy. Sau này tôi không dám đắc tội cậu nữa. Nếu còn lần sau, tôi chính là đồ súc sinh, không bằng một con chó. Tôn Húc, ông có biết bây giờ bố vợ của tôi vẫn đang ở trong phòng cấp cứu không? Ông dẫn người tới đây làm loạn để ảnh hưởng bác sĩ cứu chữa cho bố vợ tôi hả? Giọng nói của Dương Thanh vang dội như sấm rền, khiến Tôn Húc run bần bật. Tôn Húc vội vàng lao tới xin tha, vốn không nghĩ được nhiều như vậy. Lúc này nghe tin Tần Đại Dũng vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, ông ta cực kỳ sợ hãi. Xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi. Tôi thật sự không biết bố vợ cậu vẫn đang được cấp cứu. Chúng tôi sẽ rời đi ngay. Tôn Húc cuống quýt nói rồi dẫn người nhà họ Tôn rời đi. Đến vội vàng đi cũng vội vàng. Đám người vây xem nhìn theo bóng lưng của người nhà họ Tôn, trong mắt không nén nổi kinh sợ. Một người trẻ tuổi có thể khiến chủ nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cung kính như vậy chắc chắn có thân phận rất khủng bố. Sau khi Tôn Húc dẫn người đi, rốt cuộc cửa phòng cấp cứu cũng được khôi phục yên tĩnh. Mã Siêu bước tới hỏi, anh Thanh, đâu phải lần đầu tiên Tôn Húc làm vậy? Không phải anh định tha cho nhà họ Tôn đấy chứ? Dương Thanh khinh thường nói, nhà họ Tôn nhỏ bé còn cần phải nhắc tới sao? Bây giờ anh đã đứng vững ở Yến Đô, đến cả vương tộc còn không làm gì được nói gì tới nhà họ Tôn. So đo với loại rác rưởi Tôn Húc là tự hạ thấp chính mình. Anh Thanh, có thể bảo tiền bưu dẫn ảnh vệ đi làm. Mặc dù nhà họ Tôn không có tư cách để chúng ta phải ra tay nhưng Tôn Húc quá đê tiện, đáng chết từ lâu rồi. Mã Siêu nghiến răng nói. Dương Thanh lắc đầu, bây giờ chưa đến lúc dùng ảnh vệ. Yên tâm, hôm nay Tôn Húc dẫn người tới bệnh viện xin tha, dù chúng ta không làm gì cũng sẽ có người ra tay với bọn họ. Mã Siêu sững sờ hỏi, ý anh là vương tộc họ Tào sẽ ra tay sao? Không thì còn ai vào đây? Dương Thanh nói, hoàng tộc và vương tộc của Chiêu Châu đều rất kiêu ngạo. Trong mắt bọn họ, 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ là sâu kiến. Nhà họ Tôn dám phản bội vương tộc họ Tào, sao họ có thể nuốt trôi cục tức này? Nghe vậy, Mã Siêu lập tức vỡ lẽ. Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra, Tần Đại Dũng đã phẫu thuật xong được đẩy ra ngoài. Dương Thanh vội vàng chạy tới, chị Lâm, bố vợ em sao rồi? Ngài Lâm tháo khẩu trang cười đáp, yên tâm, chị tự tay phẫu thuật cho chú Tần, cuộc phẫu thuật rất thành công, sẽ không để lại di chứng đâu. Chỉ cần nằm giường nghỉ ngơi là được. Nghe Ngải Lâm nói thế,
Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chị Lâm. Dương Thanh cảm kích nói. Ngài Lâm khẽ lắc đầu, nhìn sang Phùng Tiểu Uyển ẩn ý nói, lần này phẫu thuật thành công như vậy là nhờ thuốc cô gái kia cho chú Tần uống. Tim của chú Tần vốn bị tổn thương nghiêm trọng, thần y nhỏ cho chú ấy uống một viên thuốc, ổn định tình hình mới có thể an toàn phẫu thuật. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười với Ngài Lâm, ngượng ngùng nói, em cũng chỉ có thể ổn định vết thương cho chú Tần. Còn xương sườn bị gãy phải được phẫu thuật. Ông nội của Tiểu Uyển là thần y đấy. Lần này nếu không nhờ thần y Phùng ra tay cứu giúp, e là em không được gặp lại anh nữa đâu. Mã Siêu chợt lên tiếng, cảm xúc hơi kích động. Lần này tới Vương Thành Quan suýt bỏ mạng ở vương tộc họ Quan khiến anh ta hiểu ra nhiều điều. Trong mấy ngày dưỡng thương ở nhà của thần y Phùng, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng thấy vô cùng áy náy với Ngài Lâm. Dù sao hai người mới kết hôn chưa lâu, anh ta đã tự ý chạy đi, chỉ để lại một bức thư rồi một mình xông vào vương tộc họ Quan. Bây giờ nhớ lại đúng là khi đó quá kích động. Lúc Dương Thanh đưa Tần Đại Dũng đang bị thương vào bệnh viện, Mã Siêu cũng chạy tới, còn chưa kịp nói mấy câu với Ngài Lâm. Hiện giờ Ngài Lâm phẫu thuật xong cho Tần Đại Dũng, anh ta mới thực sự được gặp lại cô ấy sau chuyến đi tới vương tộc họ Quan, vô cùng xúc động. Ngài Lâm nhìn chằm chằm Mã Siêu, vành mắt hoe đỏ, nước mắt trực trào. Cô ấy không nói lời nào, chỉ nhìn Mã Siêu như vậy. Thấy Ngài Lâm im lặng, hai mắt ngấn nước, Mã Siêu càng cảm thấy áy náy. Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Mã Siêu tiến lên ôm chầm Ngài Lâm, vợ ơi, anh xin lỗi. Hu hu. Ngài Lâm cũng không nén nổi nước mắt, thấp giọng bật khóc. Mã Siêu không hề hay biết, lúc Ngài Lâm nhìn thấy thư của anh ta đã sợ hãi như thế nào. Thậm chí cô ấy còn chuẩn bị tinh thần không thể gặp lại Mã Siêu nữa. Anh đúng là đồ chết tiệt. Anh có biết Ngài Lâm lo lắng cho anh thế nào không? Nếu không vì cô ấy đang mang thai, cô ấy đã chạy tới Vương Thành Quan tìm anh lâu rồi. Lúc này, một nữ bác sĩ mặc áo blau trắng đi tới, tức giận lườm Mã Siêu. Cô ấy vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân của Ngài Lâm. Lúc Mã Siêu không có ở đây, cô ấy vẫn luôn ở bên chăm sóc Ngài Lâm. Mỹ à! Ngài Lâm cuống quýt lên tiếng ngăn cản nhưng mọi chuyện đã muộn. Mỹ đã nói ra chuyện cô ấy đang mang thai. Mã Siêu vốn đang áy náy nghe thấy vậy lập tức sửng sốt. Dương Thanh cũng kinh ngạc, vô thức nhìn bụng của Ngài Lâm. Nhưng cô ấy mặc áo blau trắng ở ngoài, hoàn toàn không nhìn ra được. Mã Siêu ngơ ngác hồi lâu, kích động hỏi, Mỹ nói thật sao? Em mang thai rồi à? Anh sắp được làm bố hả? Bởi vì quá kích động, toàn thân Mã Siêu đều run rẩy, giọng nói cũng run run. Ngài Lâm có thể cảm nhận được tâm trạng của Mã Siêu, không đành lòng giấu giếm, bèn khẽ gật đầu. Thấy Ngài Lâm gật đầu, gã đàn ông thô kệch như Mã Siêu lại bật khóc. Ha 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 ha! Anh ta không kìm được cười lớn, tôi có con rồi, tôi sắp được làm bố rồi. Tuy đang cười nhưng trong lòng anh ta lại cực kỳ áy náy. Vì trả thù cho em gái, anh ta không hề để ý tới người vợ mới cưới. May mà anh ta còn sống trở về. Nếu anh ta chết ở vương tộc họ Quan, Ngài Lâm sẽ phải làm gì? Sau này, con của anh ta sẽ ra sao? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Anh ta bị thù hận làm mụ mị đầu óc, biết rõ tới vương tộc họ Quan sẽ rất nguy hiểm nhưng vẫn bỏ vợ lại để đi. Bốp bốp bốp. Mã Siêu đột nhiên tự tát mình mấy cái, anh không phải người, con mẹ nó anh đúng là không phải người. Vợ ơi, xin lỗi em. Anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi. Sau này, anh sẽ không làm chuyện không khác gì cầm thú như vậy nữa. Ngài Lâm vội vàng giữ lấy tay Mã Siêu, nước mắt giàn giụa, em tha thứ cho anh rồi, đừng tự làm đau mình. Nhìn hai vợ chồng ôm nhau hạnh phúc, Dương Thanh khẽ mỉm cười. Tuy chuyến đi tới Vương Thành Quan lần này của Mã Siêu vô cùng hiểm nguy nhưng may mà mọi chuyện đều đã qua. Mã Siêu được anh cứu về, bây giờ tình cảm với Ngài Lâm cũng thêm sâu nặng. Ngài Lâm mang thai, Mã Siêu sắp có con của mình. Dương Thanh thật sự vui thay cho người anh em. Tiểu Uyển, chúng ta đi thôi. Dương Thanh nói với Phùng Tiểu Uyển đang lặng lẽ đứng lau nước mắt vì cảm động. Cùng lúc đó, sau khi Tôn Húc dẫn người nhà họ Tôn ra khỏi bệnh viện liền quay về gia tộc. Trong phòng họp, đám người cầm quyền của nhà họ Tôn vây quanh ông ta, ai cũng rất lo lắng. Chủ gia tộc, rốt cuộc cậu Thanh có tha thứ cho chúng ta không? Một người lên tiếng hỏi. Bố vợ của cậu Thanh bị thương nặng ở nhà họ Tôn, bây giờ vẫn đang cấp cứu. Lỡ ông ấy không qua khỏi, chúng ta phải làm gì đây? Ông chủ mau nghĩ cách đi, sau này nhà họ Tôn phải làm thế nào? Chấm. Bọn họ đều đang vô cùng sốt ruột.
nếu Tần Đại Dũng không có việc gì thì thôi, nhưng một khi ông ấy qua đời, chắc chắn Dương Thanh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Tôn. Tôn Húc cũng đang hoảng loạn, bên tai truyền đến vô số câu hỏi khiến ông ta nổi giận, im hết cho tôi. Lúc này đám người kia mới ngậm miệng. Tôn Húc nhìn xung quanh, nghiến răng nói, mặc kệ cậu Thanh có chịu tha cho chúng ta hay không, chúng ta cũng đã hứa rồi. Từ nay về sau chỉ nghe theo cậu ấy, tuyệt đối không phản bội. Lần này Tôn Húc thực sự biết sợ. Tuy ông ta không tận mắt chứng kiến Dương Thanh đấu với ba tên sát thủ kia, cũng không biết ba tên kia mạnh tới đâu, nhưng chỉ khí thế trên người họ đã đủ để dọa ông ta sợ run người. Dương Thanh có thể vừa bảo vệ người nhà vừa lấy mạng cả ba gã sát thủ, thực lực cực mạnh. Ông ta có dự cảm, e là đến cả vương tộc của Chiêu Châu cũng không dám tùy tiện trêu chọc Dương Thanh. Nếu không, bọn họ đã tràn vào Yến Đô từ lâu, ép Dương Thanh đầu hàng hoặc giết chết anh. Nhưng hiện giờ, vương tộc họ Tiết và vương tộc họ Quan từng trở mặt với Dương Thanh đều lặng lẽ rút khỏi Yến Đô. Vương tộc họ Tào cũng có nhiều người phải chịu thiệt trong tay Dương Thanh, thế nhưng anh vẫn sống sờ sờ ra đó. Chẳng lẽ vương tộc họ Tào không biết trả thù sao? Tại sao không trả thù? Chuyện này chỉ có thể chứng minh, đến cả vương tộc họ Tào cũng không làm gì được Dương Thanh. Chính vì vậy, ông ta mới dám trở mặt với Tào Chí trước mặt mọi người, còn dẫn đám người cầm quyền của nhà họ Tôn đến gặp Dương Thanh chịu tội. Chắc chắn chuyện chúng ta đến bệnh viện xin Dương Thanh tha thứ sẽ truyền đến tai vương tộc họ Tào. Nhớ bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta thì sao? Bỗng một người khác lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng. Tất cả đều nhìn sang Tôn Húc. Đây cũng là vấn đề bọn họ lo nhất. Trong mắt Tôn Húc lóe lên vẻ điên cuồng. Một lúc sau, ông ta nghiến răng nói, nếu Tào Chí dám động vào chúng ta sẽ liều mạng với cậu ta. Trong khi nhà họ Tôn đang bàn kế đối phó, bên trong phòng đế vương trên tầng cao nhất của Club Hoàng Kim. Cậu Chí, đồ khốn nạn Tôn Húc dám đi tìm Dương Thanh xin tha, còn đổ toàn bộ trách nhiệm của việc Tôn Chí Kiều thuê sát thủ Hồng Trần lên đầu cậu. Không chỉ vậy, Tôn Húc còn giết Tôn Chí Kiều. Ông ta muốn xóa sạch chứng cứ. Tào Chí ngồi trên một chiếc sofa cỡ lớn êm ái. Cao thủ mạnh nhất dưới tay hắn ta là Bạch Hướng Huy đang đứng trước mặt báo cáo chuyện xảy ra ở bệnh viện. Tôn Húc ơi Tôn Húc, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ông đã quyết tâm đối đầu với vương tộc họ Tào, vậy tôi sẽ khiến nhà họ Tôn biến mất trước. Trong mắt Tào Chí hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ý của cậu là? Bạch Hướng Huy hỏi. Tào Chí khẽ lắc ly rượu đế cao trong tay, chậm rãi nói, cho Tôn Húc biến mất trước đi. Toàn thân Bạch Hướng Huy run lên, kinh ngạc nói, nếu chúng ta giết Tôn Húc, chẳng phải chứng minh chúng ta thực sự liên quan tới chuyện bắt cóc bố vợ và con gái của Dương Thanh sao? Tào Chí cười lạnh hỏi, ông cảm thấy quan hệ giữa vương tộc họ Tào và Dương Thanh còn cứu vãn được nữa sao? Bạch Hướng Huy lắc đầu. Tào Chí lại hỏi, nếu chúng ta nói với Dương Thanh, Tần Sương bắt bố vợ và con gái cậu ta không liên quan tới chúng ta, ông nghĩ cậu ta sẽ tin à? Bạch Hướng Huy lại lắc đầu. Bởi vì trong chuyện này chỉ có Tào Chí đáng nghi nhất, quan trọng là bọn họ không có chứng cứ. Hiện giờ Tôn Húc giết cả cháu gái ruột để lấy lòng Dương Thanh, còn đổ hết mọi tội lỗi cho Tào Chí, nói là Tôn Chí Kiều làm việc theo lệnh của hắn ta. Cứ như vậy, Dương Thanh sẽ càng không tin Tào Chí không liên quan tới chuyện này. Đương nhiên, tất cả đều là mong muốn của Tào Chí. Dương Thanh cũng chỉ hoài nghi chuyện này liên quan tới Tào Chí, tuy không có chứng cứ nhưng anh cũng không cần. Giống như lời Tào Chí vừa nói, giữa vương tộc họ Tào và Dương Thanh đã không thể giảng hòa được nữa. Vậy thì chuyện xảy ra ở nhà họ Tôn liên quan tới Tào Chí hay không thì đã sao? Tôi hiểu rồi. Bạch Hướng Huy suy tư một lúc rồi gật đầu, quay lưng rời đi. Sau khi Tào Hướng Huy đi khỏi, Tào Chí híp mắt nói, Dương Thanh ơi Dương Thanh. Mày đúng là khiến người ta phải kinh ngạc, còn trẻ như vậy đã có thực lực tương đương với chủ gia tộc hàng đầu của Vương Thành. Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần mày không phải cao thủ vương cảnh đỉnh phong thì với vương tộc họ Tào mày chỉ là một kẻ đã chết. Nói xong, hắn ta gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhanh chóng bắt máy. Tào Chí vội nói, bố ơi, nhiệm vụ của con gặp phải trở ngại rất lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của bố Tào Chí hơi kinh ngạc. Ông ta là bố của Tào Chí, biết rõ hắn ta là loại người gì. Đến cả Tào Chí cũng gặp phải trở ngại, chứng tỏ đây là phiền phức cực lớn. Yến Đô có cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Tào Chí trầm giọng nói, Hồng Trần phái ra ba sát thủ nhưng tất cả đều bỏ mạng dưới tay người kia. Cái gì, cao thủ vương cảnh hậu kỳ, đến cả ba sát thủ của Hồng Trần đều bị người đó giết. Bố của Tào Chí lập tức khiếp sợ. Ông ta là chủ nhánh ba của vương tộc họ Tào, có địa vị rất cao trong gia tộc, đến cả Tào Vương cũng phải nể mặt.
bản thân ông ta còn là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Dù là trong vương tộc họ Tào, cao thủ vương cảnh hậu kỳ đã rất mạnh, vậy mà ở Yến Đô cũng có. Điều này khiến ông ta cảm thấy áp lực lớn chưa từng có. Nhiệm vụ ở Yến Đô của Tào Chí thực sự có độ khó rất cao. Sắp tới rất có thể cậu ta sẽ ra tay với con, hy vọng gia tộc có thể phái cao thủ mạnh tới bảo vệ con. Tào Chí nói ra yêu cầu của mình. Con yên tâm, giờ bố sẽ đi tìm Tào Vương. Tối nay sẽ có cao thủ đứng đầu vương tộc tới Yến Đô bảo vệ cho con. Bố của Tào Chí trầm giọng nói. Cảm ơn bố. Tào Chí đột nhiên nói tiếp, phải rồi, còn có một chuyện vô cùng quan trọng phải báo cho bố biết. Trưa nay, người thừa kế của nhà họ Tần, Tần Sương chết rồi. Ông ta cũng chết trong tay người kia. Chủ nhánh ba nhà họ Tào sợ ngây người, cậu ta thật to gan, đến cả người thừa kế nhà họ Tần cũng dám giết. Chủ nhánh ba và Tần Sương là cao thủ cùng thời, đương nhiên biết rõ Tần Sương có thiên phú võ thuật rất cao, cũng biết ông ta được nhà họ Tần vô cùng kỳ vọng. Thế nhưng Tần Sương còn chưa kế thừa vị trí chủ gia tộc nhà họ Tần đã phải bỏ mạng ở Yến Đô. Một khi nhà họ Tần biết được, có thể tưởng tượng bọn họ sẽ làm ra chuyện điên cuồng tới mức nào. Tào Chí lại nói, nếu có thể mượn tay nhà họ Tần tiêu diệt Dương Thanh, có lẽ sẽ giảm bớt áp lực cho vương tộc chúng ta. Không hổ là con bố, con rất thông minh. Bố sẽ tự báo cáo chuyện này với gia tộc. Vương tộc nhất định phải thưởng lớn cho con. Chủ nhánh ba của vương tộc họ Tào vui vẻ nói. Cảm ơn bố. Sau khi cúp máy, Tào Chí nhếch miệng nói, Dương Thanh, tao muốn nhìn xem mày có thể chống đỡ được bao lâu trước mặt cao thủ đứng đầu nhà họ Tần. Dù mày chống đỡ được thì vẫn còn cao thủ của vương tộc họ Tào bọn tao. Tao không tin cao thủ đứng đầu của hai gia tộc lớn nhất vương thành Tào còn không thể đánh bại mày. Dương Thanh đang trong bệnh viện bỗng hắt xì một cái. Lại có ai nhớ thương mình rồi? Dương Thanh cười khổ nói. Tần Đại Dũng đã tỉnh lại, Tiêu Tiêu cũng ngủ được 2 tiếng rồi tỉnh. Xem ra viên thuốc Phùng Tiểu Uyển cho Tiêu Tiêu uống thực sự có tác dụng. Sau khi tỉnh lại, cô bé như đã quên sạch mọi chuyện ở nhà họ Tôn, khôi phục nụ cười trên mặt như xưa. Lúc này cô bé đang chơi với Phùng Tiểu Uyển. Dương Thanh, bố mong con có thể giấu chuyện hôm nay với Thanh Tâm và Y Y. Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh yếu ớt lên tiếng. Dương Thanh cười khổ một tiếng, hiện giờ bố đang như vậy, sao có thể giấu được họ? Anh biết Tần Đại Dũng sợ Tần Thanh Tâm và Tần Y lo lắng nên mới bảo Dương Thanh che giấu chuyện này. Nhưng ông ấy bị thương quá nặng. Tần Thanh Tâm và Tần Y đều rất thông minh, sao có thể giấu nổi? Quan trọng nhất là Tiêu Tiêu cũng trải qua chuyện ở hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn. Dù sau đó đã ngất xỉu nhưng cô bé vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Tần Đại Dũng bị đánh đập. Tần Đại Dũng nói, cứ bảo lúc chúng ta còn ở Giang Hải, bố ham mê cờ bạc đắc tội người ta, lần này bị trả thù đi. Nghe vậy, Dương Thanh gật đầu. Đây cũng là một lý do, chỉ không biết Tần Thanh Tâm và Tần Y có chịu tin hay không. Chỉ cần con giúp bố, chắc chắn hai đứa nó sẽ không nghi ngờ. Tần Đại Dũng đoán được nỗi lo của Dương Thanh, cười gượng một tiếng. Được, cứ quyết định vậy đi. Dương Thanh đồng ý. Anh cũng không hy vọng Tần Thanh Tâm và Tần Y bị kéo vào cuộc chiến tranh giành Yến Đô. Bọn họ chỉ là người bình thường, chỉ muốn yên ổn làm việc, sống cuộc sống bình thường. Hiện giờ thân phận của Tần Đại Dũng đã bị anh biết được, e là sau này sẽ còn nhiều chuyện liên quan với ông ấy. Chắc chắn Tần Đại Dũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu Tần Thanh Tâm và Tần Y biết được những chuyện này, chắc chắn cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Bố bị sao thế? Đúng lúc này, Tần Y mặc đồ công sở chạy vọt vào phòng bệnh, thấy Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh liền hòa khóc. Trông ông ấy rất thê thảm, trên đầu quấn chặt băng vải, chỉ lộ ra hai mắt, mũi, miệng. Trên người ông ấy cũng quấn đầy băng gạc màu trắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy máu nhuộm đỏ băng gạc. Đây là lỗi của bố. Lúc ở Giang Hải lẽ ra bố không nên ham mê cờ bạc, đắc tội một người có địa vị cao, lần này là bị trả thù. Không chỉ bố bị thương, suýt chút nữa Tiêu Tiêu cũng bị liên lụy. Nếu không có Dương Thanh, e là đời này bố không còn được gặp lại con nữa. Bố không sao, chỉ bị mấy vết thương ngoài da thôi. Bố biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Tần Đại Dũng vội vàng giải thích. Tần Đại Dũng đã nghĩ cách ứng phó từ trước, nói mọi chuyện đều do lỗi của mình. Khó khăn lắm mới lừa được Tần Y, Tần Thanh Tâm lại tới. Trông thấy tình trạng thê thảm của Tần Đại Dũng, cô cũng bật khóc nức nở. Được rồi, đừng khóc nữa. Không phải đã giải quyết xong hết rồi sao? Chỉ có vài vết thương ngoài da thôi, so với những vết thương của Dương Thanh trên chiến trường có đáng là gì chứ? Tần Đại Dũng lại lôi Dương Thanh ra làm lá chắn,
hai cô gái mới dần bình tĩnh lại. Bố ở bệnh viện ăn uống đầy đủ còn có người chăm sóc. Các con đều có công việc của mình, đừng tới đây nữa. Các con tới còn ảnh hưởng bố nghỉ ngơi. Tần Đại Dũng lại nói. Nhưng mà, Tần Y đang định lên tiếng lại bị Tần Đại Dũng nói chen ngang, nhưng nhị cái gì? Các con cũng không phải bác sĩ, ở lại có chữa bệnh cho bố được không? Bố vốn đang rảnh rỗi, bây giờ nằm viện không chăm được Tiêu Tiêu đã áy náy lắm rồi. Nếu còn chậm trễ thời gian của các con, bố thà chết đi cho xong. Hiện giờ các con đều rất quan trọng với tập đoàn Nhạn Thanh, vẫn còn nhiều nhân viên cần các con nuôi. Nếu các con vì việc riêng mà làm chậm trễ sự phát triển của tập đoàn Nhạn Thanh, các con có xứng đáng với nhân viên của tập đoàn, xứng đáng với Dương Thanh không? Tần Đại Dũng tỏ vẻ tức giận nói. Hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều không yên tâm, nhưng cũng biết Tần Đại Dũng nói có lý. Thế này đi, mấy ngày này con ở lại chăm sóc cho bố. Đợi đến khi bố cử động thuận tiện rồi, con sẽ làm việc của mình sau. Dương Thanh cười nói. Không được. Nào ngờ đến cả Dương Thanh cũng bị từ chối, các con mau đi đi, còn ở đây nữa sẽ làm phiền bố nghỉ ngơi đấy. Thái độ của Tần Đại Dũng cực kỳ kiên định, khiến hai cô gái cảm thấy khó xử. Cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được ông ấy, mấy người bọn họ chỉ có thể rời đi. Mãi đến khi đám người Dương Thanh đều rời khỏi, phòng bệnh mới yên tĩnh trở lại. Trong mắt Tần Đại Dũng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Chuyện hôm nay ở hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn khiến ông ấy cảm thấy áp lực rất lớn. Khi ông ấy còn rất nhỏ, trong đầu đã in sâu một vài hình ảnh, tất cả đều là ở một gia tộc lớn. Còn có một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói ông ấy là tương lai của nhà họ Tần, cũng là một phần trong kế hoạch hạt giống của bọn họ. Nếu một ngày gia tộc cần, ông ấy nhất định phải trở về. Ông ấy không biết thân phận của người đó là ai, nhưng vẫn biết người đó chính là bố mình. Ông ấy vẫn cứ nghĩ những hình ảnh này đều ở trong giấc mơ. Đến tận hôm nay, khi bị Tần Sương bắt cóc tới hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn, Tần Sương nói ông ấy là một phần trong kế hoạch hạt giống của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào, ông ấy mới ý thức được những hình ảnh đó đều không phải giấc mơ. Thì ra tất cả đều là sự thật. Rốt cuộc nhà họ Tần là một gia tộc như thế nào? Tần Đại Dũng bỗng thì thào, ánh mắt phức tạp. Có lẽ là vì hình ảnh trong đầu quá khắc sâu nên khi Tần Sương nói cho ông ấy biết mọi chuyện, ông ấy không hề có tâm lý cự tuyệt với nhà họ Tần, ngược lại còn có xúc động muốn về thăm nhà. Không chỉ vậy, ông ấy còn muốn gặp người đàn ông trung niên trong mơ kia. Cùng lúc đó trong một tòa nhà cổ xưa của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào xa xôi. Một lão già mặc trang phục truyền thống đang ngồi trên ghế bành, trước mặt có một chiếc đàn cổ. Tinh! Lão ta nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, một khúc nhạc tràn ngập tang thương lập tức vang lên. Ở ngoài cửa có một lão già lưng hơi còng đứng sừng sững như đang chờ đợi. Tinh! Sau nốt nhạc cuối cùng bỗng vang lên một tiếng động, thì ra là dây đàn bị đứt. Lão già mặc trang phục truyền thống cau mày nhìn ra cửa, vào đi. Ông chủ! Lão già còng lưng bước vào, trầm giọng nói, Tần Sương chết rồi. Ngay sau đó, một luồng khí thế khủng bố toát ra từ trên người lão già mặc trang phục truyền thống. Chiếc đàn cổ dưới tay lão ta thoát cái bị gãy thành hai nửa. Lão già vốn đã còng lưng lại càng khom người xuống, dường như chỉ có cách này mới có thể đứng vững. Con tôi chết rồi sao? Lão già mặc trang phục truyền thống nổi giận, nghiến răng nói, chỉ một yến đâu nhỏ nhoi còn ai có thể giết được nó. Lão già mặc trang phục truyền thống chính là Tần Như Phong, chủ nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. Đột nhiên biết tin đứa con trai mình xem trọng nhất bỏ mạng nơi xứ người, lão ta cực kỳ tức giận. Dương Thanh của Yến Đô. Lão già còng lưng trầm giọng nói, người sắp xưng vương ở Yến Đô trong lời đồn chính là cậu ta. Theo tin tức của vương tộc họ Tào, Tần Sương liên thủ với ba sát thủ Hồng Trần đối phó Dương Thanh, kết quả đều bị một mình cậu ta giết sạch. Lão già còng lưng là quản gia của Tần Như Phong, rất được lão ta coi trọng. Nghe quản gia nói thế, sắc mặt Tần Như Phong tối sầm lại. Mặc dù nổi giận nhưng lão ta cũng không vì vậy mà mất đi lý trí. Tần Sương là con trai lão ta biết rõ thực lực của Tần Sương mạnh bao nhiêu. Lão ta cũng từng nghe nói tới Hồng Trần, là một tổ chức sát thủ hàng đầu ở nước ngoài. Vậy mà ba sát thủ Hồng Trần phái tới đều bị một mình Dương Thanh giết hại sao? Tần Sương vốn là cao thủ vương cảnh trung kỳ, nói đúng hơn đã bước nửa bước vào vương cảnh hậu kỳ. Cách đây không lâu ông ta vừa mới đánh bại một sát thủ vương cảnh hậu kỳ đột nhập vào nhà họ Tần. Thế nhưng cuối cùng Tần Sương vẫn bị giết, lại còn là bị giết cùng với ba sát thủ của Hồng Trần. Lão ta không thể không hoài nghi,
Dương Thanh mà quản gia nhắc tới ít nhất cũng phải có thực lực vương cảnh hậu kỳ, thậm chí là vương cảnh đỉnh phong. Một cao thủ vương cảnh đỉnh phong hoàn toàn không phải đối thủ nhà họ Tần có thể chống lại. Đúng lúc này, một người giúp việc đi vào đưa một tập tài liệu cho quản gia. Sau khi quản gia xem tài liệu, sắc mặt lập tức biến đổi. Ông chủ, đây là tư liệu về Dương Thanh do vương tộc họ Tào gửi tới. Quản gia vội vàng tiến lên đưa tài liệu cho Tần Như Phong bằng hai tay. Một cao thủ vương cảnh hậu kỳ chưa tới 30 tuổi, đúng là một thiên tài võ thuật. Khi Tần Như Phong đọc xong tài liệu cũng không nén nổi kinh hãi. Tin tức trong tài liệu rất đầy đủ, bao gồm toàn bộ những chuyện Dương Thanh đã trải qua ở Yến Đô. Nhưng lão ta chỉ chú ý tới thực lực của anh. Ông chủ, thực lực của người này quá mạnh, liệu có phải người của gia tộc cổ võ hay không? Quản gia lo lắng hỏi. Tần Như Phong không trả lời, chỉ lạnh giọng nói, tôi không cần biết cậu ta là ai. Dám giết con tôi thì nhất định phải đền mạng. Thông báo Vũ Liệt lập tức lên đường tới Yến Đô. Tôi muốn lấy đầu của Dương Thanh. Nghe vậy, quản gia giật mình kinh hãi. Vũ Liệt là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Tần, cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Nghe nói Vũ Liệt đã bước nửa bước vào vương cảnh đỉnh phong. Dù là Tần Như Phong cũng chưa chắc đã là đối thủ của Vũ Liệt. Bởi vì Tần Như Phong đã cứu mạng Vũ Liệt nên bao nhiêu năm nay, Vũ Liệt vẫn luôn làm việc cho lão ta. Suốt những năm qua, Vũ Liệt đã âm thầm làm rất nhiều chuyện cho Tần Như Phong. Nếu Vũ Liệt rời đi, ông phải làm sao bây giờ? Quản gia lo âu hỏi. Nhờ có Vũ Liệt, vô số kẻ địch của nhà họ Tần đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi Vũ Liệt rời khỏi nhà họ Tần, không ai có thể cam đoan sẽ không có kẻ địch giết vào nhà họ Tần. Quản gia vừa nói hết câu, một luồng khí thế khủng bố tỏa ra từ trên người Tần Như Phong. Choang choang choang, toàn bộ đồ dùng bằng thủy tinh trong phòng đều vỡ nát. Quản gia trợn tròn mắt khiếp sợ, run rẩy hỏi, ông chủ, ông đã đột phá vương cảnh đỉnh phong rồi sao? Không chỉ kinh ngạc mà còn kích động. Tần Như Phong thu lại khí thế, hờ hững nói, dù Vũ Liệt không có ở đây, tôi xem ai dám xông vào nhà họ Tần. Mặc dù lão ta không trả lời quản gia mình đã đột phá hay chưa nhưng đã thể hiện thực lực đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Vâng, tôi sẽ báo cho Vũ Liệt tới Yến Đô giết người ngay. Quản gia vội vàng nói rồi quay người rời đi. Người đứng đầu mỗi vương tộc của Chiêu Châu đều có thực lực vương cảnh đỉnh phong. Bây giờ Tần Như Phong cũng đạt tới cảnh giới này. Cho dù là vương tộc muốn động vào nhà họ Tần cũng phải cân nhắc liệu có chịu nổi lửa giận của Tần Như Phong hay không. Thấy Dương Thanh thật sự rời đi. Tần Thanh Tâm càng cảm thấy tủi thân, lặng lẽ rơi nước mắt. Em biết anh sẽ không phản bội em. Anh biết em vẫn luôn tin tưởng anh. Em chỉ muốn một câu giải thích mà thôi, tại sao anh lại không chịu? Tần Thanh Tâm nghẹn ngào nhỏ giọng thì thào. Dương Thanh rời đi mấy ngày, lúc trở về đột nhiên dẫn theo một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi hơn cả cô. Không chỉ vậy, cô gái đó còn thân mật gọi Dương Thanh là anh Thanh, hiện giờ đang sống trong nhà họ. Tần Thanh Tâm càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức. Cô vẫn luôn tin tưởng Dương Thanh tuyệt đối, nhưng gặp phải chuyện như vậy dù sao cũng sẽ có khúc mắc trong lòng. Tần Thanh Tâm chỉ cần Dương Thanh giải thích một chút, coi như chỉ nói một câu anh coi Phùng Tiểu Uyển như em gái, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã ra khỏi dinh thự Vân Phong. Mặt trăng tối nay vừa sáng vừa tròn. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Ra đi! Dương Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn không gian trống không, lạnh giọng quát lên. Ngay sau đó, một bóng người màu đen nhảy xuống khỏi cây cổ thụ cao chọc trời. Bịch! Tiếng động thật lớn vang lên. Bóng người màu đen kia đáp xuống đất, khối đá xanh vô cùng cứng rắn lập tức biến thành bột mịn. Dương Thanh cũng nhìn thấy gương mặt của đối phương, là một ông già mặt mày tái nhợt khiến người sợ hãi, có lẽ là bị bệnh lang ben. Anh cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ gần bằng vương cảnh đỉnh phong từ trên người lão ta. Rõ ràng đối phương vẫn còn là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Chỉ là sắp đột phá mà thôi. Chỉ có chủ gia tộc lớn ở Vương Thành mới có cao thủ mạnh như vậy. Trong khi Dương Thanh đang lão ông ta, đối phương cũng đang nhìn anh chằm chằm, gương mặt tái nhợt bình thản nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh hãi. Lão ta theo lệnh chạy tới lấy mạng Dương Thanh, thế nhưng chưa kịp xông vào dinh thự Vân Phong đã bị anh phát hiện ra. Chỉ là lão ta không cảm nhận được bất kỳ khí thế võ thuật nào từ trên người Dương Thanh. Chỉ có hai khả năng, một là Dương Thanh chỉ là người bình thường. Hai là thực lực của anh còn cao hơn cả lão ta. Cảnh giới võ thuật của lão ta đã là vương cảnh hậu kỳ, nếu Dương Thanh còn mạnh hơn ông ta thì ít nhất cũng phải là vương cảnh đỉnh phong sao. Một cao thủ vương cảnh đỉnh phong chưa tới 30 tuổi. Sao có thể như vậy được?
Dương Thanh lập tức cau mày hỏi, ông là ai? Tần Sương bị cậu giết đúng không? Lão ta không trả lời, lạnh giọng hỏi ngược lại. Thì ra là người nhà họ Tần. Vừa nói, lão ta vừa vào tới trước mặt Dương Thanh, tung đấm vào thẳng mặt anh. Lão ta chính là cao thủ mạnh nhất dưới trướng chủ nhà họ Tần, Vũ Liệt. Đòn tấn công của Vũ Liệt cực kỳ dữ dội, không hề giống với một ông già 6-70 tuổi. Nắm đấm cứng rắn khiến không gian như đang chấn động. Nhưng dù lão ta có mạnh đến đâu, ở trước mặt Dương Thanh cũng chỉ có thể thất bại. Bịch! Ngay khi nắm đấm của Vũ Liệt sắp chạm tới Dương Thanh, anh chợt vung tay phải lên giữ chặt nắm đấm của Vũ Liệt trong tay. Sắc mặt Vũ Liệt lập tức biến đổi, vội vàng rút tay về. Nhưng khi lão ta dùng hết sức mới giật mình phát hiện không thể rút tay ra khỏi nắm tay của Dương Thanh. Muốn chết hả? Vũ Liệt nổi giận, dứt khoát từ bỏ giãy giụa, lại nắm tay trái ra đòn. Bịch! Tay trái cũng bị Dương Thanh bắt gọn. Vũ Liệt lại càng chấn động. Cả hai tay đều bị Dương Thanh khống chế, bây giờ chỉ có thể dùng chân. Bịch bịch bịch! Hai chân Vũ Liệt không ngừng đá ra, nhưng lần nào cũng bị Dương Thanh hời hợt đỡ được. Không những Vũ Liệt không thể làm Dương Thanh bị thương mà còn cảm thấy hai đùi như sắp gãy ra. Bịch! Một giây sau, Dương Thanh bỗng buông hai tay của Vũ Liệt ra, đồng thời đá một cái. Cao thủ mạnh nhất của chủ nhà họ Tần lập tức bị đá bay ra ngoài. Nể tình bố vợ tôi sẽ tha cho ông một con đường sống. Cút về nói với chủ nhà họ Tần, nếu bọn họ còn dám tìm tới tôi và người nhà tôi thì giết không tha. Giọng nói của Dương Thanh như tiếng sấm rền vang vọng trong đầu Vũ Liệt. Lão ta vốn đã bị cú đá của anh làm cho bị thương nặng, nghe thấy tiếng nói này chỉ thấy sợ chết khiếp, bỗng có ảo giác đây là tiếng nói của thần linh, khiến ông ta muốn quỳ bái. Đến khi Vũ Liệt lấy lại tinh thần, Dương Thanh đã biến mất. Khụ khụ. Vũ Liệt ho khan mấy tiếng, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng trắng bệch. Đương nhiên lão ta cảm giác được thực lực khủng bố của Dương Thanh. Trước mặt anh, lão ta không có chút sức chống đỡ nào. Lần đầu tiên lão ta có cảm giác này. Dù là đối mặt với Tần Như Phong, lão ta cũng chưa từng cảm thấy như vậy. E là lần này nhà họ Tần gặp phiền phức lớn rồi. Vũ Liệt nhìn về phía dinh thự Vân Phong một lúc lâu mới quay người biến mất trong màn đêm. Sau khi giải quyết xong Vũ Liệt, Dương Thanh mới về nhà. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy bên trong tối đen như mực. Lúc chuẩn bị trèo lên giường, anh bỗng nhiên do dự. Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh còn đang say giấc bỗng cảm thấy có người tới gần, đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy một bóng người mờ ảo đang tiếp cận mình. Anh giơ tay phải túm lấy cổ đối phương đè xuống ghế theo phản xạ có điều kiện. Tiểu Uyển. Lúc Dương Thanh nhìn rõ mặt người tới, lập tức giật mình hô lên. Dương Thanh. Ngay sau đó, một giọng nói tràn ngập tức giận vang lên sau lưng anh. Dương Thanh đang bóp cổ Phùng Tiểu Uyển, còn đè cô ta xuống ghế sofa, nhìn từ phía sau giống như anh đang đè lên Phùng Tiểu Uyển. Dương Thanh bừng tỉnh vội vàng đứng lên, quay lại chỉ thấy Tần Thanh Tâm đang đứng ở đằng sau, nước mắt giàn giụa.